đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1941, Hạ Màn, chố mắt ngoác mồm, giao long thành trên quảng trường tĩnh một điểm âm thanh cũng không có. Thật sự là Diệp Thần Phong lấy được cái này phân số, quả thực là yếu sáng ngủ con mắt của bọn họ rồi. Đây chính là 536 vạn 5,700 phân đây. Cái này cần muốn giết chết bao nhiêu yêu thú mới được phải biết giết chết một đầu niết bàn cảnh ngũ trọng thiên yêu thú, chỉ có thể thu được 50 phút, cho dù giết chết một đầu hóa thần cảnh 7 tầng yêu thú, cũng chỉ có thể đủ thu được 20.000 phân AH. Hơn nữa Diệp Thần Phong thực lực lại chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Thanh Nguyệt Tông vị trí Tiết huyền tình, triệu bá, lý bá cùng dương hạo thiên đám người, bọn hắn nhìn xem trên bia đá biểu hiện phân số. Tiết huyền tình đôi mắt đẹp là dị thải liên tục, người không nghĩ tới Diệp Thần Phong thật sự làm được, Diệp Thần Phong thật sự lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Triệu bá cùng Lý bá trong lòng cuối cùng là thở ra một hơi, nhìn xem Diệp Thần Phong thời điểm, bọn họ là càng phát từ mi thiện mục rồi. Dương Hạo Thiên không khỏi lớn giọng hét lên, Thần Phong, cái tên nhà ngươi, người muốn hay không trâu bò như vậy. Vừa vặn có hai cái cháu trai được rồi hơn một vạn phân, bọn hắn tự đắc chí không được, bây giờ nhìn lại bọn hắn liền cho ngươi liếm đầu ngón chân tư cách đều không có a hát. Cách đó không xa ngũ quang kỳ cùng ô văn hai người này, bọn hắn vừa vặn trả trào phúng diệp thần phong tới, tự cho là được rồi hơn một vạn phân liền không dậy nổi, giờ khắc này bọn hắn trong đầu trống rỗng, đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, ngũ quang kỳ cái thứ nhất tỉnh táo lại, hắn đối với tiêu vĩnh chiến nói ra, nhất định là ngọc bài của hắn xảy ra vấn đề, hoặc là thống kê phân số bia đá xảy ra vấn đề nhất định là như vậy, hắn làm sao có khả năng thu được hơn 530 vạn phần. Ngũ Quang Kỳ cùng ô Văn Phụ Thân Ngũ Vạn Phong cùng ô Bằng Thành. Hai người bọn họ cũng cho rằng Ngũ Quang Kỳ nói rất có lý, mà Kim Khang Hồng càng là trực tiếp khó chịu mở miệng, thiên huyền thịnh biển nhất định muốn công bình công chính mới được, ta nghĩ tiêu vĩnh chiến ngươi cũng không gánh vác được thiên vị tội danh chứ. Tại cho rằng có thể hủy diệt thanh nguyệt tông thời điểm. Ai biết lại xảy ra bất ngờ, Kim Khang Hồng tâm tình là xấu tới cực điểm. Ở đây những tông môn khác cũng nhìn chăm chú vào Tiêu Vĩnh Chiến. Tiêu Vĩnh Chiến trong lòng tuy rằng căm ghét Kim Khang Hồng, nhưng hắn biết bây giờ không phải là thiên vị Diệp Thần Phong thời điểm, tay phải hắn hướng về giữa bầu trời vung lên. Nơi tại trên bầu trời khốn thú rừng rậm, đang nhanh chóng rút nhỏ, cuối cùng khôi phục thành một bức họa lớn nhỏ, đã rơi vào Tiêu Vĩnh Chiến trong tay. Tiêu Vĩnh Chiến nói ra để cho ta tới dò xét tra một chút khốn thú trong rừng rậm yêu thú số lượng ta là có thể biết ngọc bài cùng bia đá đến cùng có hay không xảy ra vấn đề tiêu vĩnh chiến lời ấy vừa nói ra khỏi miệng tiết huyền tình đám người không khỏi lại trở nên sốt sắng lên bọn hắn cũng lo lắng đó cũng không phải diệp thần phong chân chính thành tích dù sao cái thành tích này quá mức cao cao khiến người ta cảm thấy có phần giả tuyết nguyệt gốc vị trí trương nhớ mai nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong làm náo động lớn. Trong lòng nàng liền buồn bực được sợ, lúc trước người không chỉ một lần đã nói Diệp Thần Phong không xứng làm Tô Băng Vân cùng bạn của Tô Nguyệt rồi, người sâu trong đáy lòng không muốn thừa nhận lúc trước đã nhìn lầm người. Người nhỏ giọng nói, nhất định là nghĩ sai rồi, một cái chỉ là niết bàn cảnh tiểu tử, hắn làm sao có thể sẽ thu được hơn 500 vạn phân. Quả thực là si nhân nằm mơ. Trương nhớ mai lúc này âm thanh tuy thấp, nhưng Lâm An Tuyết, Tô Băng Vân cùng Tô Nguyệt đều nghe được, đặc biệt là Tô Băng Vân cùng Tô Nguyệt, các nàng xem hướng về Trương Nhớ Mai trong ánh mắt. Tràn đầy nồng nặc buồn nôn cùng chán ghét. Tiêu Vĩnh Chiến đưa bàn tay theo như tại bức họa trong tay bên trên, hắn hai mắt hơi nhắm lại, trong miệng thấp giọng niệm một cái chút tương tự chú ngữ ngôn ngữ. Đặt tại trên bức họa thủ trưởng được một tầng ánh sáng màu trắng cho bao phủ. Mấy phút đồng hồ sau đó Tiêu Vĩnh Chiến đột nhiên mở mắt ra hai con người tử đều suýt chút nữa từ hốc mắt trong trợn lồi ra, trên mặt tràn đầy vô tận khó mà tin nổi, miệng vi vi mở ra, hắn là hoàn toàn xanh mục kết thiệt. Tại tiêu vĩnh chiến một phen tra xét bên dưới, hắn dĩ nhiên phát hiện khốn thú trong rừng rậm ba con địa thần cảnh yêu thú khí tức biến mất rồi, liên đới trả tin tức mấy chục con linh thần cảnh yêu thú. Vậy thì chứng minh những này yêu thú hẳn là toàn bộ chết rồi, liên tưởng đến diệp thần phong lấy được phân số, chẳng lẽ nói những này yêu thú toàn bộ là được Diệp Thần Phong cho giết chết. Lúc này liền tiêu vĩnh chiến cũng cảm giác này có phần buồn cười quá, hắn tuy rằng phi thường thưởng thức Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong thực lực chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ A hát. Tại hít sâu vài khẩu khí sau đó tiêu vĩnh chiến nói ra, thanh nguyệt tông Diệp Thần Phong lấy được phân số là chính xác. Kim Khang Hồng vẫn cứ không buông không tha nói, không thể, ngươi là đang thiên vị thanh nguyệt tông. Tiêu Vĩnh Chiến con ngươi ngưng lại, quát lên, chú ý thái độ của ngươi, Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển là do ta Tiêu Vĩnh Chiến chủ trì, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Đừng tưởng rằng ta Tiêu Vĩnh Chiến không dám ra tay với ngươi rồi, ngươi chỉ là khu khu Huyền Châu Kim ra người mà thôi, cho dù ta ở nơi này giết ngươi, Huyền Châu Kim ra dám ở tiêu ra chúng ta trước mặt nhiều thả một cái dám sao? Kim Khang Hồng được Tiêu Vĩnh Chiến nói chính là sắc mặt đỏ lên, mà tiêu vĩnh chiến nhìn hướng ngũ quang kỳ cùng ô văn tiếp tục nói tại khốn thú trong rừng rậm các ngươi hẳn là gặp ba con địa thần cảnh cùng mấy chục con linh thần cảnh yêu thú chứ bây giờ khốn thú trong rừng rậm ba con địa thần cảnh yêu thú khí tức đã biến mất đồng dạng cũng đã biến mất mấy chục con linh thần cảnh yêu thú e sợ bây giờ khốn thú trong rừng rậm địa thần cảnh yêu thú là một đầu cũng không có mà linh thần cảnh yêu thú cũng sẽ không vượt qua 10 con rồi. Tiêu Vĩnh Chiến đột nhiên chỉ hướng Diệp Thần Phong, hắn là người đi ra sau cùng, điều này nói rõ những này yêu thú toàn bộ là chết trên tay hắn, cho nên hắn phân số tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như các người có nghi hoặc, như vậy ta có thể đem khốn thú rừng rậm cho các người mượn kiểm tra. Tiêu Vĩnh Chiến đều thanh lời nói nói đến nước này rồi, nói rõ hắn tuyệt đối không phải là đang nói dối, như vậy Diệp Thần Phong thật sự giết chết ba con địa thần cảnh cùng mấy chục con linh thần cảnh yêu thú này không khỏi cũng quá xả đạm chứ. Tiết huyền tình đám người nghe kết quả này sau, bọn hắn lần nữa thả lỏng ra. Tô băng vân cùng tô nguyệt hai người này, các nàng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt hiện lên một vệt cười khổ, diệp thần phong vẫn là đến nơi nào liền trói mắt tới chỗ nào a Về phần trương nhớ mai nhưng là buồn bực nói không ra lời, trên mặt thần sắc giống như nuốt con ruồi bình thường. Diệp thần phong chỉ vào kim khang hồng, Thông Thiên Kiếm Tông cùng Tuyệt Mệnh Cốc Phương vị, nói ra, ta đã nói rồi, người thứ nhất là ta Thanh Nguyệt Tông, là một người nam nhân, ta đương nhiên yếu nói lời giữ lời rồi. Đương nhiên Diệp Thần Phong bản ý còn muốn cho Thông Thiên Kiếm Tông cùng Tuyệt Mệnh Cốc không cách nào đi Huyền Châu tham gia Tiên Huyền Thịnh Điển, điểm này thật ra khiến Diệp Thần Phong có phần khó làm, bất quá, trong lòng của hắn đã mơ hồ toát ra một cái ý nghĩ, chỉ là ý nghĩ này quá mức điên cuồng một chút hắn còn muốn suy nghĩ một chút rốt cuộc muốn không phải làm như vậy. Kim Khang Hồng đám người được Diệp Thần Phong chỉ vào mũi trào phúng, bọn hắn dồn dập cắn răng nghiến lợi, đáng tiếc bọn hắn tại tiêu vĩnh chiến trước mặt không thể động thủ. Tiêu vĩnh chiến trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng hắn không có tại dưới con mắt mọi người hỏi lên, hắn nói ra, được rồi, lần này Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển thuận lợi kết thúc, người thứ nhất chính là Thanh Nguyệt Tông, người thứ hai chính là Thông Thiên Kiếm Tông, người thứ ba chính là tuyệt mệnh cốc, sau sẽ có người tới Linh Châu đón các ngươi đi hướng huyền châu. Đương nhiên cá nhân phân số tại trước 10 tên đều cũng có tưởng thưởng. Người thứ nhất Diệp Thần Phong, khen thưởng Linh Thạch Thượng phẩm 50.000, ngũ phẩm chữa thương đan dược 3 viên, tứ phẩm chữa thương đan dược 10 viên, tứ phẩm giải độc đan dược 10 viên, thượng phẩm Linh Khí Bạch Ngọc Kiếm, cấp 2 nhanh chóng nhanh phù 10 tấm, tam cấp cự lực phù 5 tấm. Tiêu Vĩnh Chiến sau đó đem một viên phổ thông chữ vật giới chỉ bắn ra cho Diệp Thần Phong, trong nhẫn chứa đổ chính là Diệp Thần Phong phần thưởng. Tiếp lấy Tiêu Vĩnh Chiến lại cho những người còn lại phân phát phần thưởng, ngoại trừ người thứ nhất bên ngoài, từ người thứ hai bắt đầu, tưởng thưởng vật phẩm liền mức độ lớn xúc thủy. Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn ba người này, bọn hắn lập tức gom lại Diệp Thần Phong bên người. Dương Hạo Thiên nói ra, Thần Phong, lần này ta còn thực sự cho là chúng ta thanh nguyệt tông yếu bị loại bỏ nữa nha người rốt cuộc là làm sao làm được diệp thần phong cười không nói này trong nhẫn chứa đồ khen thưởng đối với hắn mà nói không có quá nhiều tác dụng cho nên hắn đem thứ phẩm liệu thương đan và giải độc đan phân cho dương hạo thiên trần nguyên hùng cùng lý tín văn một người hai viên liền ngay cả tôn tiểu hàm cũng chia hai viên về phần ngũ phẩm liệu thương đan không đủ phần đích diệp thần phong sẽ không có chuyển động về phần cấp 2 nhanh chóng nhanh phù, Diệp Thần Phong trước đó luyện chế sẽ đưa cho Dương Hạo Thiên đám người, nơi này cấp 2 nhanh chóng nhanh phù khẳng định không có hắn luyện chế tốt, tại Thánh Băng đảo thượng thời điểm Tôn Tiểu Hàm không ở, cho nên hắn đem cấp 2 nhanh chóng nhanh phù toàn bộ đưa cho Tôn Tiểu Hàm. Về phần tam cấp cự lực phù là có thể tăng cường sức mạnh, này tam cấp cự lực phù liền cho Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn. Thượng phẩm linh khí bạch ngọc kiếm Diệp Thần Phong cũng không có là vô dụng, hắn xem Tôn Tiểu Hàm vũ khí tương đối kém, hơn nữa Tôn Tiểu Hàm thực lực yếu nhất, hắn liền đem Bạch Ngọc Kiếm đưa cho Tôn Tiểu Hàm. Này làm cho Tôn Tiểu Hàm cái này dễ dàng xấu hổ cô nương, gò má là càng thêm đỏ lên, người đôi mắt đẹp liên tiếp nhìn hướng Diệp Thần Phong. Còn dư lại 50.000 linh thạch thượng phẩm cùng ngũ phẩm liệu thương đan, hắn liền tạm thời chính mình hảo hảo thu về. Tại Diệp Thần Phong chia xong chính mình đồ vật sau đó Tiêu Vĩnh Chiến cũng đem khen thưởng toàn bộ phát xong. Kim Khang Hồng đám người đương nhiên không muốn ở lại chỗ này được rồi, bọn hắn lại không thể đủ đối Thanh Nguyệt Tông động thủ, lẽ nào bọn hắn ở lại chỗ này động khí sao? Rất nhanh, Giao Long Thành trên quảng trường, còn lại Tông Môn đều rời khỏi, chỉ còn dư lại Tiêu Vĩnh Chiến, Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt gốc người rồi. chương 1942, Cuồn Cuộn Sóng Ngầm bầu trời đêm đen lợi hại phóng tầm mắt nhìn liền một ngôi sao tinh cũng không nhìn thấy linh dược cốc ở hải phong đi theo diệp thần phong đám người đi tới thương lang đoàn lính đánh thuê nơi ở sau ở hải phong liền lôi kéo diệp thần phong thiên nam địa bắc tán gẫu trên trời dưới đất trọn vẹn hàn huyên có ba tiếng lúc này mới thả diệp thần phong đi nghỉ ngơi rồi diệp thần phong đi vào gian phòng của mình sau hắn kiểm tra một hồi ở hải phong cho hắn chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong quả nhiên chất đầy rất nhiều linh thảo, chống chân hồng liên tam sinh thảo liền có 10 cây khoảng trừng, mặt khác phối chế lạnh thanh đan tử lan hoa hòa thanh lạnh thảo, hai loại phụ trợ linh thảo, Diệp Thần Phong xuất hiện ở trong tay cũng có không ít. Cho nên, Diệp Thần Phong đêm nay dự định trước tiên tự mình luyện chế một ít lạnh thanh đan, đến lúc đó nếu như ngay cả linh dược cốc ngũ trưởng lão cũng luyện chế không ra lạnh thanh đan lời nói. Như vậy Diệp Thần Phong luyện chế lạnh thanh đan liền sẽ cử đi chỗ dùng. Diệp thần phong chữ vật giới chỉ lóe lên, một tôn màu đen trung phẩm nhân chi đỉnh, thình lình xuất hiện tại trước mặt hắn. Đây là diệp thần phong lần thứ nhất tại trên thực tế luyện đan, hắn hít sâu một hơi, tâm tình của hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Mà ở diệp thần phong bắt đầu bắt tay luyện chế lạnh thanh đan thời điểm. Bác phân thành một trong bốn dòng họ lớn nhất tần ra bên trong đại sảnh. Tần ra gia chủ tần thế phương, hắn ngồi ở trong đại sảnh giữa một tấm đỏ trên ghế gỗ, nữ nhi của hắn Tần Sương Sương nhưng là đứng ở trước mặt hắn, lấy ban ngày loại tình thế này đến xem, Tần Thế Phương hầu như có thể khẳng định trịnh ra tại Bắc Vân Thành kéo dài hơi tàn không được mấy ngày, lần này đối với bọn hắn Tần ra tới nói tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Sương Sương, chuyện ngày hôm nay người thấy thế nào? Mặt khác ba gia tộc lớn hoặc nhiều hoặc ít đều đắc tội cái kia gọi Diệp Thần Phong Thanh Niên, chúng ta có phải không hẳn là mời hắn đến chúng ta tần ra đến ăn bữa cơm? Tần gia gia chủ tần thế phương thuyết nói. Tần xương xương kỳ thực trong lòng đối với mình người phụ thân này không có bất kỳ hảo cảm, dưới cái nhìn của nàng chỉ cần gia tộc yêu cầu, e sợ phụ thân của nàng hội không chút do dự hy sinh người. Tần xương xương khinh khinh cắn môi một cái, nói ra, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Từ ta mấy ngày trước nhìn thấy hắn bắt đầu, ta liền khẳng định hắn cuối cùng có một ngày hội bỗng nhiên nổi tiếng, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không đáp ứng đến chúng ta tần ra ăn cơm. Tần Thế Phương cao mày, nói ra, người nói có đúng không sai, ta cũng phi thường muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại đã là linh dược cốc đệ tử thiên tài rồi, tương lai đừng có thể nói cơ hồ là xuôi gió xuôi nước rồi. Tần xương xương nhíu nhíu cái mũi đáng yêu, trong lòng thầm nghĩ, phụ thân, ta còn không hiểu được ngươi sao cho dù có đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội, chỉ sợ ngươi cũng chỉ biết sợ đầu sợ đuôi. Tại tần thế phương khổ não phải như thế nào lấy lòng cùng lôi kéo diệp thần phong thời điểm. Bắc phân thành một trong bốn dòng họ lớn nhất lưu ra bên trong đại sảnh. Ngoại trừ lưu ra gia, gia chủ lưu vệ thiên hòa con trai của hắn lưu giang bên ngoài, hồ gia gia chủ hồ uy xa cùng con trai của hắn hồ phi long cũng đều tại. Trong đại sảnh bầu không khí vô cùng nghiêm nghị, song song đang ngồi lưu vệ thiên hòa hồ uy xa hai người bọn họ vẻ mặt âm trầm yếu tích thủy rồi chỉ chốc lát sau lưu vệ thiên tức giận hướng về lưu giang quát lên xuất hiện tại vẻ mặt đưa đám hữu dụng không bình thường ngươi không phải phi thường thận trọng đấy sao hôm nay làm sao sẽ tại chỗ nhục mà cái kia gọi diệp thần phong thanh niên hiện tại nhưng như thế nào cho phải diệp thần phong một khi gia nhập linh dược cốc hắn nhất định sẽ thành vì đệ tử thiên tài thậm chí tương lai hắn có có thể trở thành kế tiếp nhiệm linh dược cốc cốc chủ. Hồ Uy Sa cũng trợn mắt chừng chừng nhìn chằm chằm con trai của chính mình Hồ Phi Long. Mắng, khốn nạn, người cái chỉ làm cho ta gây chuyện khốn nạn, người ngược lại là nói cho ta nghe một chút xem, hiện tại hẳn là phải làm sao. Được từng người phụ thân lớn tiếng quát lớn lưu giang cùng Hồ Phi Long, hai người bọn họ cúi đầu, trong con người tránh qua thần sắc tức giận, dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong đưa đến. Bất quá, ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, hai người bọn họ trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Phù phù, phù phù. Lưu Giang cùng Hồ Phi long liếc nhau một cái sau đó hai người bọn họ dồn dập hướng về Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Uy Sa quỳ xuống, miệng đồng thanh nói ra phụ thân, ta sai rồi. Nhìn xem quỳ trên mặt đất nhi tử, Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Uy Sa hai người này trong con ngươi của bọn họ cũng tránh qua một vệt không đành lòng. Lưu Vệ Thiên nói ra, ngày mai ta cùng hồ gia chủ mang hai người các ngươi tự mình đi tìm Diệp Thần Phong xin lỗi, các ngươi đến lúc đó cho ta lấy ra nói xin lỗi thái độ đến. Hy vọng Diệp Thần Phong có thể tha thứ các ngươi đi. Mà ở Bắc Vân Thành Tần Gia, Lưu Gia cùng Hồ Gia đều mỗi người một ý thời điểm, một quán rượu trong bao gian. Lâm Trung Hạc mặt không thay đổi ngồi xuống ghế, Trịnh gia gia chủ Trịnh Nguyên Trí cùng con trai của hắn Trịnh Vũ, hai người bọn họ là một mực cung kính đứng ở Lâm Trung Hạc trước mặt. Trịnh Vũ trên mặt vẻ mặt vẫn là vô cùng trắng xanh, cả người hốt hoảng. Môi một mực tại nhẹ nhẹ run rẩy. Trịnh Nguyên Trí cảm xúc ngược lại là so sánh ổn định, hỏi hắn, phụ thân, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Lâm Trung Hạc trên mặt là sát cơ đều lộ, hắn nói ra, hai người các ngươi yên tâm, hai ngày trước Vân Đình Công Chúa truyền tin tức về Nam Nguyên Vương Triều thời điểm, ta cũng đã truyền tin tức đi trở về, lần này tới Bắc Vân Thành cũng không phải Vân Đình Công Chúa người. Hơn nữa, vừa vặn có người ở đưa tin phù bên trong liên lạc với ta, lần này tới Bắc Vân Thành người chính là Nam Nguyên Vương Triều Hộ Quốc Tướng Quân Nhi Tử Trương Văn Hiên. Tại Nam Nguyên Vương Triều Hộ Quốc Tướng Quân có cực kỳ ngập trời thế lực, hơn nữa Trương Văn Hiên phi thường yêu thích Vân Đình Công Chúa, chúng ta chỉ muốn nói cho Trương Văn Hiên, Vân Đình công chúa và cái kia gọi Diệp Thần Phong tiểu tử lẫn nhau đều có hảo cảm, đến lúc đó Trương Văn Hiên tự nhiên sẽ động thủ giải quyết tiểu tử kia. Còn có Trương Văn Hiên tại đến Bắc Vân Thành trên đường, hắn vừa vặn gặp Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh, này Vương Vĩnh Tinh cùng phụ thân của Trương Văn Hiên tính là quen biết cũ rồi, có người nói con trai của Vương Vĩnh Tinh tại Linh Dược Cốc bên trong nhưng là đệ nhất thiên tài, nếu để cho diệp thần phong gia nhập linh dược cốc e sợ con trai của vương vĩnh tinh đệ nhất thiên tài vị trí liền không đảm bảo rồi cho nên lần này ta không chỉ có muốn cho diệp thần phong không cách nào gia nhập linh dược cốc ta còn muốn để hắn chết không chỗ chôn địa nghe được lâm trung hạc trong lòng kế hoạch sau đó trịnh uyên trí cùng trịnh vũ hai cha con họ con ngươi lập tức phát sáng lên trịnh vũ nắm chặt nắm đấm nói ra đúng ra ra ta muốn đem tiểu tử kia cho chém thành muôn mảnh rồi kẹt kẹt, một tiếng. Chính lúc thời điểm này, phòng riêng môn đột nhiên bị đẩy ra, một tên ăn mặc trường sa màu trắng thanh niên cùng một tên ăn mặc trường sa màu đen lão đầu đi vào. Người trước chính là Nam Nguyên Vương Triều Hộ Quốc Tướng Quân Nhi Tử Trương Văn Hiên rồi. Một thân thực lực đã tới thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ tầng thứ. Người sau thì là Linh Dược Cốc Ngũ Trưởng Lão Vương Vĩnh Tinh. Một thân thực lực đã tới thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, đồng dạng hắn cũng miễn cưỡng xem như là chuẩn nhị phẩm luyện dược sư rồi lâm trung hạc vị này chính là linh dược cốc ngũ trưởng lão trương văn hiên không có khách khí với lâm trung hạc cái gì trực tiếp đối lâm trung hạc giới thiệu bên cạnh vương vĩnh tinh ngược lại trương văn hiên lại hỏi vân đình đâu này người ở nơi nào lâm trung hạc khởi điểm ngược lại là ra vẻ một mặt khó xử sau đó hắn từ từ đem diệp thần phong cùng tưởng vân đình quan hệ thêm giàu thêm mở nói một lần đồng thời còn đem Diệp Thần Phong hôm nay tham gia linh dược cốc khảo hạch thành thích cũng nói một lần, này làm cho Trương Văn Hiên cùng Vương Vĩnh Tinh sắc mặt đồng thời biến đổi. Trương Văn Hiên không tính trên mặt anh Tuấn lộ ra một vệt dữ tợn, trong miệng lãnh đạm nói tiểu tử kia phải chết, hơn nữa liền vào ngày mai. Vương Vĩnh Tinh cũng trầm thấp a a nở nụ cười hai tiếng, nói ra, Văn Hiên, ta phi thường tán thành ngươi nói, tiểu tử kia thật là đáng chết a hát. Bất quá, chúng ta cũng không thể làm cho dư luận xôn xao, ngày mai sẽ để tiểu tử kia chính mình đi tìm cái chết đi. Muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái tiểu tử kia thích không nên thích người, cùng với có không nên có luyện dược sư thiên phú. Trịnh Nguyên Trí cùng Trịnh Vũ khi nghe đến Trương Văn Hiên cùng Vương Vĩnh Tinh trực tiếp phán quyết diệp thần phong tử hình, này để hai người bọn họ trong lòng cuối cùng là hoàn toàn thả lỏng ra, tất cả những thứ này biến thành xuất hiện tại bộ dáng này, theo Trịnh Vũ đều là diệp thần phong tạo thành, trong lòng của hắn sợ hãi quét một cái sạch sành xanh rồi, chờ xem ngày mai Diệp Thần Phong thê thảm kết quả. Mà Lâm Trung Hạc là một bộ phi thường bình tĩnh biểu lộ, thật giống tất cả những thứ này đều tại trong lòng bàn tay của hắn, trong đầu hắn nghĩ tới Diệp Thần Phong dáng dấp, âm thầm nói ra tiểu tử, người còn muốn theo ta đấu. Quả thực là không biết sống chết. Trương Văn Hiên nói ra, Lâm Trung Hạc, người giúp chúng ta sắp xếp một cái nơi ở, đợi ngày mai giải quyết xong con kia muốn ăn thịt thiên Nga con cóc ghẻ, ta lại đi thấy Vân Đình được rồi. Một hồi âm mưu tại buổi tối này từ từ lên men, mà chả đang luyện chế lạnh thanh đan diệp thần phong, hắn không chút nào biết tại buổi tối này có nhiều người như vậy đều theo dõi hắn cái tính mạng này. Audio điện tử võ tấn bền chương 1943, tìm tới chính xác vị trí. Màn đêm dần dần chậm lại, Tiêu Vĩnh Chiến hôn mê bất tỉnh sử tình, ngoại trừ Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc người không biết chuyện ở ngoài, còn lại tông môn người cũng đã biết, hơn nữa những tông môn này đều đồng ý Kim Khang Hồng quyết định, chỉ cần bọn hắn hết thải tông môn liên hợp lại, như vậy đến lúc đó cho dù Tiêu Vĩnh Chiến đã tỉnh lại, chẳng lẽ còn có thể đem bọn họ này mười mấy tông môn người đều giết sạch sao? Quan trọng nhất là diệt một cái Thanh Nguyệt Tông, đến lúc đó liền nhiều suốt một cái đi hướng Huyền Châu tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển danh ngạch rồi, Kim Khang Hồng đáp ứng hội né tránh ở bên trong một phen, này nhiều ra một cái danh ngạch sẽ ở những tông môn này bên trong giúp thăm quyết định đi ra. Thành chủ vương lập nguyên bắt đầu ở trong bóng tối để trang viên người chung quanh đều rời khỏi, dù sao nếu như khiến người khác biết rồi bọn hắn liên thủ diệt trừ thanh nguyệt tông, hơn nữa là trên trời huyền thịnh điển cử hành trong lúc, như vậy tuyệt đối sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Có thể nói bây giờ trong toàn bộ trang viên có chút phong khởi vân dũng hương vị. Mà Diệp Thần Phong tại trở về sân sau đó hắn và Tiết Huyền tình đám người hàn huyên vài câu sau đó hắn liền đem mình nhốt vào bên trong gian phòng, bảo là muốn bế quan một ngày, để Tiết Huyền tình bọn hắn tạm thời không nên tới quấy rầy hắn. Diệp Thần Phong tại sau khi tiến vào phòng, hắn lập tức tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, hắn đem Ngưu Lão giới thiệu cho bên trong tiểu thế giới người thân nhận thức, Ngưu Lão đối với Diệp Thần Phong người thân, hắn cũng là cực kỳ cung kính. Tại đem Ngưu lão giới thiệu cho thân nhân của mình sau đó Diệp Thần Phong đơn độc cùng Ngưu lão Hàn Huyên. Bởi vì Diệp Thần Phong trong cơ thể có long tộc tộc trưởng dấu ấn, mà Ngưu lão trong cơ thể lại có một phần long tộc huyết mạch. Cho nên Diệp Thần Phong thông qua long tộc tộc trưởng dấu ấn, có thể rõ ràng cảm nhận được Ngưu lão cảm xúc biến hóa, hắn vừa vặn có thể khẳng định Ngưu lão đối với hắn người nhà cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm. Này làm cho hắn là hoàn toàn yên tâm xuống. Diệp thần phong trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nói ra, như lão, người hẳn nghe nói qua giao long thành truyền thuyết chứ. Tại đại khái hai năm trước, có một cái thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong giao long xuất hiện tại giao long bên trong tòa long thành, lúc đó rất nhiều ngày thần cảnh cường giả đến đây, cuối cùng đều bị cái kia con giao long giết đi. Sau đó giống như là bảy tên thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả liên thủ, mới miễn cưỡng đem này con giao long trấn áp. Căn cứ của ta cảm ứng, cái kia con dao long hẳn là liền ở dao long bên trong tòa long thành. Ở trên thế giới này long tộc còn có một chút lưu lại thuần khiết huyết mạch. Ta nhất định phải tìm tới những huyết mạch này, đem long tộc chấn chỉnh lại lên. Đây là ta thân là đời thứ ba tộc trưởng trách nhiệm, khả năng ở đằng kia con dao long thượng hội có một ít đầu mối. Nếu như cái kia con dao long đúng là bị chấn áp rồi. Chỉ sợ sẽ có cường giả ở nơi đó canh gác, đến lúc đó ta khả năng yêu cầu sức mạnh của ngươi. Nghiêu lão nghe vậy, hắn việc nghĩa chẳng từ nói, tộc trưởng, người đây là tại khó coi lão nghiêu ta a. À. Ta nếu đi theo tộc trưởng ngài, già như vậy nghiêu ta cũng có thể tính là trong long tộc người chứ. Đây là lão nghiêu ta phải làm, cũng là ta nhất định phải làm, có thể đi theo long tộc tộc trưởng, chỉ sợ ta ra lão già kia cũng sẽ ước ao xấu. Diệp thần phong hài lòng gật gật đầu, nói ra, chờ sau này ta muốn giúp thì gian đi một chuyến long huyết trì địa phương ngày khác thật sự có thể chấn chỉnh lại long tộc, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một phần thuộc về long tộc cơ duyên. Được rồi, người trước ở lại bên trong tiểu thế giới làm chuẩn bị. Ta bất cứ lúc nào cũng sẽ cho ngươi đi ra ngoài. Sau khi nói xong, Diệp Thần Phong liền rời đi trước tiểu thế giới. Rời đi tiểu thế giới thời điểm, sắc trời bên ngoài là triệt để tối lại. Tại để lão bạch cùng lão hắc thu lại khí tức sau đó Diệp thần phong thần không biết quỷ không hay rời khỏi trang viên, trước đó hắn đã đại khái tìm tỏi ra này con dao long vị trí rồi. Thừa dịp nồng nặc bóng đêm, diệp thần phong trong đêm đen nhanh chóng tiến lên, hắn luôn cảm giác trang viên chu vi quá mức an tính. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn vi vi vận chuyển. Diệp thần phong vừa đi theo long tộc tộc trưởng dấu ấn cảm ứng đi, hắn còn vừa ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, cái kia gọi tiêu vĩnh chiến tình trạng cơ thể thật giống không đúng lắm, hai người các ngươi cần phải cũng nhìn ra rồi chứ. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh hồi đáp, tình huống thân thể của hắn dùng không đúng lắm để hình dung đã không thích hợp, có thể nói là bệnh tình nguy kịch, nếu như không có thể có được hữu hiệu cứu trị, hắn trong năm tháng là chắc chắn phải chết. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, làm sao? Tiểu tử, ngươi lại muốn làm một lần người tốt, có ta cùng Lão Bạch Hiệp trợ ngươi, ngươi muốn cứu cái kia gọi tiêu vĩnh chiến người, đây cũng là không có vấn đề quá lớn. Tại mấy lần trước bên trong, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm thấy Tiêu Vĩnh Chiến tại thiên vị hắn, hắn không phải là một cái yêu thích thiếu nợ người khác nhân tình người, hay là này Tiêu Vĩnh Chiến chỉ là làm một ít tiện tay sự tình, nhưng Diệp Thần Phong vẫn là có ý định trả lại Tiêu Vĩnh Chiến một phần ân tình. Diệp Thần Phong ở trong lòng nói ra, ta là dự định cứu trị một cái Tiêu Vĩnh Chiến, bất quá, đợi khi tìm được này đầu trong truyền thuyết giao long rồi hãy nói. Diệp Thần Phong cũng không biết bây giờ Tiêu Vĩnh Chiến đã sớm rơi vào hôn mê trong rồi. Tại trong bóng đêm đen nhánh, Diệp Thần Phong nhanh chóng đi về phía trước hơn 2 giờ sau đó hắn xuất hiện tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô. Trước đó hắn nhiều lần cảm ứng được, ở nơi này cái kia con dao long khí tức nồng nặc nhất. Diệp Thần Phong sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn vận chuyển càng thêm nhanh hơn một chút, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hắn có thể xác định cảm giác của mình tuyệt đối không có sai. Cái kia con dao long ngay ở chỗ này phụ cận, nhưng phóng tầm mắt nhìn nơi này đồ vật gì cũng không có. Hả? Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh trong miệng nghi ngờ một tiếng, hắn nói ra không gian trùng điệp. Thủ pháp ngược lại là vận dụng không sai, đáng tiếc vẫn là quá thô lậu một chút. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng lập tức nói ra, đúng vậy, chính là không giữa trùng điệp, tiểu tử, tại ngươi chỗ đứng được trùng điệp một cái không gian, che giấu rơi mất nó nguyên bản diện mạo, coi như là thiên thần cảnh cao thủ, bình thường cũng không cách nào phát hiện loại thủ pháp này, bất quá, tại trước mặt chúng ta vậy thì có vẻ quá tiểu nhi khoa một điểm. Ngươi thanh quyền khống chế thân thể tạm thời giao cho chúng ta, để cho chúng ta tới giúp ngươi trừ đi này cái trồng lại không gian. Diệp thần phong lập pháp buông lỏng thân thể, để lão bạch cùng lão hắc đem thân thể của hắn khống chế lại. Chỉ thấy tại lão Bạch cùng lão Hắc dưới sự khống chế, Diệp Thần Phong thủ trưởng nhanh chóng ở trong không khí liên tiếp kết ấn, hơn nữa kết ấn thủ pháp cực kỳ phức tạp cùng quái lạ, theo từng cái phức tạp dấu ấn ở trong không khí kết thành, Diệp Thần Phong trong miệng phát ra hai loại trùng điệp thanh âm khàn khàn, mở. Ở trong không khí kết thành ấn, toàn bộ trọng đóng lại, tại bóng đêm đen thùi bên trong kim quang tăng mạnh, cuối cùng đã rơi vào Diệp Thần Phong đứng trên mặt đất. Theo trọng hợp dấu ấn hạ xuống, trên mặt đất cảnh tượng biến đổi nguyên bản cỏ dại cùng bùn đất toàn bộ biến mất rồi vỗ một cái dày nặng cửa sắt màu đen xuất hiện tại diệp thần phong trong tầm mắt lão bạch cùng lão hắc lại đem quyền khống chế thân thể trả lại cho diệp thần phong dù sao bọn hắn tự mình khống chế diệp thần phong tiêu hao thần hồn chi lực quá lớn vừa vặn là vì yếu kết ấn quá nhiều quá phức tạp đi lão bạch cùng lão hắc mới hội tự mình ra tay lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói ra trùng điệp một cái không gian khứ trừ nếu như không đi trừ này cái trồng lại không gian, tự coi như ngươi sới ba tắc đất cũng sẽ không xuất hiện này phiến cửa sắt, chiếu như vậy nhìn đến, cái kia con dao long hẳn là ở này dưới đáy rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, người muốn mở ra này phiến cửa sắt chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Chỉ thấy tại giày nặng thiết bên trên, khắc họa một cái cờ vây bàn cờ, trên bàn cờ để đó một ít hắc tử cùng bạch tử. Xem ra này phiến trên cửa sắt là bố trí cơ quan, nếu như không đem cơ quan phá vỡ, muốn đi vào bên trong là không thể nào. Nếu như một khi xúc động cơ quan, khả năng liền sẽ đả thảo kinh xa. Diệp thần phong nhìn xem trên cửa sắt bàn cờ rơi vào trầm mặc. Tại trùng điệp không gian được trừ đi sau đó Diệp Thần Phong có thể cảm ứng được giao long khí tức là càng thêm nồng nặc. Mà ở Diệp Thần Phong trừ đi một cái trồng lại không gian lúc. Ở cái này cửa sắt chỗ sâu một cái tối tăm nhà đá bên trong. Có một cái nhìn như đàn ông trung niên người, trên tay của hắn cùng trên chân đều bị cột một loại đặc thù kim loại liệm. Loại này đặc thù kim loại liệm khắc chế hoàn toàn hắn trong gân mạch linh khí dòng sông, để trong cơ thể hắn liền một tia một hào linh khí cũng tăng lên không đứng lên. Này đàn ông trung niên đầy đầu tóc bạc, trên người bắp thịt dường như bàn thạch, bất quá, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới che kín từng đạo vết sẹo, nguyên bản con mắt đang nhắm bỗng nhiên mở ra. Trong con người tránh qua một vệt không dám tin tưởng, hắn ở trong lòng tự nói tộc, tộc trưởng. Chuyện gì xảy ra, nơi này làm sao có khả năng xuất hiện tộc trưởng khí thức. chương 1944 gặp phải vấn đề khó khăn. Cửa sắt nơi sâu xa, mờ tối bên trong thạch thất. Tên kia tóc trắng đầy đầu, tay chân đều bị đặc thù kim loại dây xích chói chặt đàn ông trung niên. Hắn chính là trong truyền thuyết cái kia con dao long rồi. Long tuổi thọ bình thường đều cực kỳ lớn lên, cái này đàn ông trung niên trải qua hơn 2.000 năm qua, khuôn mặt vẫn cứ duy trì tại trung niên trạng thái, đây cũng không phải là cái gì ngạc nhiên sự tình, tên của hắn gọi là Long Văn Thạch. Tại đây mờ tối nhà đá bên trong, ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết giao Long Long Văn Thạch ở ngoài, còn có ba tên lão giả phân biệt ngồi xếp bằng ở Long Văn Thạch bốn phía. Trong đó ngồi ở bên phải lão giả tên là Đinh Hán Tinh, hắn chính là Trung Châu Ngự Linh Tông trưởng lão, một thân thực lực tại thiên thần cảnh một tầng trung kỳ, ngồi ở bên trái một ông già tên là Đồng Vĩnh Nam, hắn chính là Trung Châu Thánh Ma Tông trưởng lão, một thân thực lực tại thiên thần cảnh một tầng đỉnh phong, một tên sau cùng ngồi ở chính giữa lão giả, hắn chính là Trung Châu Kim gia trưởng lão Kim Tu Vân, một thân thực lực tại thiên thần cảnh một tầng đỉnh phong. Tại năm đó Long Văn Thạch này con Giao Long xuất hiện tại Giao Long bên trong tòa Long Thành thời điểm, có rất nhiều thiên thần cảnh cường giả toàn bộ đã bị chết ở tại Long Văn Thạch trong tay. Sau đó Ngự Linh Tông, Thánh Ma Tông cùng Trung Châu Kim ra 10 tên thiên thần cảnh cường giả liên thủ, cuối cùng mới đưa Long Văn Thạch cho trấn áp. Giao Long miễn cứng cũng có thể xưng là Long tộc rồi, dù sao tại Giao Long trong cơ thể nhưng là có một nửa Long tộc huyết mạch, này Long tộc trên trời huyền giới người tu luyện trong mắt vẫn là vô cùng thần kỳ, hoặc là nói Long tộc một thân là bảo, Ngự Linh Tông, Thánh Ma Tông cùng Trung Châu Kim ra bắt sống một con dao long, bọn hắn đương nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu một chút long tộc được rồi. Lúc đó Trung Châu những tông môn khác cũng muốn đến chia một chén canh. Còn có một chút tông môn nhưng là lựa chọn trầm mặc. dù sao ở phía xa thời đại sơ kỳ long tộc là vạn tộc đứng đầu, ai biết trên thế giới này còn có thể hay không có long tộc huyết mạch. Vạn nhất long tộc vẫn tồn tại đâu này, cho nên có phần tông môn chưa có tới tham gia náo nhiệt về phần những kia cũng muốn chia một chén canh tông môn. Cuối cùng ngự linh tông, thánh ma tông cùng trung châu kim ra cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, để cho bọn họ buông tha cho đến chia một chén canh ý nghĩ. Nguyên bản ngự linh tông, thánh ma tông cùng trung châu kim ra, bọn hắn muốn đem Long Văn Thạch mang về trung châu đi, nhưng mà Long Văn Thạch căn bản cũng không phối hợp, đi hướng trung châu đường xá lại xa xôi. Cho nên này ba cái tông môn quyết định trực tiếp đem Long Văn Thạch trấn áp ở chỗ này ngoại trừ ba đại tông môn cao tầng ở ngoài, không có ai biết Long Văn Thạch cụ thể bị trấn áp ở Giao Long Thành nơi nào. Huyền Châu Kim gia tự nhiên cũng không biết hai ngàn năm trước cái kia con Giao Long vẫn cùng Trung Châu Kim gia có liên quan. Đinh Hán Tinh, Đồng Vĩnh Năm cùng Kim Tu Vân ba người này, bọn hắn liền là phụ trách trông coi Long Văn Thạch này con Giao Long. Cách mỗi một trăm năm, ba đại tông môn liền sẽ đổi ba người đến trông coi. Chói chặt long văn thạch đặc thù kim loại liệp, không chỉ có thể áp chế trong gân mạch linh khí dòng sông, vẫn có thể khiến người ta thực lực từ từ hạ thấp. Năm đó Long Văn Thạch thực lực tại thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong, mà bây giờ đã dưới hạ xuống thiên thần cảnh một tầng hậu kỳ. Tại đem Long Văn Thạch trấn áp tại nơi này sau đó này ba thế lực lớn liền bắt đầu đối Long Văn Thạch triển khai nghiên cứu, bọn hắn nghiên cứu Long Văn Thạch huyết dịch, phát hiện Long tộc huyết dịch uống lời nói, đối tăng cao tu vi thậm chí có chỗ tốt, kết quả là, mỗi một quãng thời gian ba thế lực lớn người liền sẽ cho Long Văn Thạch thả một lần huyết, những này huyết là cho bọn họ trong tông môn đệ tử thiên tài dùng. Sau đó này ba thế lực lớn lại phát hiện Long Tộc Xương cực kỳ cứng rắn. Có thể cho rằng luyện khí dùng tài liệu, bọn hắn lại rút ra Long Văn Thạch trên người Xương. Đối với Long Tộc mà nói, tiên huyết có thể không ngừng tạo ra đến. Mà xương cũng là có thể một lần nữa sinh trưởng. Cho nên, từng ấy năm tới nay, Long Văn Thạch có thể nói là sống ở cực hạn thống khổ và phẫn nộ bên trong, cho nên trên người hắn mới sẽ che kín từng đạo rậm rạp chẳng chịt vết sẹo. Thân là trong Long tộc người, được này ba thế lực lớn không ngừng lấy ra tiên huyết cùng xương, đây đối với Long Văn Thạch tới nói quả thực chính là hổ thẹn. Nhục, Long Văn Thạch những năm gần đây, hắn lửa giận trong lòng mỗi ngày đều đang gia tăng, hơn 2.000 năm rồi. Hắn lửa giận trong lòng đã sớm tích lũy đã đến một cái phi thường trình độ đáng sợ rồi, một khi bạo phát, e sợ hội vừa ra là không thể ngăn cản. Bởi vì Diệp Thần Phong vận chuyển Long tộc tộc trưởng dấu ấn quan hệ, cho nên Long văn Thạch cái này nắm giữ Long tộc huyết mạch người, hắn mới sẽ cảm giác được Long tộc tộc trưởng hơi thở, về phần không có Long tộc huyết mạch đinh hán tinh, Đồng Vĩnh năm cùng Kim Tu Vân, bọn hắn đương nhiên là không cảm giác được bất kỳ không ổn rồi thấy Long Văn Thạch mở mắt ra, ngự linh tông Ninh hán tinh, nói ra, Long Văn Thạch, người đời này liền an tâm ở lại chỗ này cho chúng ta cung cấp tiên huyết cùng xương đi. Long Văn Thạch vẻ mặt dữ tợn, tại dưới chân hắn trên mặt đất trả khắc họa một cái trận pháp, từ trận pháp này bên trong lập lè hào quang nhỏ yếu, hắn phẫn nộ quát, ba người các ngươi lão thất phu chờ cho ta, nếu như ta Long Văn Thạch có thể đủ nặng lấy được tự do, ta nhất định định đem ba người các ngươi chém thành muôn mảnh đem ngự linh tông, thánh ma tông cùng Trung Châu Kim ra cho giết. Kim ra Kim Tu Vân, thần sắc hắn lạnh nhạt nói, Long Văn Thạch, người còn muốn giành lấy tự do. Người này bằng với là đang nằm mơ, tỉnh lại đi đi. Người nên may mắn dòng máu của ngươi cùng xương đều là bảo bối, bằng không ngươi cho rằng vẫn có thể sống đến bây giờ sao. Thánh Ma Tông Đồng Vĩnh Năm cũng nói, tới nơi này trông coi chỗ tốt của ngươi, chính là bất cứ lúc nào đều có thể uống dòng máu của ngươi, bằng không ở nơi này trông coi thật đúng là một cái bị liên lụy sự tình đây. Long Văn Thạch trên mặt vẻ mặt giữ tợn tới cực điểm, loại này uất ức cảm giác sắp khiến hắn đã phát điên, nhưng hắn một mực không có lựa chọn tự mình chấm dứt, thân là long tộc người, hắn có thuộc về mình kiêu ngạo, hắn chờ mong lấy có một ngày có thể đem các loại bị hổ thẹn nhục đều đòi lại. Mà còn tại cửa sắt gia diệp thần phong, hắn nhìn xem trên cửa sắt phán cờ suy nghĩ xuất thần trong đầu hắn liền một điểm đầu mối cũng không có. Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng lâm vào ngắn ngủi trầm tư, chỉ chốc lát sau, Lão Bạch ngô phong dỗi rảnh nói ra, cái này ván cờ bên trong không riêng đã bao hàm trận pháp, chả đã bao hàm năm. Được, tám, quẻ. Nhất định muốn bày ra chính xác ván cờ, này phiến cửa sắt người mới có thể mở ra, bằng không có cái này ván cờ thủ hộ, tự coi như người muốn mạnh mẽ hơn phá tan cũng là không làm được, Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, bày ra chính xác phán cờ, người chỉ có một lần cơ hội. Tiếp lấy, Lão Hắc lại nói, Lão Bạch, người còn nhớ tại chúng ta thời đại kia thời điểm, chuyên môn có một quyển thiết trí loại này cơ quan điển tịch đấy sao? Chỉ là cái kia bản điển tịch cực kỳ hy hữu năm đó chúng ta đều là nhìn qua một lần, chỉ bất quá nhìn không phải phi thường cẩn thận. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, nghe ngươi vừa nói như thế, thật là có chuyện như vậy bất quá ký ức đã thập phần mơ hồ, để cho chúng ta cùng đi thật tốt nhớ lại một chút. Lão Bạch cùng Lão Hắc thỉnh thoảng hội trao đổi một cái ý kiến. Mấy phút đồng hồ sau, Lão Bạch ngô phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, coi như số người gặp may, chúng ta cơ bản có thể cân nhắc suốt, trước mặt trên cửa sắt phán cờ đại thể bày pháp. Người nghe ta di động Bạch tử cùng Hắc tử. Bên trái viên thứ nhất Bạch tử hướng phía trước di động hai ô vuông, bên trái viên thứ ba bạch tử hướng về bên phải hơi động một ô, bên phải viên thứ nhất hắc tử hướng về di động về phía sau ba cách. Theo, lão bạch không ngừng báo ra di động bạch tử cùng hắc tử phương hướng và trình tự, diệp thần phong tiến hành đâu vào đấy. Ước chừng sau 10 phút, trên bàn cờ ván cờ triệt để xảy ra thay đổi, chỉ thấy hắc tử cùng bạch tử trên bàn cờ tạo thành một cái kỳ quái đồ án. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tiếp tục nói, đem ngươi linh khí truyền vào trong bàn cờ tại Diệp Thần Phong đem linh khí đột nhiên rót vào đến trong bàn cờ sau. Chỉ thấy toàn bộ trên bàn cờ quang mang lấp lẽ, một cái sống chữ, trên bàn cờ hiện lên. Sát theo đó, chỉnh phiến dày nặng cửa sắt tự động từ từ mở ra. Diệp Thần Phong lập tức thận trọng đi vào dưới cửa sắt. Này dưới cửa sắt là một đầu thật dài thông đạo, xem ra phải đi đến này đầu cuối lối đi, nơi đó mới là trấn áp giao long địa phương. Chậm đã, lão bạch cùng lão hắc đột nhiên nói ra tại diệp thần phong dừng bước lại sau đó lão hắc giang vận thiên nói ra tiểu tử cái lối đi này bên trong không chỉ có che kín cơ quan hơn nữa căn cứ ta cùng lão bạch cảm ứng tại này đầu cuối lối đi ngoại trừ có kia con dao long ở ngoài còn có ba tên thiên thần cảnh một tầng cường giả bọn hắn hẳn là phụ trách trông coi cái kia con dao long nơi này cơ quan ngược lại thật là tốt xử lý bất quá cái kia ba tên thiên thần cảnh một tầng cường giả người có biện pháp ứng đối sao? Nghe vậy, Diệp thần phong lông mày chăm chú nhíu lại, ba tên thiên thần cảnh cường giả cũng không dễ dàng ứng phó, hắn bây giờ là hoàn toàn gặp nan đề, hắn đến cùng nên làm sao cứu ra cái kia con dao long đến. chương 1945, Điệu Hổ Ly Sơn Nhìn xem phía trước mặt mờ tối thông đạo, Diệp thần phong lâm vào ngắn ngủi trầm tư, bây giờ có thể giúp được một tay, chỉ có địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong nghiêu già rồi. Nhưng chỉ dựa vào một cái nghiêu lão muốn đối phó ba tên thiên thần cảnh một tầng cường giả, đây cơ hồ là không thể có thể làm được. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là để nghiêu lão kéo dài thời gian, nếu như đem cái kia trong truyền thuyết giao long cứu sau khi đi ra, như vậy tất cả đều dễ dàng rồi, bất quá, nhất định phải cho nghiêu lão làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Diệp thần phong thần niệm hơi động, hắn lại tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới hắn dự định giúp nghiêu lão luyện chế ngũ phẩm bạo linh đan một khi phục dụng ngũ phẩm bạo linh đan như vậy người dùng trong cơ thể linh khí đem trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt thế nhưng chỉ có hóa thần cảnh bên trên cường giả mới có thể dùng thực lực tại hóa thần cảnh hoặc là hóa thần cảnh dưới phục dụng ngũ phẩm bạo linh đan nặng thì thân thể không thể chịu đựng mà nổ tung Nhẹ thì hội lưu lại vĩnh viễn cũng không cách nào xóa sạch di chứng về sau. Về phần hóa thần cảnh bên trên cường giả dùng ngũ phẩm bạo linh đan, nhiều nhất tại đan dược dược hiệu đi qua đó, thân thể nằm ở một quãng thời gian vô lực trạng thái, sẽ không cho người tu luyện mang đến vĩnh viễn cũng không cách nào xóa sạch di chứng về sau. Diệp thần phong còn dự định giúp Ngưu lão luyện chế mấy chục tấm cấp 2 nhanh chóng nhanh phù, có này ngũ phẩm bạo linh đan cùng cấp 2 nhanh chóng nhanh phù Diệp Thần Phong hy vọng Ngưu lão có thể quá nhiều kéo dài một hồi thời gian. Khi tiến vào tiểu thế giới sau, Diệp Thần Phong xuất hiện tại bên trong tiểu thế giới một cái tương đối hẻo lánh mà lại địa phương yên tĩnh, hắn không có lựa chọn xuất hiện tại thân nhân mình chỗ ở địa phương, cũng chưa từng xuất hiện tại Ngưu lão trước mặt. Hiện tại hắn quan trọng nhất là trước tiên đem đan dược và nhanh chóng nhanh phù luyện chế ra đến. Diệp Thần Phong lập tức tiến vào chế thuốc cùng luyện phù trạng thái luyện chế bạo linh đan linh thảo tại bên trong tiểu thế giới vừa vặn đều có đối với tiến vào ngũ phẩm luyện dược sư đã có một quãng thời gian diệp thần phong tới nói luyện chế ngũ phẩm đan dược căn bản không có bất kỳ khó khăn theo thời gian từng giây từng phút trôi qua cuối cùng diệp thần phong thành công luyện chế được ngũ phẩm bạo linh đan hơn nữa tại đan dược trên có một vòng đan văn hắn luyện chế ra chính là ngũ phẩm nhất văn đan trong đó dược hiệu muốn so phổ thông ngũ phẩm bạo linh đan mạnh hơn rất nhiều. Tại luyện chế được ngũ phẩm bạo linh đan sau đó Diệp Thần Phong lại luyện chế ra 30 tấm nhanh chóng nhanh phù. Sau đó, Diệp Thần Phong liền lại trở về trong thông đạo, thuận tiện đem Nghiêu Lão cũng cùng một chỗ mang ra ngoài. Diệp Thần Phong để Nghiêu Lão đem khí tức cực hạn thu liếm sau đó nói ra, Nghiêu Lão. Tại cái lối đi này nơi sâu xa, phải là trấn áp cái kia con dao long địa phương. Bây giờ ở nơi đó cần phải có ba tên thiên thần cảnh cường giả canh gác, ta sau sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra đi ra ngoài, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta kéo dài một hồi thời gian. Ta chỗ này có ngũ phẩm bạo linh đan cùng 30 tấm nhanh chóng nhanh phù, ngươi có thể mang hắn lợi dụng. Đương nhiên đối mặt ba tên thiên thần cảnh cường giả, ngươi có thể sẽ gặp phải một chút nguy hiểm, ta không bắt buộc ngươi đồng ý. Nghiêu lão tiện tay nhận lấy ngũ phẩm bảo linh đan cùng 30 tấm nhanh chóng nhanh phù sau, hắn nhỏ giọng nói, tộc trưởng, xem ra ngươi vẫn là đem ta cho rằng người ngoài à. Nguy không nguy hiểm lão nghiêu ta không thèm quan tâm, ta chỉ biết là này là tộc trưởng ngài sắp xếp cho nhiệm vụ của ta, già như vậy nghiêu ta nhất định sẽ hoàn thành. Diệp thần phong vỗ vỗ nghiêu lão vai, nói ra, nghiêu lão, đến lúc đó nếu như thực sự không địch lại, cũng kéo dài không được thời gian, như vậy ngươi tìm cơ hội chính mình rời đi, ta có chính là biện pháp sống sót. Ngươi liền đứng ở chỗ này chờ tin tức về ta, ta cho ngươi làm ra động tính thời điểm, ngươi liền lập tức ở nơi này làm ra động tính cực lớn đến. Diệp thần phong đem một khối đưa tin dùng ngọc bài cho nghiêu lão sau đó ánh mắt của hắn lần nữa nhìn hướng trước mặt thật dài thông đạo, hắn ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, lối đi này bên trong cơ quan dựa vào các ngươi rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, người đi theo chỉ thị của chúng ta đi, không nên đạp sai bất kỳ một bước. Một khi xúc động cơ quan, liền sẽ sớm để thông đạo chỗ sâu ba tên thiên thần cảnh cường giả đã được biết đến. Lão Bạch cùng Lão Hắc vừa bắt đầu cảm ứng đen như mực thông đạo. Một bên chỉ huy diệp thần phong từng bước từng bước đi về phía trước. Lối đi này bên trong cơ quan phi thường phức tạp, trong đó ngầm có ý các loại huyền diệu, bố trí cơ quan người hẳn là từ nào đó bản hy hữu cổ tịch thượng chiếu vào bố trí. Cho nên mỗi đi một bước, Lão Bạch cùng Lão Hắc đều sẽ suy nghĩ một hồi. Phía ngoài không gian trùng điệp, trên cửa sắt bàn cờ, lại tăng thêm trong thông đạo huyền diệu cơ quan, chỉ sợ là thiên thần cảnh bảy tầng cường giả cũng không cách nào xông vào. Cũng còn tốt Diệp Thần Phong có Lão Bạch cùng Lão Hắc trợ giúp đây. Chỉ là Diệp Thần Phong đi tới tốc độ phi thường chậm chậm, Hơi thở của hắn một mực được lão Bạch cùng lão Hắc cực hạn thu lại. Một bước, một bước, chiếu vào chỉ thị hướng phía trước hành tàu. Thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua. Sắc trời bên ngoài từ từ phát sáng lên, lại từ từ ám đi xuống. Đã đến ngày kế buổi tối, Diệp Thần Phong mới đến gần rồi này đầu cuối lối đi, cái lối đi này so với tưởng tượng muốn giải thượng rất nhiều đang đến gần cuối cùng rồi. Sau đó Diệp Thần Phong lập tức dùng đưa tin Ngọc Bài thông chi chờ đợi Ngưu Lão. Ngưu Lão tại thu được Diệp Thần Phong đưa tin sau đó hắn lập tức đem trong cơ thể mình khí thế bão tố được đưa lên. Khí thế của hắn trong nháy mắt ở trong đường hầm tràn ngập ra. Mà Diệp Thần Phong tại cảm giác được Ngưu Lão có hành động sau đó hắn lập tức tiến vào bên trong tiểu thế giới. Cuối lối đi chỗ kia bên trong thạch thất. Nguyên bản ngồi xếp bằng ngữ linh tông đinh hán tinh thánh ma tông đồng vĩnh Năm cùng trung châu kim ra kim tu vân bọn hắn trong giây lát từ trên mặt đất đứng lên đinh hán tinh cao mày nói ra làm sao có khả năng dĩ nhiên có người mở ra không gian trồng chất cùng trên cửa sắt bàn cờ đồng vĩnh nam nói ra chúng ta nhất định muốn lập tức đi xem xem đều đã nhiều năm như vậy nơi này chính là chưa từng có sông vào người sống kim tu vân lạnh nhạt nói không nên gấp gáp mặc dù đối phương tiến vào thông đạo nhưng cái lối đi này bên trong cơ quan, nhưng không phải là người nào đều có thể phá vỡ. Chúng ta cũng đã lâu không có hoạt động gân cốt, liền để cho chúng ta đi thật tốt gặp gỡ cái này kẻ xâm nhập đi. Tại Kim Tu Vân dứt tiếng sau đó ba người bọn hắn trực tiếp lướt ra ngoài nhà đá, bọn hắn mặc dù biết nên làm sao thông qua thông đạo, nhưng bọn họ đi bước đi tốc độ cũng không phải rất nhanh, chỉ lo không cẩn thận liền phát động trong thông đạo cơ quan. Kim Tu Vân đám người đối trong thông đạo cơ quan làm có tự tin, còn nữa bọn hắn cũng phải cần thông qua cái lối đi này, nếu như đã có người đi vào thông đạo lời nói, nhất định sẽ cùng bọn họ trên đường gặp gỡ, cho nên bọn hắn không sợ có người là ở điệu hổ ly sơn. Mà tay chân được đặc thù kim loại liệm chói chặt giao long long văn thạch, hắn tâm tình một mực không ổn định, chỉ là tại hết sức áp chế mà thôi, hắn luôn cảm giác có trong long tộc người đến nơi này, hơn nữa có thể là long tộc tộc trưởng tại Kim Tu Vân đám người không ngừng hướng về thông đạo mở đầu đầu lao đi thời điểm. Diệp Thần Phong bỗng nhiên từ tiểu thế giới bên trong đi ra, đang xác định Kim Tu Vân đám người đã đi xa sau đó Diệp Thần Phong mới hướng về phần cuối nhà đá đi đến. Rất nhanh, Diệp Thần Phong liền đi vào nhà đá bên trong. Cái thứ nhất đập vào mi mắt rõ ràng là Long Văn Thạch. Nhìn thấy Long Văn Thạch được kim loại liệm cột, trên người che kín từng đạo khủng bố vết sẹo, hơn nữa mái tóc toàn bộ biến thành màu trắng. Diệp thần phong sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn chậm rãi vận chuyển, hắn có thể xác định người này trước mặt chính là trong truyền thuyết cái kia con dao long rồi, thông qua long tộc tộc trưởng dấu ấn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được long văn thạch trong cơ thể động lại vô biên phẫn nộ. Được kim loại liệm trói chặt long văn thạch, ánh mắt của hắn thật chặt như ngừng lại diệp thần phong trên người. Long Văn Thạch có thể từ trên người Diệp Thần Phong cảm giác được long tộc tộc trưởng khí tức, nhưng hắn cũng cảm giác được Diệp Thần Phong cũng không phải trong long tộc người, như vậy Diệp Thần Phong trên người vì sao lại có long tộc tộc trưởng khí tức? Long Văn Thạch mở miệng nói, trên người ngươi vì sao lại có long tộc tộc trưởng khí tức? Ngươi cùng chúng ta long tộc có những gì ngọn nguồn sao? Diệp Thần Phong trực tiếp đem phía sau lưng lộ ra, đem trên lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn nhắm ngay Long Văn Thạch nói ra ta chính là thứ thiệt long tộc đời thứ ba tộc trưởng. Ta biết trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi, nhưng tất cả chờ ta cứu ngươi ra đến lại nói, để lại cho ta thời gian cũng không nhiều. Long Văn Thạch đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn sau đó hắn rốt cuộc buông xuống cảnh giác. Này Long tộc tộc trưởng dấu ấn chỉ có thượng tộc trưởng đời thứ nhất tự mình truyền thụ cho tộc trưởng kế tiếp nhiệm, nói cách khác Diệp Thần Phong đã nhận được thượng tộc trưởng đời thứ nhất khẳng định, như vậy Long Văn Thạch cũng không có cái gì thật lo lắng cho, hắn hiện tại chỉ là nghi hoặc, Diệp Thần Phong cũng không phải trong Long tộc người, vì sao lại trở thành Long tộc tộc trưởng. Long Văn Thạch cung kính nói, hết thảy đều nghe tộc trưởng ngài sắp xếp. Đang nhìn đến tộc trưởng dấu ấn sau đó Long Văn Thạch lập tức cải biến thái độ. Chương 1946, thành công giải cứu dấu ấn diệu dụng. Diệp thần phong đến gần Long Văn Thạch. Lão Bạch cùng Lão Hắc tại cảm giác được Long Văn Thạch dưới chân lập lòe trận pháp sau, Lão Hắc nói ra, vô cực lao tù trận. Sau đó, Lão Hắc Giang Vận Thiên lại nói, tiểu tử, người đầu tiên nhất định muốn phá tan trên mặt đất trận pháp, trận pháp này gọi là vô cực lao tù trận, người nhìn ngực hắn miệng vị trí, nơi đó mơ hồ có một cái tủ chữ, có thể nói này con dao Long hoàn toàn bị trận pháp này cho hạn chế trụ rồi. Bằng vào ta phán đoán, này vô cực lao tù trận tối thiểu có thể nhốt lại thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả, hơn nữa chói chặt tay hắn chân kim loại liệm cũng cực kỳ không phổ thông, hiện tại đi tới phá vỡ trận pháp này đi. Vô cực lao tù trận chỉ nhằm vào trước hết được trận pháp hạn chế trụ người, về phần những người còn lại có thể tại trong trận pháp đi tới tự do. Xem ra tiểu tử ngươi quyền khống chế thân thể lại muốn tạm thời giao cho chúng ta, thời gian bây giờ gấp vô cùng bức, Chúng ta không có thời gian đến chỉ đạo ngươi phá tan trận pháp. Khi nghe đến lão Hắc Giang vận Thiên lời nói sau, Diệp Thần Phong lập tức giao ra thân thể của mình quyền khống chế. Tại lão Bạch cùng lão Hắc nắm trong tay Diệp Thần Phong thân thể sau, bọn hắn khống chế Diệp Thần Phong đi vào vô cực lao tù trận bên trong. Lão Bạch cùng lão Hắc chỉ khống chế Diệp Thần Phong thủ chân, không có khống chế lại Diệp Thần Phong thanh âm. Xuất hiện tại thân thể được lão Bạch cùng lão Hắc khống chế, Diệp Thần Phong không cần tự mình cân nhắc như thế nào phá mở trận pháp, hắn hỏi Long Văn Thạch ngươi làm sao làm thành bộ dáng này. Ngươi tại hơn 2.000 năm trước liền bị trấn áp ở nơi này. Đang xác định thân phận của Diệp Thần Phong sau đó Long Văn Thạch đối Diệp Thần Phong không có bất kỳ cảnh giác. Hắn tức giận hồi đáp, từ khi ta bị vây ở chỗ này sau đó ngự linh tông, thánh ma tông cùng Trung Châu Kim ra người, bọn hắn mỗi một quãng thời gian liền sẽ lấy ra máu tươi của ta máu tươi của ta đối với bọn họ tăng cao tu vi mới có lợi. Đến lúc sau chúng ta rồi hướng xương của ta cảm thấy hứng thú, dùng xương của ta đi luyện khí, đối với ta long tộc mà nói, tiên huyết tái tạo tốc độ rất nhanh, được rút đi xương cũng có thể rất nhanh sinh trưởng ra, trong mấy năm nay, ta mỗi ngày đều sống ở trong thống khổ. Ta bôi nhọ long tộc uy nghiêm. Diệp thần phong nghe được Long Văn Thạch lời nói sau, trong lòng của hắn không có từ trước đến nay một trận phẫn nộ mà tay chân của hắn nhưng là được lão bạch cùng lão hắc khống chế đây. Tại không cực lao tù trong trận trong không khí cấu vẽ ra từng cái phức tạp đồ án, những này đồ án ở trong không khí kéo dài không tiêu tan. Giải trừ trận pháp sự tình không cần Diệp Thần Phong đi lo lắng, hắn tiếp tục hỏi uống dòng máu của ngươi. Lẽ nào bọn hắn cũng muốn nắm giữ long tộc huyết mạch sao? Long Văn Thạch khinh thường nói, chỉ bằng bọn hắn cũng muốn nắm giữ long tộc huyết mạch cho rằng long tộc huyết mạch là dễ dàng như vậy có sao? Bọn hắn uống chỉ là ta trong cơ thể phổ thông huyết dịch mà thôi, trừ phi uống là trong cơ thể ta tinh. Huyết, bọn hắn này mới có thể ở trong người sản sinh một tia long tộc huyết mạch. Tinh, huyết trừ phi chính ta nguyện ý để khai ra, bằng không là không có người có thể bức. Xuất ta tinh huyết trong cơ thể. Khi nghe đến Long Văn Thạch giải đáp sau đó Diệp Thần Phong cũng đem chính mình làm sao thu được long tộc tộc trưởng dấu ấn, làm sao trở thành đời thứ ba tộc trưởng sự tình đại thể nói một lần. Long Văn Thạch tại sau khi nghe xong, hắn đối Diệp Thần Phong là càng thêm cung kính, hắn nói ra, nếu đời thứ hai tộc trưởng đem tộc trưởng dấu ấn truyền cho ngươi, như vậy ngươi là ta nhóm Long tộc chân chính tộc trường, chúng ta Long tộc từ viễn cổ thời đại sơ kỳ đỉnh phong, đến cuối cùng xa sút Chấn chỉnh lại Long tộc trách nhiệm đã rơi vào người của ngài lên. Tại Long Văn Thạch rước tiếng thời khắc, chỉ thấy tại không cực lao tù trận trong không khí, đã che kín trên trăm cái chậm chạp không tiêu tan phức tạp đồ án. Lão Bạch cùng Lão Hắc khống chế Diệp Thần Phong thân thể, để Diệp Thần Phong hai tay của bỗng nhiên khép lại. Từng trận linh khí từ Diệp Thần Phong trong cơ thể mạn duyên nhi xuất. Oanh, một tiếng. Trên trăm cái phức tạp đồ án tại trong trận Pháp mạnh mẽ đâm tới, trên mặt đất trận Pháp là lấp lánh liên tục, hơn nữa lóe lên tốc độ càng lúc càng nhanh, Thẳng đến Long Văn Thạch Ngực Tù chữ biến mất sau đó trên mặt đất trận pháp mới đình chỉ lấp lánh. Lão Bạch cùng lão Hắc đem người quyền khống chế trả lại cho Diệp Thần Phong, lão Hắc Giang vận thiên nói ra, tiểu tử, chúng ta chỉ là tạm thời giải trừ trận pháp này, thật sự là thực lực của ngươi quá thấp. Muốn hoàn toàn phá tan cái này vô cực lao tù trận khẳng định là không thể nào. Ngươi nhất định muốn tại một nén nhang bên trong, mang theo này con dao long rời đi trong trận pháp bằng không vô cực lao tù trận lại sẽ phát huy tác dụng. Còn có chói chặt tay hắn chân kim loại liệm e sợ yếu địa thần cảnh 5 tầng bên trên cường giả mới có thể kéo đứt, này con dao long ngược lại là chả có thiên thần cảnh một tầng thực lực, chỉ là kim loại liệm có khắc chế linh khí tác dụng, này con dao long căn bản vô pháp vận chuyển trong cơ thể linh khí dòng sông. Khi nghe đến lão hắc giang vận thiên lời nói sau, diệp thần phong trong lòng mắng to lửa bố mày, hắn ở trong lòng nói ra, lão bạch, lão hắc, các ngươi tại khống chế một chút thân thể của ta, giúp ta đem này kim loại liệm cho xé đứt. Lão hắc không vui nói, tiểu tử, chúng ta khống chế thân thể của ngươi, giúp ngươi bồi bỏ liễu không gian trồng chất, bây giờ lại khống chế thân thể của ngươi, giúp ngươi làm tạm thời mở ra trận pháp này, chúng ta khống chế thân thể của ngươi, hội tiêu hao rất nhiều thần hồn chi lực. Lại nói, muốn chúng ta khống chế thân thể của ngươi, thanh thực lực của ngươi tiêu thăng đến địa thần cảnh tầng thứ, e sợ thân thể của ngươi sẽ trực tiếp được căng nứt cái này cách làm là khẳng định không thể thực hiện được diệp thần phong lông mày chăm chú vừa nhíu lần này nên làm thế nào cho phải hắn không thể tại làm lỡ thời gian trong lòng của hắn cũng đang lo lắng như lão an nguy đây long văn thạch thấy diệp thần phong giải trừ trận pháp hắn cũng biết diệp thần phong đang suy tư cái gì hắn cũng phát hiện diệp thần phong thực lực chỉ có tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ Long Văn Thạch lập tức nói ra, tộc trưởng, ta trong gân mạch linh khí dòng sông chỉ là được chế trụ, nếu như có thể mạnh mẽ vận chuyển, ta là có thể tránh thoát chói chặt tay ta chân kim loại liệm rồi. Long tộc tộc trưởng dấu ấn không riêng đối tộc trưởng có tác dụng, đối với chúng ta hết thảy long tộc thành viên đều là hữu dụng, tộc trưởng có thể thông qua long tộc tộc trưởng dấu ấn cho cái khác long tộc thành viên tăng lên sức chiến đấu. Đương nhiên long tộc tộc trưởng dấu ấn vẫn có thể khống chế còn lại long tộc thành viên trong cơ thể linh khí cùng gân mạch, chỉ cần tộc trưởng ngươi giúp ta mạnh mẽ vận chuyển lên trong gân mạch linh khí dòng sông, ta là có thể chính mình tránh thoát kim loại liệm rồi. Diệp thần phong nghe vậy, hắn lập tức nói ra, ta phải như thế nào giúp ngươi mạnh mẽ vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông. Những chuyện này lúc trước long tộc đời thứ hai tộc trưởng không có đã nói với hắn, lúc trước hẳn là không có cái kia nhiều thời gian rồi. Long Văn Thạch nói ra, tộc trưởng, ngài thôi thúc khởi ngài sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn, Đem tộc trưởng dấu ấn bên trong long khí tức bao phủ lại ta, ngươi tại nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, ngươi thì có thể cảm ứng được trong cơ thể ta gân mạch rồi, đồng thời trợ giúp ta vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông. Thời gian cấp bách, Diệp Thần Phong không có nói nhảm nhiều rồi, hắn nhanh chóng khởi động sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn, tại long khí tức chậm rãi tràn ngập ra, sau đó Diệp Thần Phong khống chế long khí tức đem long văn thạch cho bao phủ lại rồi. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, hắn thuận lợi cảm ứng được Long Văn Thạch gân mạch, đồng thời đem trong gân mạch linh khí dòng sông trưởng khống lấy rồi. Diệp thần phong liều lĩnh khởi động sau lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn, nỗ lực muốn phải trợ giúp Long Văn Thạch vận chuyển linh khí dòng sông. Thế nhưng, trói chặt Long Văn Thạch kim loại liệm cũng không phải là vật phàm, hơn nữa Diệp thần phong thực lực quá thấp, dựa vào Long tộc tộc trưởng dấu ấn hắn có thể đủ làm được sự tình cũng cực kỳ có hạn khống chế Long Văn Thạch trong gân mạch linh khí dòng sông Diệp Thần Phong, sau lưng của hắn tộc trưởng dấu ấn vận chuyển tới được đỉnh phong, hắn cảm giác trong cơ thể linh khí nhanh chóng đang tiêu hao, trên người không ngừng giật suốt mồ hôi đến, hắn cảm giác mình sắp hư thoát. Diệp Thần Phong song quyền thật chặt nắm lại, trong miệng hàm răng cũng thật chặt kẹp lại, trong cổ họng hắn liều lĩnh giống một tiếng a hát. Trong nháy mắt này, Long Văn Thạch trong gân mạch linh khí dòng sông dĩ nhiên lưu chuyển động, Mặc dù chỉ là lưu động ngăn ngắn một giây, nhưng đối với Long Văn Thạch tới nói vậy là đủ rồi, hắn thời khắc đều làm tốt chuẩn bị đây. Tại Diệp Thần Phong giúp Long Văn Thạch mạnh mẽ vận chuyển linh khí dòng sông một giây đồng hồ trong quá trình này, Long Văn Thạch trong cơ thể linh khí cực hạn tăng vọt. Tay chân nhanh chóng run lên. Cách cách, cách cách, cách cách, cách cách. Long Văn Thạch tay trên chân kim loại liệm thuận thế mà đứt, được sự giúp đỡ của Diệp Thần Phong, hắn là hoàn toàn khôi phục tự do. Long Văn Thạch khôi phục tự do sau, hắn làm chuyện làm thứ nhất, chính là hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, cung kính nói, đa tả tộc trưởng, đa tả tộc trưởng đem ta cứu ra. chương 1947, Lửa giận vô biên Thật dài trong thông đạo, Diệp Thần Phong mang theo Long Văn Thạch nhanh chóng chạy vội. Diệp Thần Phong đã đem trong thông đạo cơ quan toàn bộ ghi vào trong đầu rồi, cho nên rời đi tốc độ là tăng lên trên diện rộng rồi. Tại lúc tiến vào, Diệp Thần Phong đại khái hoa một ngày, mà bây giờ ra ngoài căn bản không yêu cầu Lão Bạch cùng Lão Hắc hiểu thấu đáo cơ quan rồi, cho nên hắn muốn thông qua này thật dài thông đạo, ước chừng chỉ cần nửa giờ đến một tiếng trong lúc đó. Long Văn Thạch theo sát ở Diệp Thần Phong phía sau, Diệp Thần Phong dẫm ở nơi nào, hắn liền theo dẫm ở nơi nào. Tuy rằng Long Văn Thạch thực lực rút lui đã đến thiên thần cảnh một tầng hậu kỳ, thế nhưng yếu đuổi tới Diệp Thần Phong tốc độ là chút nào không có vấn đề. Căn cứ Long Văn Thạch từng nói, tại viễn cổ thời đại sơ kỳ nào sẽ, Long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất lợi dụng tộc trưởng dấu ấn, nhưng là lập tức tăng lên 10.000 tên Long tộc thành viên sức chiến đấu, thực lực bản thân càng cao, đem Long tộc tộc trưởng dấu ấn phát huy ra tác dụng cũng càng lớn. Bất quá, làm sao tăng lên long tộc còn lại thành viên sức chiến đấu, liền ngay cả Long Văn Thạch cũng không phải biết rõ rất rõ, hắn chỉ là trước đây tại một quyển long tộc trên điển tịch, mơ mơ hồ hồ từng thấy tộc trưởng tăng lên thành viên sức chiến đấu phương pháp xử lý, bây giờ khiến hắn nói cũng nói không phải rất rõ ràng. Liền ở Diệp Thần Phong cùng Long Văn Thạch không ngừng hướng bên ngoài chạy vội thời điểm. Phía ngoài trên mặt đất, giờ khắc này đang tại triển khai một trận đại chiến trong sáng mặt trăng đọng ở trong bầu trời đêm, ngân bạch sắc nguyệt quang để chung quanh hoang vu có một điểm độ sáng. Từ diệp thần phong tiến vào thông đạo, đến cứu ra Long Văn Thạch, thời gian đã là đi qua suốt một ngày rồi. Chỉ thấy ngự linh tông đinh hán tinh, thánh ma tông đồng vĩnh năm cùng trung châu kim gia kim tu vân. Ba người này đem một đầu bảy màu châu hoang cho vây vào giữa, tại đây đầu thất màu châu hoang trên người che lấp từng mảng từng mảng bảy màu long lân. Con này bảy màu châu hoang chính là khôi phục bản thể Ngưu già rồi. Ngưu lão tại đem đinh hán tinh, đồng vĩnh năm cùng Kim Tu Vân hấp dẫn sau khi đi ra, hắn lập tức phục dụng diệp thần phong cho hắn bạo linh đan. Đồng thời đem nhanh chóng nhanh phù kề sát ở tứ chi của mình bên trên. Nhưng đinh hán tinh thực lực có thiên thần cảnh một tầng trung kỳ, đồng vĩnh năm cùng Kim Tu Vân thực lực đều tại thiên thần cảnh một tầng đỉnh phong. Cho dù Ngưu lão lợi dụng bạo linh đan cùng nhanh chóng nhanh phù, lại kích phát rồi trong cơ thể mình long tộc huyết mạch, hắn vẫn là đánh không lại đinh hán tinh ba người liên thủ, hắn chỉ có thể trợ giúp Diệp Thần Phong kéo dài thời gian. Mà đinh hán tinh, đồng vĩnh năm cùng Kim Tu Vân ba người này, bọn hắn tại phát hiện nghiêu lão trong cơ thể nắm giữ long tộc huyết mạch sau, bọn hắn ngược lại không gấp giết chết nghiêu già rồi. Này nghiêu lão trong cơ thể long tộc huyết mạch tuy rằng mỏng manh, nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng là có giá trị nghiên cứu. Giờ khắc này, nghiêu lão thân thượng che kín mấy đạo vết thương khủng bố che đắp lên trên người long lân cũng rơi mất không ít nhưng hắn căn bản không có ý tứ buông tha một đôi con mắt biến đến đỏ bừng một mảnh trong lòng của hắn chỉ biết là phải giúp tộc trưởng kéo dài thời gian hắn nhất định không thể để tộc trưởng thất vọng đinh hán độ sáng tinh thể người nhìn xem nghiêu lão ngu xuẩn mất khôn dáng dấp sự kiên nhẫn của bọn hắn cũng dần dần mất đi Kim Tu Vân nhìn xem như lão quát lên, chúng ta không biết ngươi là như thế nào tìm tới nơi này đi tới. Ngươi là như thế nào phá tan rồi không gian trồng chất cùng trên cửa sắt bàn cờ. Bất quá, những này cũng đã không trọng yếu, nếu như ngươi nguyện ý bó tay chịu trói, như vậy chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu như ngươi chả cố ý như thế, như vậy chúng ta chỉ có thể đem ngươi đánh chết rồi. Đinh Hán Tinh cùng Đồng Vĩnh Năm trên người cũng tản ra sát ý. Tuy rằng bọn hắn đều đối nghiêu lão trong cơ thể long tộc huyết mạch hiếu kỳ, nhưng bọn họ phát hiện nghiêu lão hết sức linh hoạt cùng giảo hoạt trong lúc nhất thời. Bọn hắn chả không cách nào đem nghiêu lão cho bắt sống, nếu như phải đem nghiêu lão trực tiếp giết lời nói, như vậy liền dễ dàng hơn nhiều. Đinh Hán Tinh nói ra, chết cùng sống không có khác gì rồi, dù sao con này bảy màu châu hoang long tộc huyết mạch cũng không phải là rất nồng nặc, chờ chúng ta giết chết hắn sau đó lại nghiên cứu một chút hắn thi thể đi, ta không tâm tình tại hao tổn nữa rồi. Đồng Vĩnh Năm cũng nói, ta chính có ý đó. Được vây vào giữa nghiêu lão, trong cổ họng hắn phát ra bi phẫn tiếng gào, bất quá. Này trong tiếng hô không có hối hận, có chỉ là đối diệp thần phong trung thành kiên định, cùng với đối đinh hán tinh ba người vô cùng phẫn nộ. Kim Tu Vân ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó bọn hắn khí thế trên người nhanh chóng tăng vọt, Kim Tu Vân đạm mạc nói, vĩnh biệt người con này không biết phân biệt châu ngốc, mà đúng lúc này từ nơi không xa trên mặt đất trong cửa sắt truyền đến một thanh âm, nhiêu lão cực khổ rồi, ta giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi hoàn thành tốt vô cùng. Hai bóng người từ trong cửa sắt trốn ra, hai người này chính là Diệp Thần Phong cùng Long Văn Thạch rồi. Diệp Thần Phong đối với nhiêu lão cử động vẫn còn có chút cảm động, trước hắn đối nhiêu lão nói là qua, nếu như không địch đối phương lời nói. Như vậy để lão tìm cơ hội thoát đi, nhưng Nưu lão lại ở nơi này liều mạng kéo dài thời gian. Bất thình lình thanh âm, để Kim Tu Vân đám người đột nhiên sững sờ rồi, đặc biệt là nhìn thấy từ dưới cửa sắt thoát ra hai bóng người, trong đó một đạo nhân lại còn là hẳn là được giam cầm Long Văn Thạch, ba người bọn hắn sắc mặt không khỏi đại biến rồi, nếu như được Long Văn Thạch cho đào thoát, như vậy ba người bọn hắn sẽ phải chịu từng người tông môn trừng phạt nghiêm khắc. Kim Tu Vân ba người đương nhiên cũng cảm giác được diệp thần phong thực lực, bọn hắn thực sự không nghĩ ra diệp thần phong thực lực này chỉ có niết bàn cảnh người, hắn là như thế nào đem Long Văn Thạch là cứu ra. Làm sao tránh khỏi bọn hắn ba cái, rõ ràng tại bọn hắn lúc đi ra, trong lối đi cũng không có người khác à hát. Bất quá, hiện tại bọn hắn ba cái đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn muốn lần nữa đem Long Văn Thạch cho nhốt lại, về phần vết thương chồng chất nhiêu lão. Bọn hắn không thừa bao nhiêu tinh lực đi cố kỵ. Đồng Vĩnh Năm ánh mắt nhìn chằm chằm Long Văn Thạch, quát lên, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn chống cự được. Ngươi thực lực hôm nay chỉ có thiên thần cảnh một tầng hậu kỳ, hơn nữa ngươi được nhốt này nhiều năm, ngươi khắp mọi mặt năng lực đã sớm mức độ lớn giảm xuống. Kim Tu Vân trực tiếp nói, không muốn phí lời rồi, trước đêm này con dao Long một lần nữa chân áp mới là chuyện quan trọng nhất, thanh này con dao Long cho xem mất rồi chúng ta từng người tông môn rất có thể sẽ để cho chúng ta lấy cái chết tả tội. Đồng Vĩnh Năm cùng Đinh Hán tình cảm thấy có lý, kết quả là, Kim Tu Vân ba người, bọn hắn đem khí thế của mình tăng lên tới cao nhất, bóng người nhanh chóng hướng về Long Văn Thạch bạo hướng mà đi. Long Văn Thạch đối với bọn hắn ba cái tông môn tới nói cực kỳ trọng yếu, Long Văn Thạch tiên huyết có thể tăng cao thực lực, xương có thể đủ làm luyện khí. Bọn hắn không thể trực tiếp đối Long Văn Thạch sử dụng đòn sát thủ, đây chính là bọn họ ba cái đáng thương địa phương. Long Văn Thạch vừa vặn đang nhìn đến Ngưu Lão thời điểm, hắn đương nhiên cũng cảm thấy Ngưu Lão trong cơ thể Long tộc huyết mạch, nhìn xem Ngưu Lão vết thương trồng chất, chỉ là tại vì bọn họ kéo dài thời gian. Trong đầu lại nhớ lại đi qua được giam cầm những năm này, không ngừng được này ba thế lực lớn người lấy ra tiên huyết cùng xương, hắn nhìn xem trên người mình vết sẹo. Hắn yết hầu điên cuồng giống giận, thân ảnh nhất thời nhanh chóng tiến lên ninh tiếp trong không khí bóng người không ngừng lóe lên. Từng trận cường hãn sóng linh khí ở trong không khí khuếch tán ra đến. Thiên thần cảnh cấp bậc chiến đấu, Diệp Thần Phong thậm chí thấy không rõ lắm quá trình chiến đấu rồi, chỉ nghe trong tai không ngừng truyền đến từng đạo kịch liệt âm thanh. Sau một phút, Long Văn Thạch một lần nữa về tới Diệp Thần Phong bên cạnh, mà Kim Tu Vân mấy người cũng xuất hiện tại khoảng cách Long Văn Thạch chừng 30 thước địa phương chỉ thấy Long Văn Thạch trên người nhiều hơn số đạo vết thương, trong miệng khí tức hơi có chút hỗn loạn. Mà Kim Tu Vân ba người dáng dấp cũng có vẻ cực kỳ chật vật. Quần áo trên người hư hại không ít, tại ba người bọn hắn cánh tay cùng trên ngực cũng xuất hiện số đạo vết thương. Long Văn Thạch nhỏ giọng nói, tộc trưởng, được nhốt nhiều năm như vậy, thân thể của ta trong thời gian ngắn không khôi phục lại được, lực chiến đấu của ta đều giảm xuống rất nhiều, muốn phải giải quyết ba người này, ta cần tộc trưởng sức mạnh của ngài, xin ngài giúp ta tăng lên sức chiến đấu đi. Diệp thần phong cười khổ nói, người cũng không phải không biết, ta thế thì làm sao tăng lên sức chiến đấu căn bản cũng không hội. Long Văn Thạch tiếp tục nói, tộc trưởng, ta trước đó đã nói, ta lúc trước tại Long Tộc trên điển tịch mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy làm sao tăng lên Long Tộc thành viên sức chiến đấu phương pháp. Ta nhớ được ở đằng kia bản cổ tịch thượng ghi lại một cái kết ấn phương pháp, tuy rằng ta nhớ được rất mơ hồ nhưng ta có thể cho tộc trưởng ngài biểu thị một lần nói xong long văn thạch lập tức cho diệp thần phong biểu diễn một cái kết ấn phương pháp lấy diệp thần phong trí nhớ hắn đương nhiên là một lần liền nhớ kỹ nghiêu lão cũng một lần nữa về tới diệp thần phong bên cạnh hắn biết loại này cấp bậc chiến đấu hắn là không giúp được quá nhiều bận rộn huống chi hắn trên người bây giờ bị thương không nhẹ nếu như hắn xuất thủ nói không chắc sẽ trở thành Long Văn Thạch trói buộc. Mà Kim Tu Vân đám người thấy Long Văn Thạch đối Diệp Thần Phong nói nhỏ, ba người bọn hắn sắc mặt khó xem tới cực điểm, bọn hắn không nghĩ tới được nhốt hơn 2.000 năm, thực lực lùi tới thiên thần cảnh một tầng hậu kỳ Long Văn Thạch, lại vẫn có thể phát huy ra chiến lực như vậy đến. Kim Tu Vân ngưng trọng nói ra, mặc kệ, sống hay chết, chúng ta đều phải đem này con dao Long lưu lại. Kim Tu Vân trong cơ thể linh khí đột nhiên kịch liệt trở mình vọt lên, xem ra hắn dự định sử dụng đòn sát thủ. Mà Đinh Hán tinh cùng Đồng Vĩnh Nam thấy thế, bọn hắn cũng dồn dập noi theo, bọn hắn biết cùng hắn để Long Văn Thạch trốn, còn không bằng đem Long Văn Thạch thi. Thể lưu lại, Diệp Thần Phong thấy Kim Tu Vân các loại người khí thế trên người sau khi biến hóa, hắn biết mình không thể đang do dự rồi, thực sự không được hắn chỉ có thể đem nghiêu lão cùng Long Văn Thạch mang vào bên trong tiểu thế giới, hiện tại trước tiên lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Diệp thần phong nhanh chóng thôi thúc khởi sau lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn, trong tay phối hợp tại kết ấn, hắn đã đem vừa vặn Long Văn Thạch biểu thị kết ấn thủ pháp, tại trong đầu diễn thử ba lần rồi, cho nên hắn kết ấn thủ pháp không có chút nào có vẻ mới lạ. Theo, Diệp thần phong hai tay kết ấn, sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn vận chuyển tốc độ, lại đang gấp mấy lần gấp bội dâng lên, lúc này Diệp Thần Phong cũng không hề cố ý tăng nhanh tộc trưởng dấu ấn vận chuyển, này hoàn toàn là tộc trưởng dấu ấn hành vi của mình. Đột nhiên trong lúc đó, tại Diệp Thần Phong thân thể sau lưng xuất hiện một cái hoàng kim cự long thân ảnh, cuồn cuộn long uy từ trên người Diệp Thần Phong tản ra. Mà Diệp Thần Phong hai tay kết ấn địa phương xuất hiện một cái điểm sáng màu vàng óng, Diệp thần phong bàn tay vỗ vào điểm sáng màu vàng óng bên trên, này điểm sáng màu vàng óng trong nháy mắt chui vào long văn thạch trong cơ thể. Tại điểm sáng màu vàng óng đi vào long văn thạch trong cơ thể sau. Long văn thạch trên mặt lập tức xuất hiện một vệt thoải mái vẻ mặt, trong cơ thể hắn khí thế lại đang nhanh chóng kéo lên, trong cơ thể chiến ý cũng đang càng ngày càng nồng nặc, tuy rằng thực lực không có tăng cường, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là tăng lên thật nhiều lần rồi. Long Văn Thạch hai chân dẫm một cái. Hắn cả người nhất thời lăng không mà lên, ở trong trời đêm biến thành một cái thanh sắc cự long. Hóa thành thanh sắc cự long Long Văn Thạch, hắn trong giây lát hướng về Kim Tu Vân ba người lướt tới, những năm này trong lòng động lại lửa giận triệt để bạo phát ra, từ trên người Long Văn Thạch tản ra nồng nặc lệ khí. Mà Kim Tu Vân ba người là hoàn toàn sướng sở rồi, bọn hắn nhìn xem Diệp Thần Phong sau lưng hiện lên Kim Long hư ảnh, bọn hắn lúc này mới phát hiện Diệp Thần Phong là bọn hắn không cách nào sơ sót một người. Nguyên bản Long Văn Thạch khôi phục bản thể năng lực đã sớm bị phong ấn lại rồi, nhưng ở một cái niết bàn cảnh tiểu tử dưới sự giúp đỡ, Long Văn Thạch dĩ nhiên lại có thể khôi phục bản thể. Nhìn xem sông đến như bay to lớn thanh long, Kim Tu Vân ba người căn bản không kịp thi triển đòn sát thủ, bọn hắn muốn né tránh, đáng tiếc tốc độ không sánh được thanh sắc cự long rồi. Bạch, một tiếng xẹt qua. Thanh sắc Cự Long vuốt rồng phá tan rồi Kim Tu Vân ba người phòng hộ. Sắc bén vuốt rồng bừa bãi tàn phá ở Kim Tu Vân ba người trên người, biến thành bản thể Long Văn Thạch, lại tăng thêm có Long tộc tộc trưởng dấu ấn trợ giúp tăng lên sức chiến đấu, Long Văn Thạch tốc độ cùng công kích căn bản không phải Kim Tu Vân ba người có thể ngăn cản được rồi. Rất nhanh, Long Văn Thạch sắc bén vuốt rồng liền đem Kim Tu Vân Đinh Hán Tinh cùng Đồng Vĩnh Nam tứ chi cho xé kéo xuống, ba người bọn hắn nằm trên đất thì không cách nào đào thoát. Chương 1948, vây nhốt, cấp tốc chạy về. Dưới ánh trăng, Long Văn Thạch tại đem Kim Tu Vân ba người thủ chân lôi kéo xuống sau đó hắn lại khôi phục được hình người. Long Văn Thạch giữ tợn liếc mắt nhìn trên mặt đất ba người, sau đó hắn cưỡng chế trong lòng vô biên lửa giận, hắn cung kính đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói ra, tộc trường ngài thành công giúp ta tăng lên sức chiến đấu rồi, bất quá, mỗi một lần tăng lên sức chiến đấu đều có thời gian hạn chế, một khi thời gian vừa đến, lực chiến đấu của ta liền sẽ lại khôi phục lại thì ra là trình độ. Diệp thần phong gật gật đầu sau đó hắn nhìn ra được Long Văn Thạch tức giận trong lòng, hắn nói ra, người phải làm sao xử trí ba người này, chính người quyết định đi. Sau đó, Diệp thần phong lại nhìn xem một bên vết thương chồng chất nghiêu lão, nói ra, nghiêu lão, nếu như ngươi cũng muốn suốt tức giận, như vậy ngươi cũng có thể đối ba người bọn hắn động thủ. Khôi phục hình người như lão, hắn một mực cung kính nói ra, đa tả tộc trưởng. Long Văn Thạch cùng Ngưu Lão liếc nhau một cái sau đó hai người bọn họ không hẹn mà cùng hướng về Kim Tu Vân ba người đi đến. Bây giờ không có tay chân Kim Tu Vân, Đinh Hán Tinh cùng Đồng Vĩnh Nam, bọn hắn hầu như chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Kim Tu Vân đám người rõ ràng nghe được Long Văn Thạch cùng Nghiêu Lão đều gọi hô Diệp Thần Phong vì tộc trưởng, liên tưởng đến vừa vặn Diệp Thần Phong sau lưng hiện lên Hoàng Kim Cự Long hư ảnh, lại tỏa ra cuồn cuộn Long Uy, bọn hắn cả người một cái run rẩy, chẳng lẽ nói cái này tầm thường nhất bàn cảnh tiểu tử chính là Long tộc tộc trưởng. Kim Tu Vân đám người nhìn xem trên mặt tràn ngập vô biên vô hạn lửa giận Long Văn Thạch, bọn hắn rõ ràng Long Văn Thạch nội tâm phẫn nộ, thử nghĩ một hồi tại hơn 2.000 năm qua bên trong. Long Văn Thạch không ngừng bị bọn hắn ba thế lực lớn lấy ra huyết dịch cùng xương, đổi lại là bọn hắn cũng sẽ lửa giận vô biên, nhưng bọn họ thật sự chả không muốn chết. Tay chân tạm thời không có, vẫn có biện pháp sống lại. Kim Tu Vân ba người biết nhất định muốn tại Diệp Thần Phong trên người tìm tới chỗ đột phá, Kim Tu Vân hướng về phía Diệp Thần Phong nói ra, tiểu huynh đệ, ta xem tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha chúng ta, chúng ta yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Kim Tu Vân Nguyễn cưỡng đối Diệp Thần Phong gạt ra một đạo nụ cười, mà Đinh Hán Tinh cùng Đồng Vĩnh Năm cũng gật đầu liên tục. Diệp Thần Phong liền nhìn bọn họ một mắt hứng thú cũng không có. Hắn thân là long tộc đời thứ ba tộc trưởng, chính mình trong long tộc người bị rút lấy huyết dịch cùng xương. Trong lòng của hắn cũng tràn ngập lửa giận, hắn thuận miệng nói ra có thể hay không không yếu ngây thơ như vậy ngươi cho là ta hội bỏ qua cho bọn người sao? Đều là già đầu người rồi, chính mình chỗ đã làm sự tình, các người đương nhiên yếu chính mình phụ trách. Tại Diệp Thần Phong trong khi nói chuyện, Long Văn Thạch cùng Nghiêu Lão chạy tới Kim Tu Vân ba người trước mặt rồi. Đứng ở Long Văn Thạch bên cạnh Nghiêu Lão, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được Long Văn Thạch trong cơ thể tăng lên không ngừng lửa giận cùng lệ khí. Này Long Văn Thạch tựu như cùng một cái lúc nào cũng có thể sẽ kịch liệt núi lửa bộc phát, hắn tại nuốt một ngụm nước bọt sau đó nói ra bằng hữu xem ra ngươi đối với ba người này lửa giận so với ta nồng nặc rất nhiều rất nhiều như vậy ta thì đem bọn hắn để cho ngươi long văn thạch hữu hảo đối nghiêu lão gật gật đầu nói ra đa tạ long văn thạch huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm kim tu vân đinh hán tinh cùng đồng vĩnh năm quát lên ta đã nói rồi chờ ta thu được tự do thời điểm ta sẽ đem ta chỗ nhận lấy hết thảy đều đòi lại đối mặt long văn thạch điên cuồng lửa giận kim tu vân nói ra long văn thạch long tộc đã xuống dốc rồi người tốt nhất lập tức dừng tay bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận tại diệp thần phong nơi đó không tìm được chỗ đột phá kim tu vân chỉ có thể đổi thành uy hiếp long văn thạch trong cơ thể linh khí nhanh chóng tăng lên quát lên các ngươi không là ưa thích uống máu rút cốt sao ta liền để cho các ngươi nếm thử loại này máu tươi ròng ròng xương được rút đi tư vị Long văn thạch tay phải biến thành người đứng đầu đao, từ con dao của hắn thượng tản ra sắc bén thật khí thế. Xoẹt, một tiếng, Long văn thạch trực tiếp tại kim tu vân trên ngực phá tan rồi một đạo sâu đậm vết thương, ấm áp tiên huyết nhất thời từ trong vết thương chảy xuôi mà ra. Sát theo đó, Long văn thạch đưa bàn tay đưa vào kim tu vân ngực trong vết thương, hắn giữ tận đem kim tu vân ngực bên trong xương, một cái lại một cái rút ra. Kim Tu Vân trong cổ họng không ngừng phát ra thanh âm thống khổ. Bất quá, Long Văn Thạch cũng không hề dừng tay ý tứ, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim Tu Vân khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương toàn bộ được rút ra, cuối cùng Long Văn Thạch từng quyền từng quyền đem không có đầu khớp xương Kim Tu Vân oanh đã bị đánh một vũng máu. Một bên Đinh Hán Tinh cùng Đồng Vĩnh Năm thấy cảnh này sau đó trong cổ họng bọn họ không ngừng ngược lại hơi lạnh, thậm chí môi của bọn họ cũng bắt đầu run lên, thật sự là Kim Tu Vân kết cục quá thảm, bọn hắn liều lĩnh bắt đầu hướng về Long Văn Thạch cầu xin tha thứ. Nhưng Long Văn Thạch đối đinh hán tinh cùng Đồng Vĩnh Nam cầu xin tha thứ thở ơ không động lòng. Cuối cùng hai người bọn họ kết cục cùng Kim Tu Vân như thế, toàn bộ đầu tiên là được hút xong từng cây từng cây xương, cuối cùng bị oanh kích thành một vũng máu. Tại đem Kim Tu Vân ba người giải quyết sau đó Long Văn Thạch trên người lệ khí cùng phẫn nộ mới giảm lui xuống. Mà chính lúc Diệp Thần Phong yếu mở miệng lúc nói chuyện, hắn phát hiện mình trong lồng ngực một khối ngọc bài lấp lánh lên. Khối ngọc này bài là thuộc về Thanh Nguyệt Tông, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, Thanh Nguyệt Tông người là có thể thông qua còn lại ngọc bài, liên lạc với Diệp Thần Phong trên ngọc bài. Rất rõ ràng tại Giao Long thành phạm vi bên trong, chả không vượt ra ngoài Thanh Nguyệt Tông ngọc bài liên hệ phạm vi. Diệp Thần Phong đem ngọc bài cầm ở trong tay cảm ứng chỉ nghe trong đó truyền đến dương hảo thiên thanh âm lo lắng thần phong chúng ta phát hiện người không ở trong phòng tiêu vĩnh chiến bởi vì thân thể nguyên nhân đã đã hôn mê rồi còn không biết lúc nào có thể tỉnh lại huyền châu kim gia kim khang hồng hắn liên hợp lần này tất cả tham gia thiên huyền thịnh biển tông môn chỉ có tuyết nguyệt cốc đứng ở chúng ta bên này còn có tuyết nguyệt cốc cái kia gọi trương nhớ mai lão thái bà người phản bội tuyết nguyệt cốc cùng kim khang hồng đám người đi cùng nhau Bây giờ chúng ta bị vây khốn ở trong sân, nếu như ngươi nghe được của ta đưa tin, như vậy ngươi nhất định không nên quay lại rồi, nhớ rõ về sau thay chúng ta hết thảy thanh Nguyệt Tông người báo thù. Diệp Thần Phong khi nghe đến Ngọc Bài bên trong đưa tin sau đó trên mặt hắn vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Âm, uhm, một tiếng. Trong tay Ngọc Bài được Diệp Thần Phong vê thành bột phấn, trước đó trong lòng của hắn bốc lên một cái điên cuồng ý nghĩ, còn có hắn muốn muốn tặng cho Tuyết Nguyệt Cốc một món lễ lớn cái kia điên cuồng ý nghĩ liền đem giao long cứu sau khi đi ra một lần diệt kim khang hồng cùng những kia đứng kim ra bên kia tông môn cái này cách làm quá mức máu tanh một chút nguyên bản diệp thần phong trả do dự đây bây giờ kim khang hồng dĩ nhiên liên hợp còn lại hết thảy tông môn đem thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt cốc cho vây chặt diệp thần phong cho là mình vẫn còn quá nhân từ nếu bọn hắn muốn tới muốn chết như vậy diệp thần phong há có không thành toàn đạo lý của bọn họ về phần muốn muốn tặng cho tuyết nguyệt cốc phần kia đại lễ, tự nhiên là đi tham gia huyền châu thiên huyền thịnh điển danh ngạch rồi, đem những tông môn khác người một lần hủy diệt, không phải liền lập tức thêm ra hai cái danh ngạch sao. Long Văn Thạch cùng Nghiêu Lão cũng nghe được Ngọc Bài bên trong đưa tin, lại nhìn thấy Diệp Thần Phong trên mặt biến hóa, Long Văn Thạch lập tức cung kính nói, tộc trưởng, Văn Thạch mặc cho ngài điều khiển. Nghiêu Lão cũng lập tức nói ra, tộc trưởng, còn có ta Lão Nghiêu, trong cơ thể ta bạo linh đan dược hiệu còn chưa qua cũng thêm ta một suất được chúng ta lập tức chạy đi giao long thành trang viên diệp thần phong biết bây giờ không phải là dây dưa dài dòng lúc long văn thạch thân thể nhảy một cái ở trên bầu trời lần thứ hai khôi phục thành một cái to lớn thanh long nói ra tộc trưởng đứng ở trên lưng của ta đến a ngươi chỉ cho ta xuất phương hướng ta lập tức mang ngươi tới nghiêu lão có phần do dự dù sao Long Văn Thạch là chân chính Long Tộc, hắn không dám cản dỡ đứng ở Long Văn Thạch trên lưng đi. Ngược lại là Long Văn Thạch không sao cả mở miệng, người cũng cùng một chỗ lên đây đi. Trước đó nhờ có người ở bên ngoài kéo dài thời gian, bên trong cơ thể người cũng có Long Tộc huyết mạch, cũng coi như là cùng chúng ta Long Tộc có ngọn nguồn rồi. Lại nói người bây giờ cũng đi theo Tộc trưởng, người cũng coi như là chúng ta Long Tộc người rồi. Diệp Thần Phong đứng ở to lớn thanh Long phía bên trên đầu mà nghiêu lão nhưng là gò bó đứng ở long trên lưng. Thanh long xẹt qua chân trời. Tại thanh long chạy như bay dưới, Diệp thần phong đang nhanh chóng tiếp theo giao long thành trang viên vị trí chỗ ở. Tiết huyền tình, Dương Hạo Thiên, Tô Băng Vân cùng Tô Nguyệt đám người, bọn họ đều là bạn của Diệp thần phong, hắn tuyệt đối không thể khoan dung bằng hữu của chính mình có chuyện. Vừa vặn Dương Hạo Thiên nếu chả có thời gian đưa tin cho hắn, như vậy vậy thì chứng minh rồi bọn hắn hẳn là vẫn có thể kiên trì một hồi. chương 1949, Thô Bạo lên sàn. Giao Long Thành, Thanh Nguyệt Tông bên trong viện. Một khối màu xanh ra trời ngọc bội trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Từ nơi này khối màu xanh lam trong ngọc bội chảy ra nhất cổ kết giới lực lượng, một tầng màu lam nhạt kết giới đem Thanh Nguyệt Tông sân cho bao phủ ở trong đó. Tại trong nhà, ngoại trừ tiết huyền tinh. Triệu Bá, Lý Bá, Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng, Lý Tín Văn Hòa, Tôn Tiểu Hàm ở ngoài, còn có Tuyết Nguyệt Cốc Tông chủ Lâm An Tuyết, Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân. Sớm tại đêm nay màn đêm hạ xuống được thời khắc, Lâm An Tuyết phát hiện một tia Trương Nhớ Mai không đúng, còn có còn lại mấy tên đệ tử cùng trưởng lão cũng vẻ mặt kinh hoàng, sau đó tại Lâm An Tuyết truy hỏi dưới, Trương Nhớ Mai cùng các trưởng lão khác cùng với đệ tử, các nàng dĩ nhiên nói cái gì cũng không có để lại trực tiếp rời khỏi tuyết nguyệt cốc sân. Này làm cho Lâm An Tuyết cảm thấy mùi vị âm mưu, người lập tức mang theo Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đi hướng Thanh Nguyệt Tông Sân, tại các nàng vừa mới đến sân không bao lâu, lập tức có nhất cổ lại một luồng thật khí thế hướng về nơi này bước. Gần rồi, lúc đó Tiết Huyền Tình phát hiện tình huống không ổn, người không chút do so dự từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một khối màu xanh lam ngọc bội. Tại đem khối này màu xanh lam ngọc bội kích phát sau đó toàn bộ sân đã bị một tầng màu lam nhạt kết giới cho bao trùm rồi. Tiết Huyền Tình dù sao là tới từ ở Trung Châu, khối này màu xanh lam ngọc bội chính là mẫu thân nàng di vật, làm cho nàng tại bảo mệnh thời điểm dùng. Khối ngọc bội này chỉ có một lần hiệu quả, thuộc về hàng dùng một lần. Quả nhiên tại ngọc bội kích phát không bao lâu sau đó tại Kim Khang Hồng dưới sự hướng dẫn, tất cả tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển tông môn đều chạy đến. Tuy nói Kim Khang Hồng chỉ có địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7 thực lực, Triệu Bá cùng Lý Bá cũng có địa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong cùng 7 tầng sơ kỳ thực lực. Nhưng Kim Khang Hồng bên kia người đông thế mạnh, lần này tới tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển có đến mấy chục cái tông môn đây. Tông chủ tối thiểu đều là tại linh thần cảnh tầng thứ mười mấy linh thần cảnh cường giả cộng thêm một tên địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7 cường giả, Triệu Bá cùng Lý Bá cũng căn bản uốn éo không quay được loại cục diện này. Về phần hôn mê tiêu vĩnh chiến cùng với phụ trách bảo vệ tiêu vĩnh chiến tên kia địa thần cảnh lão giả. Tại thành chủ Vương Lập Nguyên an bài xuống, hắn cho rằng tiêu vĩnh chiến thân thể cân nhắc lấy cớ này, hắn để tiêu vĩnh chiến cùng người lão giả kia chuyển ra trang viên, sắp xếp ở mặt khác một chỗ linh khí nồng nặc mà lại hoa thơm chim hót địa phương. Tên kia địa thần cảnh lão giả cũng cảm thấy tiêu vĩnh chiến yêu cầu thay cái càng thêm tốt hoàn cảnh tu dưỡng, chờ đợi luyện dược sư tới cửa cho nên hắn cũng không hề nhìn ra Vương Lập Nguyên là ở đem bọn họ điều đi. Lần sau trang viên này phụ cận tất cả mọi người, toàn bộ được Vương Lập Nguyên lấy các loại mượn cớ tạm thời rời khỏi rồi. Trừ bọn họ ra bên ngoài, không có ai sẽ biết tối hôm nay chuyện đã xảy ra. Giờ khắc này, Thanh Nguyệt Tông trong nhà, tiết huyền tình đám người trên mặt đều tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới Kim Khang Hồng dĩ nhiên đảm lớn đến trình độ như thế rõ ràng liên hợp còn lại mười mấy tham gia thiên huyền thịnh điển tông môn, thể phải đem bọn hắn thanh nguyệt tông một lần hủy diệt. Tại sân bên ngoài cùng sân trên bầu trời, đứng đầy từng cái từng cái người tu luyện. Đồng dạng tại trong nhà lâm an tuyết, người nhìn lên bầu trời bên trong trương nhớ mai các trưởng lão cùng đệ tử. Trên mặt của nàng tràn đầy đau lòng, trương nhớ mai không những mình phản bội tuyết nguyệt cốc, hơn nữa còn cổ động hắn dư trưởng lão cùng đệ tử, này làm cho Lâm An Tuyết trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy lửa giận. Trương nhớ mai đối Kim Khang Hồng xin chỉ thị một lúc sau, người hướng về phía kết giới bên trong Lâm An Tuyết, Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân, quát lên, Tông Chủ, ta làm như vậy cũng cũng là vì chúng ta Tuyết Nguyệt Cốc, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đem Tuyết Nguyệt Cốc đưa vào trong vực sâu, về sau ta sẽ hảo hảo quản lý Tuyết Nguyệt Cốc. Trương nhớ mai tiếp tục hướng về phía Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân. Nói ra, ta đã nói rồi, Tiểu tử kia không xứng làm bằng hữu của các ngươi, hắn căn bản không xứng. Ta chưa nhớ mai chưa bao giờ hội nhìn lầm người. Các ngươi sớm phải cùng tiểu tử kia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng các ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần u mê không tỉnh. Hai người các ngươi cũng chỉ có thể đủ đi gặp Diêm Vương ra rồi. Xuất hiện tại các ngươi khẳng định hối hận rồi chứ? Tiểu tử kia đâu? Hắn có phải hay không sớm liền nhận được tin tức chảy? Hắn tại sao không có mang thêm các ngươi? Trương nhớ mai sau khi nói xong, thông thiên kiếm tông ngũ vạn phong cùng ngũ quang kỳ hai cha con họ, còn có tuyệt mệnh cốc ô bằng thành hòa ô văn hai cha con họ. Bọn hắn cũng đứng ở trên bầu trời, bọn hắn đều trào phúng nhìn xem trong nhà. Dưới cái nhìn của bọn họ Thanh Nguyệt Tông đã là chim trong lồng rồi, bao phủ lại sân kết giới không làm khó được bọn hắn. Thông thiên kiếm tông tông chủ ngũ vạn phong, nói ra tiết huyền tình, người vẫn là thuốc thủ chịu trói đi không nên tại ngoan cố chống cự rồi. Tuyệt mệnh cốc tông chủ ô bằng thành cũng nói, đây là các ngươi thanh nguyệt tông gieo gió gặt báo, này không trách chúng ta. Ngũ Quang Kỳ cùng ô văn hai người bọn họ đối Diệp Thần Phong trong lòng cũng hận đây. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong căn bản thực lực không bằng bọn hắn, dựa vào cái gì Diệp Thần Phong có thể trên trời huyền thịnh biển bên trong thu được nhiều như vậy phân số. Lẽ nào chỉ bằng hắn Diệp Thần Phong đạp số chó ngáp phải rồi sao? ngũ quang kỳ quát lên tiểu tử kia ngược lại là vận khí tốt dĩ nhiên không ở nơi này trong nhà quả thực là tiện nghi hắn ô văn diếu cợt nói ra chẳng qua là một cái chó mất chủ mà thôi đào tẩu cũng là chuyện đương nhiên thành chủ vương lập nguyên xin chỉ thị kim khang hồng nói ra kim tiền bối kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ đứng ở giữa không trung kim khang hồng hắn nói ra hết thảy tông môn tông chủ trưởng lão cùng đệ tử nghe cho ta chúng ta cũng trong lúc đó công kích sân kết giới tin tưởng rất nhanh có thể đủ phá vỡ kim khang hồng nhìn xem bên trong viện người hắn nói ra cho ta một nổi công kích tất cả mọi người bắt đầu thi triển không giống trò gian chiến kỹ rồi bao vây kim khang hồng ở bên trong mỗi loại uy lực mạnh mẽ chiến kỹ đánh vào kết giới bên trên rực rỡ chiến kỹ ở trong màn đêm có vẻ sặc sỡ lóa mắt oanh 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 thanh âm không ngừng vang lên bao phủ lại sân màu lam nhạt kết giới, không ngừng run rẩy động lên, khối này trôi nổi ở giữa không trung màu xanh lam ngọc bội, mặt trên đang chậm chậm xuất hiện một cái lại một cái tỉ mỉ vết dạn nứt rồi. Triệu bá cùng Lý bá dồn dập thở dài một hơi, triệu bá nói ra, tiểu thư, xem ra chúng ta là chạy trời không khỏi nắng rồi. Tiết huyền tình vẻ mặt lạnh lẽo, người hỏi Dương Hạo Thiên, nói có đưa tin cho Diệp Thần Phong sao? Khiến hắn không nên quay lại từ từ cảnh đầm lầy lần thứ nhất cùng Diệp Thần Phong gặp gỡ cho tới bây giờ, người thiết huyền tỉnh giám. Cỗ được Diệp Thần Phong cho đập quá rồi, miệng được Diệp Thần Phong cho hôn qua, tuy nói thân. Miệng đó là Diệp Thần Phong tại cứu nàng, nhưng không nghi ngờ chút nào Diệp Thần Phong đã tại thiết huyền tình trong lòng lưu lại một bôi vết tích rồi, bằng không người cũng sẽ không đưa ra muốn cùng Diệp Thần Phong ở chung nhìn xem được rồi. Dương Hạo Thiên gật đầu nói, Tông Chủ, ta đã đưa tin cho Thần Phong rồi, thần phong tuyệt đối không phải bỏ xuống chúng ta trốn, hắn khẳng định vừa vặn xuất đi làm việc tình rồi. Tiết huyền tình chỉ là khe khẽ gật đầu. Một bên lâm an tuyết nhìn xem tô nguyệt cùng tô băng vân, nói ra ai, không nghĩ tới cuối cùng hội là kết cục như vậy, hai người các ngươi hiện tại có hậu hối hận cùng cái kia gọi diệp thần phong dính lên quan hệ sao. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân kiên định lắc đầu, Tô Băng Vân thấp giọng nói lầm bầm, không tới thời khắc cuối cùng, ai cũng sẽ không biết kết quả, tên kia nhưng là kinh thường sẽ ở trong lúc nguy cấp trở mình người hắn nhất định có thể xuất hiện tô băng vân thấp giọng lầm bầm ngoại trừ tô nguyệt bên ngoài ở đây không có một người chú ý tới toàn bộ trong sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch lấy bây giờ tốc độ khoảng cách trang viên chỉ có một phút lộ trình diệp thần phong hắn nhưng vẫn là đứng ở to lớn thanh long phía bên trên đầu long văn thạch thực lực tốt xấu cũng là thiên thần cảnh một tầng hậu kỳ hơn nữa Diệp Thần Phong giúp hắn tăng lên sức chiến đấu còn chưa tới thời gian hạn chế. Theo khoảng cách trang viên càng ngày càng gần, Long Văn Thạch thần niệm đã phóng ra ngoài rồi, hắn đem bên trong trang viên nói chuyện toàn bộ nghe được, bất quá, bên trong trang viên người cũng không có phát hiện Long Văn Thạch thần niệm. Long Văn Thạch đưa hắn nghe được hết thảy đều thuật lại cho Diệp Thần Phong, này làm cho Diệp Thần Phong sắc mặt càng thêm lạnh như băng, hắn nói ra, Văn Thạch, cho ta tại nhanh thêm một chút tốc độ, mà cùng lúc đó, oanh, một tiếng. Bao phủ lại Thanh Nguyệt Tông sân kết giới bị oanh kích tán loạn rồi. Đứng ở trên bầu trời kim khang hồng, hắn lãnh đạm nói, Thanh Nguyệt Tông xong đời, các loại giải quyết xong các ngươi sau đó ta tự nhiên sẽ đi diệt trừ còn lại Thanh Nguyệt Tông bên trong trưởng lão cùng đệ tử. Tại kết giới tán loạn trong nháy mắt, Dương Hạo Thiên cùng Trần Nguyên Hùng đám người, bọn hắn tấn mãnh để dâng lên linh khí, dự định là liều đánh một trận tử chiến rồi tiết huyền tình ngón tay trắng noãn vuốt vuốt cái chán sợi tóc người dĩ nhiên phát hiện đã đến sắp chết thời khắc này người đối diệp thần phong có loại khó có thể dùng lời diễn tả được không bỏ tô nguyệt cùng tô băng vân mày liếu chăm chú nhíu lẽ nào lần này diệp thần phong chế không tạo được kỳ tích sao mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì động thủ cho ta ta muốn để thanh nguyệt tông trong thời gian ngắn nhất biến mất kim khang hồng lời ấy một chỗ tại tất cả mọi người chuẩn bị động thủ thời điểm Oanh, 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 từng tầng từng tầng khí thế kinh khủng hướng về bên này áp bước mà đến, khi tất cả mọi người đều hướng về khí thế chuyển tới địa phương nhìn tới thời điểm. Chỉ thấy ở trong trời đêm, một cái to lớn thanh long tại bạo hướng mà đến, tại thanh long trên đầu còn đứng một vệt bóng người. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị trước mắt tình cảnh này sợ ngây người, bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác được thanh long thực lực tại thiên thần cảnh một tầng hậu kỳ bọn hắn nơi này chính là liền một cái thiên thần cảnh cường giả cũng không có. Thanh Long rất nhanh xoay quanh ở trang viên bầu trời, đứng ở Thanh Long trên đầu bóng người mở miệng, kim ra lão cẩu, người muốn để Thanh Nguyệt Tông biến mất. E sợ đó cũng không phải ngươi nói tính. Thanh âm quen thuộc vang vọng chân trời. Đặc biệt là tiết huyền tình, Dương Hạo Thiên cùng Tô Nguyệt đám người, bọn họ là ngây người lại ngốc, đây là cái gì tình huống này rõ ràng chính là diệp thần phong thanh âm a hát to lớn thanh long ở trong trời đêm lẩn quẩn ngân bạch sắc nguyệt quang chiếu vào diệp thần phong trên người một bộ trường sa màu đen đón gió di động khóe miệng lạnh lẽo nụ cười đang không ngừng mở rộng để bên trong trang viên người đều nhìn rõ ràng diệp thần phong tướng mạo bên trong trang viên tiếng hít thở toàn bộ ngừng lại rồi thật sự là diệp thần phong lên sàn quá mức thô bạo rồi dĩ nhiên đứng ở một cái thiên thần cảnh một tầng thanh long trên đầu xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Có muốn hay không như thế vang dội. Trong lúc nhất thời trong toàn bộ trang viên trở nên yên tĩnh không tiếng động, phảng phất thời gian vào đúng lúc này dừng lại. chương 1950, kiểu như châu bò cực kỳ. Ở đây tất cả mọi người trong đầu đều nhất thời đường ngắn, bao quát kim khang hồng đám người. Diệp thần phong đến cùng là từ đâu tìm một con rồng. Rất nhanh, những người này bỗng nhiên nghĩ tới giao long thành nguồn gốc, lẽ nào này to lớn thanh long chính là trong truyền thuyết cái kia con giao long sao? Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, người ở chỗ này chậm rãi từ đang thử người tỉnh táo lại, rất nhiều người trên mặt đều tràn đầy sợ hãi, long tộc nhưng là trong truyền thuyết chủng tộc a -Hát. Mà trong sân Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân, hai người bọn họ cười khổ lướt nhau một cái, quả thế, Diệp Thần Phong quả nhiên vẫn là một điểm đều không thay đổi, cùng địa huyền giới như thế có thể cho người mang đến một lần lại một lần sung kích. Lâm An Tuyết trong lòng thở vào nhẹ nhõm, nàng nói nói, băng vân, hay là lựa chọn của các ngươi là đúng. Tiết huyền tình đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời bên trong diệp thần phong, thần sắc của nàng vẫn là vô cùng băng lãnh, nhưng nhìn chăm chú vào diệp thần phong đôi mắt đẹp trong, lại ẩn hàm một loại tình cảm, một mực cao cao tại thượng dường như nữ vương vậy tiết huyền tình. Tại Diệp Thần Phong cưới cự long xuất hiện một khắc đó, Người thậm chí có loại muốn rơi lệ kích động. Triệu Bá cùng Lý Bá một trận không nói gì, Lý Bá nói ra, Thần Phong tiểu tử này, ta thật không biết nên nói như thế nào hắn. Lần này mạng của chúng ta xem như là được Thần Phong cứu. Triệu Bá vô cùng đồng ý gật gật đầu, hắn thấp giọng nói một câu, Thần Phong cùng nhà chúng ta tiểu thư quá xứng đôi. Về phần Dương Hạo Thiên cùng Trần Nguyên Hùng đám người, bọn hắn con mắt trợn lên lớn vô cùng. Dương Hạo Thiên cười mắng, cưỡi trong truyền thuyết Thanh Long. Này thật mẹ hắn yếu sáng ngủ mắt chó của ta rồi, thần phong có muốn hay không như thế kiểu như châu bò. Hắn đúng là từ dưới các loại vị diện địa huyền giới tới. Tại sao ta cảm giác tại thần phong trước mặt, ta mới là dế nhũi, ta mới là từ dưới các loại vị diện tới. Trần Nguyên Hùng nhếch miệng cười to nói, thần phong là huynh đệ của chúng ta, thần phong là huynh đệ của chúng ta ta liền biết thần phong một mực kiểu như châu bò vô cùng. Trần Nguyên Hùng đã có chút lời nói không có mạch lạc rồi. Lý Tín Văn gật gật đầu, vẫn là trầm mặc ít nói nói rồi hai chữ quá châu. Tôn tiểu hàm này phi thường dễ dàng xấu hổ nữ đệ tử, trước đó Diệp Thần Phong đem thiên huyền thịnh điển người thứ nhất khen thưởng phân ra người một ít, người sớm liền trở thành Diệp Thần Phong người ngưỡng mộ rồi, lại trước khi nói tại Thanh Nguyệt Tông thời điểm, người bên trong huyết khô xương vỡ cũng là Diệp Thần Phong cởi ra, người có phần xấu hổ nói ra, ân công. Thật là đẹp trai. Mà Kim Khang Hồng tại phục hồi tinh thần lại sau đó hắn đại cảm giác không ổn. Hắn nói ra, lập tức bắt sống Thanh Nguyệt Tông cùng tuyết nguyệt cốc người, bọn hắn có thể làm con tin của chúng ta. Tại Kim Khang Hồng cùng còn lại Tông Môn chuẩn bị liều lĩnh động thủ thời điểm, từ thanh sắc cự long trên người đột nhiên xông xuống nhất cổ ngập trời khí thế, cảm nhận được luồng khí thế này sau. Ở đây hết thảy tông môn người, bọn hắn phát xuất hiện thân thể của mình cứng ngắc ở, bọn hắn thậm chí bước không nổi bước. Tôi bánh bông lan còn muốn số kim khang hồng, thanh sắc cự long long văn thạch thật khí thế, có rất nhiều điều khóa ổn định ở trên người hắn, này làm cho kim khang hồng trong cơ thể linh khí dòng sông đều không vận chuyển được rồi, tạm thời mất đi năng lực chiến đấu phải biết Long Văn Thạch có thiên thần cảnh một tầng hậu kỳ, hơn nữa còn là tại Diệp Thần Phong trợ giúp tăng lên sức chiến đấu trạng thái, này Kim Khang Hồng chỉ là một cái địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7 người mà thôi. Diệp Thần Phong trực tiếp từ thanh sắc cự long trên đầu nhảy xuống. Câu nệ đứng ở thanh long trên lưng Nhiêu Lão, hắn thật chặt đi theo nhảy xuống. Diệp Thần Phong cùng Nhiêu Lão thuận lợi đã rơi vào trong sân, Nhiêu Lão tuy rằng trong cơ thể bị thương sức chiến đấu mức độ lớn giảm xuống, thế nhưng bạo linh đan hiệu quả vẫn không có biến mất, như lão muốn đối phó một ít linh thần cảnh người căn bản không thành vấn đề, dù sao đối phương chỉ có kim khang hồng một người trên đất thần cảnh tầng thứ. Diệp thần phong nói ra, như lão, người đi sân bên ngoài trông coi, nếu như ai dám rời đi nơi này. Giết chết không cần luận tội. Như lão trực tiếp đi ra sân. Bởi vì tại đi tới trên đường, Diệp Thần Phong đã phân phó rồi. Long tộc tộc trưởng thân phận trả không nghĩ là nhanh như thế để người ta biết, cho nên Ngưu lão không có xưng hô Diệp Thần Phong vì tộc trường. Diệp Thần Phong cũng không phải không tin tiết huyền tình đám người, chỉ là hắn sợ thân phận của mình nói cho bọn hắn, Dương Hạo Thiên đám người và hắn chung đụng phương thức liền sẽ biến vị rồi, trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ một phen giải thích. Đối mặt những người còn lại ánh mắt nghi hoặc, Diệp Thần Phong nói ra, bây giờ còn là trước tiên xử lý chuyện nơi đây đi. Diệp thần phong ánh mắt đầu tiên đã rơi vào trương nhớ mai trên người, hắn nhưng là đã biết trương nhớ mai phản bội tuyết nguyệt gốc rồi, trước đó trương nhớ mai luôn mãi ghim hắn, này làm cho hắn đã sớm đối trương nhớ mai sản sinh sát ý rồi, chẳng qua là xem ở tô nguyệt cùng tô băng vân trên mặt mũi, hắn mới tạm thời không cùng trương nhớ mai so đo. Không nghĩ tới tấm này nhớ mai dĩ nhiên không kịp đợi muốn tìm chết, lần này diệp thần phong tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Hiện trường tình thế hoàn toàn do Diệp Thần Phong chủ đạo rồi, liền ngay cả triệu bá cùng Lý bá cũng không dám nói chen vào, dù sao trong bầu trời đêm cái kia thanh sắc cự long thật sự là khiến người ta không kịp thở. Trương nhớ mai được Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào, người trong nháy mắt lạnh cả người. Đang bị Diệp Thần Phong nhìn kỹ sau đó trong bầu trời đêm long văn thạch lập tức đối Trương nhớ mai gia tăng khí thế áp bức, làm cho Trương nhớ mai căn bản vô pháp nhúc nhích nhìn xem xuất hiện tại trước người mình Diệp Thần Phong, Trương Nhớ Mai hô hấp dồn dập, còn người sợ hãi. Nguyên bản người cho là mình có thể trở thành Tuyết Nguyệt Cốc Tông chủ rồi, nguyên bản người một mực mong muốn đơn phương cho rằng Diệp Thần Phong vốn là một cái rác rưởi, một cái trèo lên không lên mặt bàn rác rưởi. Nhưng bây giờ kèm theo Diệp Thần Phong cưỡi to lớn thanh long xuất hiện, Trương Nhớ Mai mới phát hiện mình thật giống thật sự sai rồi. Tại Trương Nhớ Mai cương muốn yêu cầu tha cho thời điểm một bên đồng dạng được Long văn thạch khí thế áp bách lại Kim khang hồng trải qua hoang mang sau đó hắn là bình tĩnh lại hắn hướng về phía Diệp Thần phong quát lên tiểu tử người tốt nhất không cần loạn đến ta không biết người từ nơi nào tìm tới một cái thiên thần cảnh một tầng Long nhưng người cho rằng như vậy là có thể vô pháp vô thiên sao chỉ là thiên thần cảnh một tầng Long tộc mà thôi ta hiện tại có thể đáp ứng người không truy cứu Thanh Nguyệt Tông sự tình rồi chuyện đêm nay cứ tính như vậy người cũng không nên sai lầm rồi. Trương nhớ mai khi nghe đến Kim Khang Hồng lời nói sau, người nguyên bản hối hận vô ảnh vô tung biến mất rồi, người này mới nhớ tới huyền châu Kim ra sau lưng còn có trung châu Kim ra đây. Chống trơn là huyền châu Kim ra bên trong liền có thiên thần cảnh cường giả, chớ nói chi là trung châu Kim ra rồi. Trương nhớ mai lạnh lùng nói, tiểu tử, Kim tiền bối nói không sai, người bây giờ thu tay lại vẫn tới kịp. Một bên vài tên tuyết nguyệt cốc trưởng lão cùng đệ tử, các nàng cũng dồn dập mở miệng, kim gia không phải ngươi có thể chiêu tới, thiên huyền giới cường giả như vân thức thời liền lập tức ngừng tay. tiểu tử, người chỉ là từ địa huyền giới người tới mà thôi, thiên huyền giới không phải ngươi có thể lật lên bọt nước địa phương, ngươi. một tên trong đó trưởng lão lời nói đột nhiên ngạnh ở trong cổ họng, chỉ vì diệp thần phong động thủ, hắn nhanh chóng rút ra sau lưng thanh vân kiếm, không chút do dự đâm xuyên qua trương nhớ mai yết hầu được Long Văn Thạch áp bách lại trương nhớ mai, người căn bản năng lực chống cự cũng không có. Xì xì, một tiếng, Diệp Thần Phong đem thanh vân kiếm rút ra, trương nhớ mai trên cổ nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi từ lỗ máu bên trong không khô chảy mà ra. Trương nhớ mai miệng không ngừng trường hợp, bất quá, liền một cái chữ cũng cũng không nói ra được, đến giờ phút này rồi, người mới chân chân thiết thiết hối hận rồi. Một bên vài tên Tuyết Nguyệt cốc trưởng lão cùng đệ tử, các nàng lúc này là thật sự sợ hãi, trên người các nàng cũng bị Long Văn Thạch thật khí thế cho áp bách lại rồi, tại các nàng muốn yêu cầu tha cho chịu thua thời điểm, Diệp Thần Phong đã động thủ. Thanh Vân kiếm xẹt qua. Mấy viên đầu lâu phi hướng về trên bầu trời. Tuyết Nguyệt cốc trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ mất mạng, có Long Văn Thạch thật khí thế áp bức, Diệp Thần Phong giết người lên đến căn bản không tốn sức chút nào. Tại đem trương nhớ mai các trưởng lão cùng đệ tử giải quyết sau đó hắn mới liếc mắt nhìn Lâm An Tuyết, nói ra, Lâm Tông Chủ, ta giết các ngươi trong tông môn mấy tên phản đồ, người ứng với nên sẽ không có ý kiến chứ. Lâm An Tuyết trong lòng khóc không ra nước mắt, người cũng đã giết, người có ý kiến cũng không làm nên chuyện gì rồi, lại nói người đối với trương nhớ mai đám người phản bội, trong lòng cũng xác thực phi thường phi thường căm tức. Kim Khang Hồng thấy Diệp Thần Phong bỏ qua lời của hắn, trong lòng của hắn lửa giận lao nhanh, hắn âm trầm cười nói, tiểu tử, người đủ loại, người là đang tương mình hướng về tử lộ bên trong bức, bọn ngươi chờ kim ra lôi đình trả thù đi. Diệp thần phong trực tiếp vọt đến kim khang hồng trước mặt, tại Long Văn Thạch thật khí thế chèn ép xuống, kim khang hồng tại diệp thần phong trước mặt chỉ có thể là mặc người chém giết mà thôi. Đùng, đùng, đùng. Diệp thần phong không chút lưu tình quạt kim khang hồng mấy cái bạt tai mạnh, hắn lập tức nhìn xem Dương Hạo Thiên đám người, nói ra các ngươi cũng có muốn hay không tới bạt tai chơi. Bị đột nhiên quạt mấy cái bạt tai kim khang hồng, hắn chính thức giận lắm. Lại nghe được Diệp Thần Phong lời nói này, hắn tức giận quát lên các ngươi dám. Dương Hạo Thiên, Lý Tín Văn Hòa Trần Nguyên Hùng ba người này, bọn hắn không chút khách khí đi tới. Dương Hạo Thiên đối với Diệp Thần Phong, nói ra, Thần Phong, vậy ta cũng đã tới một cái tay. Nghiện, lý tín văn hòa trần nguyên hùng cũng không có khách khí đùng 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 bạt tai âm thanh không ngừng vang lên đường đường địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7 kim khang hồng hắn không ngừng bị dương hạo thiên đám người quạt bạt tai không bao lâu thời gian kim khang hồng gò má đã không ra hình thù gì cả khuôn mặt là máu thịt be bét dương hạo thiên vỗ diệp thần phong vai nói ra thần phong ngươi thật đúng là kiểu như châu bò cực kỳ Đời ta vẫn không có đập tới địa thần cảnh cường giả bạt tai đây. Hôm nay ngươi là triệt để để cho ta quá ẩn. Trần Nguyên hùng cùng Lý Tín Văn cũng dồn dập gật đầu đồng ý. Mà trên mặt máu thịt be bét, cả khuôn mặt hoàn toàn sưng lên kim khang hồng, hắn mồm miệng không rõ nói, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào ngươi muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người sao? Diệp Thần Phong cười nói, ngươi đáp đúng các ngươi trước đó không phải là muốn giết thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt gốc người sao? hiện tại đến phiên các ngươi, các ngươi cho rằng vẫn có thể đi được mất? các ngươi thiếu ngây thơ, kim khang hồng trong con người rốt cuộc hiện lên sợ hãi, hắn quát, người điên, ngươi chính là một người điên, nơi này mười mấy tông môn đều là linh châu thế lực cấu thành, người quả thực là điên rồi. diệp thần phong bình thản nói ra, phàm là dám làm tổn thương người bên cạnh ta ta Diệp Thần Phong liền sẽ nổi điên, huyền châu kim ra thì lại làm sao? Xì xì, một tiếng. Diệp Thần Phong thủ trưởng xuyên thấu kim khang hồng yết hầu, đợi đến tràn đầy tiên huyết thủ trưởng rũi sau khi đi ra, kim khang hồng trong miệng không ngừng phát ra tiếng nghẹn ngào, cuối cùng hai mắt chừng chừng bị mất mạng. Tại Long Văn Thạch chèn ép xuống, Kim Khang Hồng liền nhúc nhích một cái ngón tay năng lực phản kháng cũng không có. chương 1951, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế. Bóng đêm nồng nặc, mặt trăng vẫn là như cùng đi thường bình thường treo lơ lửng ở trong trời đêm. Tuy nói trang viên người chung quanh, toàn bộ được phương Lập Nguyên điều đi rồi, nhưng Long Văn Thạch hóa thân thanh sắc cự long, một đường ở trong trời đêm bay nhanh làm ra không ít động tính, rất nhiều giao long bên trong tòa long thành người tu luyện đều phát hiện, bất quá, bọn hắn căn bản không dám tới gần trang viên, dù sao bây giờ Giao Long bên trong tòa Long Thành, ngoại trừ Tiêu Vĩnh Chiến tại Thiên Thần Cảnh ở ngoài, liền không có bất kỳ một người đến Thiên Thần Cảnh rồi, ai cũng sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi xem náo nhiệt. Mà bị Vương Lập Nguyên lấy các loại mượn cớ, khuyên tạm thời rời khỏi trang viên Tiêu Vĩnh Chiến cùng bảo vệ Tiêu Vĩnh Chiến tên kia Địa Thần Cảnh lão giả, bọn hắn bây giờ chỗ ở địa phương vẫn là ở Giao Long bên trong tòa Long Thành. Tiêu Vĩnh Chiến nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh, tên kia bảo vệ tiêu vĩnh chiến địa thần cảnh lão giả, hắn đồng dạng là phát giác giao long bên trong tòa long thành không đúng, nhưng hắn cũng không hề ra ngoài kiểm tra, nhiệm vụ của hắn chính là muốn chăm nom tốt tiêu vĩnh chiến, hiện tại hắn tuyệt đối không thể rời đi tiêu vĩnh chiến một bước. Tại rất nhiều giao long thành người tu luyện đều phát hiện trang viên bên kia không đúng lúc. Giờ khắc này, bên trong trang viên là vô cùng yên tĩnh. Thanh Nguyệt Tông chỗ ở sân. Sùng sục, sùng sục sùng sục. Một tiếng lại một âm thanh nuốt nước miếng âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm tối có vẻ là rõ ràng như thế. Chỉ thấy huyền châu kim ra lão tổ kim khang hồng, hắn đã không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất, từ hắn yết hầu khẩu lỗ máu bên trong chả đang không ngừng bốc lên tiên huyết đến. liền ngay cả đứng ở diệp thần phong bên cạnh Dương Hạo Thiên, Lý Tín Văn Hòa Trần Nguyên Hùng, ba người bọn họ cũng không nghĩ tới diệp thần phong lại đột nhiên giết kim khang hồng này kim khang hồng tốt xấu cũng là huyền châu kim ra một tên lão tổ a hát bất quá diệp thần phong câu kia phàm là dám làm tổn thương người bên cạnh ta ta diệp thần phong liền sẽ nổi điên huyền châu kim ra thì lại làm sao câu nói này nghe được dương hảo thiên ba người là huyết dịch sôi trào bọn hắn hiện tại thậm chí lập tức nguyện ý đi vì diệp thần phong quăng đầu lâu tung nhiệt huyết rồi cách đó không xa tiết huyền tình đám người trên mặt cũng rồn rập đều có chỗ xúc động Diệp Thần Phong câu nói này không chỉ có nói là nói mà thôi, hắn đã là phó chư vu hành động. Giữa bầu trời to lớn thanh long vẫn cứ tại nguyên chỗ lẩn quẩn, khí thế mạnh mẽ như là thác nước chút xuống. Như lão một mực cung kính canh giữ ở sân nhỏ bên ngoài, hắn thần niệm chú ý tất cả xung quanh biến hóa. Chỉ cần có người dám ra sức tránh thoát long văn thạch thật khí thế áp bức, như lão liền sẽ không chút do so dự động thủ, Diệp Thần Phong một liên tục giết trương nhớ mai cùng Kim Khang Hồng các loại mấy người. Ở đây hết thảy tông môn tông chủ, trưởng lão cùng đệ tử, bọn hắn không dám thở mạnh một cái rồi, nguyên bản bọn hắn cho rằng ôm huyền châu Kim ra bắp đùi, đối với bọn hắn tông môn nhất định là mới có lợi. Tới cuối cùng bọn hắn lại phải đối mặt sinh tử nguy hiểm. Diệp Thần Phong tại giết Kim Khang Hồng sau đó hắn vẩy vẩy tay, đem máu trên tay tích tung rơi xuống mặt, Ánh mắt của hắn lại ở trong đám người nhìn quét lên, phàm là được Diệp Thần Phong nhìn quét đến người, thân thể của bọn họ lập tức trở nên cứng ngắc cực kỳ. Cuối cùng Diệp Thần Phong ánh mắt như ngừng lại thành chủ vương Lập Nguyên trên người. Không đợi Diệp Thần Phong mở miệng, Vương Lập Nguyên vội vội vàng vàng nói ra, "Vị tiểu huynh đệ này, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta căn bản không muốn tới nơi này, tất cả những thứ này đều là Kim Khang Hồng buộc ta." ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ A-Hát. Cầu ngươi tha ta một mạng đi. Đến giờ phút này rồi, vương lập nguyên nơi nào còn nhớ được tôn nghiêm A-Hát, lẽ nào tôn nghiêm so với mệnh còn trọng yếu hơn sao? Tại vương lập nguyên trong lòng, tôn nghiêm cùng tướng mệnh so với chính là chó má, tại trước mặt tử vong trước, hắn không chút do so dự đem tôn nghiêm của mình cho tự mình đạp vỡ. Diệp thần phong từng bước từng bước hướng về vương lập nguyên đi đến, đồng thời trên bầu trời thanh sắc cự long, hắn vừa nặng điểm chiếu cố vương lập nguyên. Tại vương lập nguyên trên người gia tăng khí thế áp bức, làm cho vương lập nguyên không có bất kỳ một tia sức phản kháng. Từ mới vừa mới bắt đầu, phàm là diệp thần phong nhìn về phía ai, giữa bầu trời long văn thạch lập tức sẽ ở ai trên người gia tăng khí thế áp bức. Những kia không có bị long văn thạch trọng điểm chiếu cố người, trên người bọn hắn tuy rằng cũng có khí thế áp bức, nhưng có một phần thực lực cường hãn, nếu như bọn hắn toàn lực mở cởi, vẫn có thể làm được khôi phục năng lực hoạt động, chỉ là bọn hắn bây giờ không có gan này rồi. Trong không khí kiếm ảnh tránh qua, Vương Lập Nguyên đầu lâu cũng bay về phía trên bầu trời, Diệp Thần Phong trực tiếp một kiếm đem Vương Lập Nguyên đầu cho gọt xuống. Có Long Văn Thạch phụ trợ, Diệp Thần Phong giết tốc độ của con người là phi thường nhanh chóng. Thông Thiên Kiếm Tông Ngũ Vạn Phong cùng Ngũ Quang Kỳ hai cha con họ, Tuyệt mệnh cốc ô bằng thành hòa ô văn hai cha con họ, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần phong ánh mắt rời đi sau đó đi tới, bọn hắn cả người một cái run rẩy. Cùng lúc đó, Long Văn thạch lập tức đối ngũ vạn phong bọn bốn người ra tăng khí thế áp bức. Vừa vặn trả để Tiết Huyền tình bó tay chịu trói ngũ vạn phong, hắn xuất hiện ở nơi nào còn có một chút tông chủ bộ dáng. Đang nhìn đến Diệp Thần phong bước chậm đi tới sau đó sắc mặt hắn hơi trắng bệch có thể nói hắn bây giờ là hối hận ruột đều thanh, hắn vội vàng nói tiểu huynh đệ, tiểu ca, tiểu gia, tất cả những thứ này đều là huyền châu kim ra bốc lên, chúng ta đều là vô tội, chúng ta đều là được dính líu vào. Tuyệt mệnh cốc tông chủ ô bằng thành, hắn cũng vội vàng nói, chỉ cần ngươi thả chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không thanh chuyện ngày hôm nay tuyên dương đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không. Vừa vặn nói Diệp Thần Phong chỉ là vận khí tốt ngũ quang kỳ, còn có nói Diệp Thần Phong là một cái chó mất chủ ô văn, hai người bọn họ tại thấy được Diệp Thần Phong con mắt đều không nháy mắt giết Trương Nhớ Mai, Kim Khang Hồng cùng Vương Lập Nguyên đám người sau đó bọn hắn nơi nào còn có một chút thiếu tông chủ khí độ. Bọn hắn nhìn xem đi tới Diệp Thần Phong, bọn họ là suýt chút nữa bị sợ đái. Thậm chí ngũ quang kỳ cùng ô văn hai người này, bọn hắn liền cầu xin tha thứ cũng không nói ra miệng, âm thanh phảng phất là được ngạnh ở trong cổ họng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cái chán cùng trên gương mặt không ngừng bốc lên từng đợt mồ hôi lạnh. Đến giờ phút này rồi, bọn hắn mới phát hiện mình căn bản không có trào phúng Diệp Thần Phong tư cách, người ta Diệp Thần Phong nhưng là cưỡi rồng ở trong truyền thuyết tới, này Long Tộc là một loại cỡ nào chủng tộc cao quý. Long Tộc người cơ vốn không thể có thể khiến người khác đứng tại đầu của bọn họ thường. Diệp Thần Phong tại khoảng cách ngũ vạn phong đám người chừng 10 thước địa phương xa ngừng lại, hắn nói ra, muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi rời đi cũng được, các ngươi cái này hai đối phụ tử, hoặc là phụ thân sống sót, hoặc là nhi tử sống sót, chính các ngươi lựa chọn đi. Diệp thần phong lời ấy một chỗ. Giữa bầu trời Long Văn Thạch lập tức giảm bớt đối ngũ vạn phong bọn bốn người thật khí thế áp bức, bất quá, ngũ vạn phong đám người một khi dám đối với Diệp Thần Phong động thủ, Long Văn Thạch chắc chắn ngay đầu tiên đem ngũ vạn phong đám người đánh chết. Trên người tại giảm bớt khí thế áp bức sau, ngũ vạn phong cùng ô bằng thành đám người có thể tăng lên linh khí ngũ quang kỳ cùng ô văn hai người bọn họ trước tiên nhìn xem chính mình phụ thân ngũ vạn phong cùng ô bằng thành mà ngũ vạn phong cùng ô bằng thành hầu như không hề do dự bọn hắn trong con ngươi lộ ra một vệt hung tàn nhi tử chết rồi bọn hắn vẫn có thể tái sinh nếu như là bọn hắn chết rồi như vậy liền không còn có cái gì nữa ngũ quang kỳ cùng ô văn đang nhìn đến cha mình trong con ngươi vẻ âm tàn sau hai người bọn họ dưới chân bước chân không khỏi lui về phía sau bọn hắn muốn mở miệng đáng tiếc ngũ vạn phong cùng ô bằng đã thành kinh động thủ ngũ quang kỳ cùng ô văn tại ngũ vạn phong cùng ô bằng thành trước mặt căn bản không có sức đánh trả ầm um, ầm um, hai tiếng ngũ quang kỳ cùng ô văn thiên linh cái được bọn hắn cha ruột của mình cho đập nát rồi từ đỉnh đầu bên trong không ngừng tràn ra tiên huyết đến thân thể chậm rãi hướng xuống đất thượng đổ tới rồi tại đem con trai của chính mình giết đi sau đó ngũ vạn phong cùng ô bằng thành trong lòng cưỡng chế đối diệp thần phong cực hạn phẫn nộ dưới cái nhìn của bọn họ là diệp thần phong hại chết con trai của bọn họ mặc dù là bọn hắn tự tay giải quyết con trai của chính mình ngũ vạn phong nói ra hiện tại chúng ta có thể đi được chưa ô bằng thành cũng nhìn xem diệp thần phong diệp thần phong đi trở về tiết huyền tình đám người bên cạnh hắn nói ra các ngươi có thể đi rồi bất quá trong lúc nói chuyện diệp thần mịt mở hướng về giữa bầu trời long văn thạch cùng sân phía ngoài nghiêu lão đánh một thủ thế tại ngũ vạn phong cùng ô bằng thành muốn yếu lúc rời đi giữa bầu trời to lớn thanh long đột nhiên lao xuống ánh sáng màu xanh tránh qua ngũ vạn phong cùng ô bằng thành còn chưa kịp phản ứng hai người bọn họ liền trực tiếp bị mất mạng diệp thần phong nhìn trên mặt đất thi thể hắn bình thản nói ra ta nói là lát nữa tha các ngươi rời đi nhưng ta không nói qua ta sẽ không ngăn cản. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong lại nói, một cái không lưu. Ở đây những tông môn kia tông chủ, trưởng lão cùng đệ tử, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong đối với bọn họ cuối cùng thẩm phán sau đó bọn hắn từng cái điên cuồng cầu xin tha thứ lên. Chúng ta đều là được, ép, người không thể đủ làm như vậy. Chúng ta đều là linh châu thế lực cấu thành, người làm như vậy, ngươi sắp trở thành linh châu hết thảy tông môn truy sát đối tượng. Chúng ta sai rồi, là chúng ta sai rồi, chúng ta không nên vì Huyền Châu Kim ra bán mạng. Diệp Thần Phong đối với những thứ này cầu xin tha thứ, hắn không nhúc nhích nói ra, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đây? Giết cho ta. Vào lúc này Diệp Thần Phong cũng sẽ không có bất kỳ mềm lòng, nếu như hắn không có đúng lúc chạy tới nơi này đâu này những người này sẽ bỏ qua cho Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc Tô Nguyệt chờ ai, người nào. Tất cả mọi người nhất định muốn vì chính mình đã làm sự tình chỗ phụ trách. Tất cả đại tông môn người nhìn thấy Diệp Thần Phong không chút nào mềm lòng, bọn hắn cũng lập tức nộ đỏ cả mắt, liều lĩnh muốn hướng về Diệp Thần Phong đám người xông đi, muốn tại trước khi chết kéo một cái chịu tội thay, mà có mấy người thì là muốn không ngừng thoát đi trang viên. Có Long Văn Thạch cùng Nghiêu Lão Tại, ngưu luôn giải quyết những kia thoát đi người, mà Long Văn Thạch là giải quyết những kia không ngừng muốn nhằm phía Diệp Thần Phong người của bọn hắn. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân trong ngoài tiếng kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ không ngừng. Tiết Huyền Tình mấy người cũng muốn để Diệp Thần Phong dừng lại loại này điên cuồng hành vi, dù sao trước tới tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển tông môn, có thể nói là hết thảy tại Linh Châu có thể trèo lên được trên bàn tiệc tông môn. Một cái tàn sát, giết Khả năng tại toàn bộ thiên huyền giới đều sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Có thể nhìn Diệp Thần Phong lạnh lẽo vẻ mặt, Tiết Huyền Tình bọn người ở tại muốn nói lại thôi một phen sau đó bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn không có mở miệng, nếu như không có Diệp Thần Phong, như vậy bọn hắn khả năng đã bị chết, cho nên bọn hắn yếu tôn trọng Diệp Thần Phong lựa chọn. Chương 1952, chấn động mạnh. Đêm không ngủ. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu đã kết thúc rồi. Long văn thạch hóa thân to lớn thanh long bay đến ngoài trang viên bầu trời. Mà nghiêu lão cũng đi tới trang viên bên ngoài đi rồi. Bọn họ là chờ ở bên ngoài Diệp Thần Phong, bọn hắn cũng tán thành Diệp Thần Phong tạm thời không công khai long tộc tộc trưởng thân phận. Diệp Thần Phong tạm thời không đúng tiết huyền tình, Dương Hạo Thiên cùng Tô Băng Vân bọn người nói rõ ràng long tộc tộc trưởng thân phận, hắn là có lo nghĩ của mình, vừa đến, tuy nói hắn bây giờ chính là long tộc tộc trưởng nhưng hắn hiện tại chỉ tìm được đúng nghĩa một tên long tộc thành viên đây có thể nói bây giờ hắn cái này long tộc tộc trưởng là hữu danh vô thực thứ hai hắn khẳng định chả muốn đi theo thanh nguyệt tông đi tham gia huyền châu thiên huyền thịnh điển hắn là thanh dương hạo thiên đám người cho rằng bằng hữu chân chính tới đối xử hắn không muốn bởi vì long tộc tộc trưởng thân phận bởi vậy cùng bọn họ sinh ra khoảng cách cho nên cuối cùng Diệp Thần Phong mới muốn tạm thời giấu giếm đi Long tộc tộc trưởng thân phận, các loại một ngày kia hắn tìm tới Long tộc huyết mạch, chân chính có thể trên trời huyền giới đặt chân, hắn liền sẽ trước tiên cùng Tiết Huyền Tình các loại người công khai thân phận của mình. Tại Long Văn Thạch xoay quanh đã đến ngoài trang viên mặt bầu trời, tại Ngưu lão đi tới ngoài trang viên mặt chờ đợi sau. Thanh Nguyệt Tông trong sân là yên tĩnh. Nhất cổ nước mũi nồng nặc mùi máu tanh ở trong không khí không ngừng tràn ngập, khiến người ta có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Trên mặt đất nằm đầy một bộ lại một bộ thi, thể tiên huyết dính đầy trên mặt đất, rất nhiều trên mặt đất bùn đất đều biến thành màu đỏ, tất cả đại tông môn trước tới tham gia Thiên Huyền Thịnh biển tông chủ, trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ tử vong. Không có bất kỳ một cái cá lọt lưới. Hôm nay tới đây tham gia Thiên Huyền Thịnh biển tổng cộng có 40 tông môn, trừ đi Thanh Nguyệt tông cùng Tuyết Nguyệt gốc, còn lại 38 cái tông cửa tông chủ trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ chết sạch. Này 38 cái tông môn đều là Linh Châu bên trong được xếp hạng số. Tuy nói tới tham gia thiên huyền thịnh điển chỉ có trong tông môn một nhóm người, nhưng mỗi cái tông môn đều là do tông chủ và số tên trưởng lão tự mình dẫn đội. Một cái trong tông môn chết rồi tông chủ và số tên trưởng lão, đây tuyệt đối là chấn động mạnh rồi. Triệu bá, Lý bá cùng tiết huyền tình đám người, bọn hắn nhìn xem trong ngoài thi. Thể, trong cổ họng bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một lần giết 38 cái tông cửa tông chủ và số tên trưởng lão. Chỉ sợ cũng chúng liền châu cùng huyền châu đại gia tộc cũng không dám làm như thế, đây tuyệt đối sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Dương Hạo Thiên trong cổ họng nuốt hai ngụm nước bọt sau. Hai chân của hắn đánh một cái rung động, hắn có chút ấp a ấp úng nói ra, thần, thần phong, ngươi, ngươi quả thực kiểu như châu bò không biên giới rồi, 38 cái tông cửa tông chủ và rất nhiều trưởng lão. Cứ như vậy nói giết liền giết xong, tác phẩm lớn như vậy, không được, để cho ta bình tĩnh một hồi. Tô Nguyệt cười khổ nói, thần phong, người thật đúng là một điểm đều không thay đổi, trên đất huyền giới thời điểm, người liền không kiêng rẻ gì dần vặt, này vừa mới đến thiên huyền giới bao lâu. Này 38 cái tông cửa tông chủ và rất nhiều trưởng lão, tuy nói không phải ngươi tự tay giết, nhưng cũng tính là chết ở trên tay của ngươi. Tô Băng Vân so sánh bình tĩnh. Dù sao nàng và Tô Nguyệt nhận thức Diệp Thần Phong đã lâu rồi, nàng nói nói, nếu như không giết xong những người này, như vậy chỉ sợ hắn cũng không phải là Diệp Thần Phong rồi. Triệu Bá cười vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, nói ra, "Thần Phong, sự tình dĩ nhiên đã xảy ra, chúng ta sẽ cùng ngươi đồng thời tiếp tục chống đỡ, ta đây đầu mạng già là ngươi cứu, nếu không có ngươi xuất hiện, lão đầu tử ta hiện tại đã đến Diêm Vương điện đi tới báo cáo." Lý Bá cũng lập tức nói ra, không sai, Thần Phong, sự tình đến trình độ này, về sau muốn chết, chúng ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Trần Nguyên Hùng khóe miệng hiện lên một vệt cười khúc khích, nhưng trên mặt hắn vẻ mặt lại cực kỳ kiên định, Thần Phong, ta cái mạng này sớm sẽ là của ngươi, nếu như ai đều muốn giết ngươi, như vậy ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi đỡ, tối thiểu ta nhất định sẽ chết ở ngươi đằng trước. Tương đối dễ dàng xấu hổ Thanh Nguyệt Tông nữ đệ tử Tôn Tiểu Hàm người lấy hết dũng khí, nói ra, ân công, ta cũng nguyện ý bồi tiếp ngươi chết. Diệp thần phong bó tay rồi, hắn nói ra, không nên bi quan như vậy, sự tình vẫn không có gây gâu tới mức này. Tiết huyền tình lần thứ hai khôi phục nữ vương khí chất, nàng nhìn Diệp thần phong nói ra, lẽ nào ngươi không nên nên cùng chúng ta giải thích một chút sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp thần phong trong lòng đã sớm nghĩ kỹ một phen giải thích, hắn nói ra, trước đó ta vốn là muốn yếu ở trong phòng bế quan, ta tạm thời đã nhận được một điểm cảm ngộ, muốn tìm chống trải địa phương thí nghiệm một cái của ta cảm ngộ. Chuyện kế tiếp tuyệt đối là các ngươi không nghĩ tới, ta lại đang giao long thành một chỗ địa phương hoang vu phát hiện, trong truyền thuyết cái kia bị trấn áp giao long, cái kia con giao long bị trấn áp ở trong trận pháp, các ngươi cũng biết của ta trận pháp trình độ cực kỳ tốt, ta liền giúp cái kia con giao long phá vỡ trận pháp, khiến hắn một lần nữa đã lấy được tự do về phần một cái khác lão giả, trong cơ thể hắn cũng có long tộc huyết mạch, ta cũng là ở nơi đó phát hiện hắn. Diệp thần phong nửa thật nửa giả nói, hắn cũng cho Ngưu lão tạm thời an bài một cái thân phận. Tại dừng lại một chút sau đó Diệp Thần Phong tiếp tục nói, chuyện kế tiếp, các người cần phải cũng có thể đoán được, ta cứu ra này con dao long cùng vị lão giả kia sau đó ta chính xảo bất xảo nhận được hạo thiên đưa tin, cái kia con dao long cùng lão giả sau khi biết được, bọn hắn vì báo đáp ta, bọn hắn nhất định phải cùng ta đồng thời trở về, cho nên ta liền đứng ở đó con dao long trên đầu nhanh chóng chạy về. Xuất hiện tại các ngươi hẳn là rõ ràng toàn bộ trải qua chứ. Diệp Thần Phong nói cũng đúng có lý có chứng cứ, tiết huyền tình đám người phán đoán Diệp Thần Phong hẳn không phải là đang nói dối, bằng không bọn hắn thực sự không nghĩ ra Diệp Thần Phong vì sao lại cùng long tộc dính líu quan hệ bọn hắn cũng sẽ không ý nghĩ kỳ lạ cho rằng Diệp Thần Phong chính là long tộc tộc trưởng, chuyện này quả thật quá xả đạm. Khi nghe đến Diệp Thần Phong giải thích sau đó triệu bá nói ra, Thần Phong, cũng còn tốt người cứu cái kia con Giao long, bằng không chúng ta những người này thật là yếu mất mạng. Tuyết Nguyệt Cốc Tông Chủ Lâm An Tuyết, người do dự một lát sau, người hỏi chúng ta kế tiếp nên làm gì? Diệp Thần Phong hồi đáp, yên tâm, ai sẽ biết những người này là chúng ta giết? Bây giờ những tông môn này người đều chết rồi, chỉ có chúng ta hai cái tông môn, như vậy các người tuyết nguyệt cốc cũng không phải có thể đi tham gia huyền châu thiên huyền thịnh điển sao. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần tìm một mạnh mẽ người ủng hộ là được rồi. Diệp thần phong trong lòng người ủng hộ kia chính là tiêu vĩnh chiến rồi, cái kia tiêu vĩnh chiến không phải hôn mê bất tỉnh ma. Chỉ cần diệp thần phong có thể cứu trị tốt tiêu vĩnh chiến, như vậy tiêu vĩnh chiến hẳn là liền sẽ đứng ở diệp thần phong bọn hắn bên này, dù sao tiêu vĩnh chiến là trung châu tới sứ giả ở chính giữa châu cũng hẳn là ở một cái không tầm thường trong thế lực diệp thần phong nói tiếp chuyện sau đó chúng ta chậm rãi thương lượng ta đi trước đưa tiến cái kia con giao long diệp thần phong không đợi tiết huyền tình đám người đáp lời hắn liền hướng về ngoài trang viên mặt đi đến mà tối nay nhất định là một cái chưa ngủ đêm rồi tại trước đó giao long long văn thạch giết ngự linh tông đinh hán tinh Thánh Ma Tông Đồng Vĩnh Năm cùng Trung Châu Kim Gia Kim Tu Vân Lúc. Trung Châu Ngự Linh Tông, Thánh Ma Tông cùng Trung Châu Kim Gia bên trong, này Đinh Hán Tinh, Đồng Vĩnh Năm cùng Kim Tu Vân bản mệnh ngọc bài không ngoài dự tính toàn bộ nổ tung rồi. Này ba thế lực lớn tông môn cao tầng, bọn họ đều là biết Đinh Hán Tinh bọn người ở tại trông coi giao long, bây giờ Đinh Hán Tinh đám người bản mệnh ngọc bài nổ tung rồi, vậy thì mang ý nghĩa Đinh Hán độ sáng tinh thể người đã chết, như vậy bị trấn áp giao long phải hay không bị người cho cứu đi. Này ba thế lực lớn suốt đêm phái người từ đó châu đang đuổi hướng về Linh Châu giao long thành bên này. Bất quá, Trung Châu cùng Linh Châu có một khoảng cách lớn, cho dù lợi dụng truyền tống trận, lợi dụng bảo khí linh thuyền, e sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng đuổi không tới đây. Mà ở vừa vặn Linh Châu tất cả đại tông môn người được Long Văn Thạch cùng Nghiêu Lão đám người tàn sát. Xiết thời điểm, Toàn bộ Linh Châu tông môn là hoàn toàn sôi trào lên. Đây chính là dòng dã 38 cái tông môn đây. Trước tới tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển tông chủ, trưởng lão cùng đệ tử bản mệnh Ngọc bài toàn bộ nổ tung, cái này tất cả đại tông môn nhất thời làm cho gà bay chó chạy, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ rồi, những tông môn này bên trong người căn bản vô pháp đi ngủ. Này 38 cái tông cửa lão tổ cũng dồn dập toàn bộ xuất quan, có phần dựa vào tương đối gần tông môn bọn hắn trước tiên lẫn nhau tìm hiểu tin tức, khi biết đối phương trước đi tham gia thiên huyền thịnh điển tông chủ, trưởng lão cùng đệ tử cũng toàn bộ sau khi chết. Nhất cổ khủng hoảng không ngừng tại Linh Châu nhanh chóng lan tràn ra. Thiên huyền giới Linh Châu, trong một đêm được Diệp Thần Phong khuấy lên chính là hôn thiên địa ám. chương 1953, quyết tâm, long tộc chuyện cũ, ngoại trừ ngữ Linh Tông, Thánh Ma Tông cùng Trung Châu Kim ra tại phái người chạy tới Giao Long Thành ở ngoài. Linh Châu 38 cái tông cửa lão tổ, bọn hắn cũng toàn bộ suốt đêm lên đường tới rồi Giao Long Thành. Đương nhiên huyền Châu Kim ra cũng lần nữa phái người đi tới rồi, dù sao Kim Khang Hồng bản mệnh ngọc bài vỡ vụn, hắn lấy tư cách huyền Châu Kim ra lão tổ một trong, huyền Châu Kim ra lửa giận là càng thêm thịnh vượng. Mà Diệp Thần phong thân vì chuyện này thúc đẩy người, hắn căn bản như một người không có chuyện gì như thế giờ khắc này giao long thành ngoài trang viên nơi nào đó tối tăm bên trong góc long văn thạch lần nữa khôi phục hình người hắn và nghiêu lão ánh mắt như ngừng lại trước mặt diệp thần phong trên người diệp thần phong đang suy tư chỉ chốc lát sau hỏi hai người các ngươi có tính toán gì hay không các ngươi là chuẩn bị đi theo ta đâu này vẫn là nghiêu lão cung kính hồi đáp tộc trưởng lão nghiêu ta nghĩ đi về trước vừa thấy chuyến, trước đó ta một mực được nhốt ở khốn thú trong rừng rậm. Nói xong, nghiêu lão trong tay xuất hiện một khối màu trắng ngọc bài, hắn tiếp tục nói, tộc trưởng, khối ngọc này bài lý mặt ghi chép, chúng ta một nhà nơi ở, năm đó phụ thân ta cũng là ở nơi đó trong lúc vô tình ngâm long huyết trì, nếu như không có cụ thể bản đồ, muốn tìm được chúng ta nơi đó là phi thường khó khăn. Khối ngọc này trong bài liền khắc lục cụ thể bản đồ, Diệp Thần Phong đem Ngưu lão trong tay ngọc bài nhận lấy, hắn biết Ngưu lão cũng xác thực hẳn là phải về đi xem một chút, hắn sau cũng phải rút thời gian đi một chuyến Ngưu lão bọn hắn nơi đó bên trong, hắn nhất định muốn đi tận mắt nhìn nơi Long huyết trì vị trí. Diệp Thần Phong gật đầu nói, "Ngưu lão, vậy ngươi sau khi trở về, ngươi liền ở trong nhà mình chờ ta đi, sau ta sẽ đi các ngươi nơi đó một chuyến." Ngưu lão một mực cung kính nói, "Tốt, tộc trưởng Tại nhiêu lão trả lời sau đó Long Văn Thạch cũng mở miệng Tộc trưởng hôm nay ở nơi này giết nhiều người như vậy nhất định sẽ cho ngài đưa tới phiền toái. Bất quá đêm nay chuyện này ta sẽ nhận lãnh tới. Thấy Diệp Thần Phong muốn mở miệng từ chối Long Văn Thạch lập tức nói rằng Tộc trưởng ta biết ngươi là một cái trọng tình nghĩa người nhưng chuyện này mời Tộc trưởng ngài thỏa mãn ta. Tuy nói trang viên này người xung quanh toàn bộ rời khỏi rồi nhưng chúng ta đoạn đường này chạy như bay tới giao long bên trong tòa long thành rất nhiều người tu luyện đều phát hiện được ta hình bóng rồi. Thân phận của ta chỉ cần bọn hắn động não suy nghĩ một chút, bọn hắn rất nhanh có thể đủ đoán được, những người tu luyện kia đoán chừng đều sẽ cho rằng người nơi này toàn bộ là ta giết. Ta cũng căn bản không để ý những này, ta chọn vẹn bị trấn áp hơn 2.000 năm. Trong cơ thể ta lệ khí không phải một sớm một chiều có thể phóng thích xong, ta hiện tại tốt nhất những người tu luyện kia đều đến siêu tầm ta, bây giờ ta chỉ có thông qua không ngừng giết. Giết thảm, ta mới có thể đem trong cơ thể động lại lệ khí cùng lửa giận từ từ xua tan mất. Chuyện này kính xin tộc trưởng ngài nghe ta, ta có thể ở trong bóng tối tìm kiếm long tộc huyết mạch manh mối, mà tộc trưởng ngươi có thể ở ngoài sáng tìm kiếm, chúng ta một cái ở trong tối, một cái ở ngoài sáng, như vậy mới là đối ta nhóm có lợi nhất. Diệp thần phong thấy long văn thạch thái độ kiên quyết, hắn biết đêm nay động tĩnh khiến cho quá lớn hơn, Giao Long bên trong tòa Long Thành rất nhiều người khẳng định đều chú ý tới Long Văn Thạch này con giao long rồi, bên trong trang viên chết rồi nhiều như vậy tông môn người. Rất nhiều người đều sẽ thành tất cả những thứ này liên lạc với Long Văn Thạch trên người, điểm này Diệp Thần Phong bọn họ đều là không cách nào thay đổi. Hơn nữa Diệp Thần Phong cũng không thể không vì Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt gốc người cân nhắc, xem ra hiện tại chỉ có thể tạm thời tiếp thu Long Văn Thạch ý kiến rồi. Long Văn Thạch tiếp tục nói, tộc trưởng Kế tiếp ta khả năng hội đi một chuyến trung châu, ta đối ngự linh tông, thánh ma tông cùng trung châu kim ra là hận thấu xương, ta tuy rằng tạm thời vẫn không có thực lực đem ba người bọn hắn tông môn hủy diệt, nhưng ta cũng sẽ không khiến bọn hắn dễ chịu. Diệp thần phong nghe vậy, hắn nói ra, văn thạch, tự coi như người đi hướng trung châu rồi, người cũng không thể vọt thẳng vào này ba cái thế lực bên trong, chỉ có thể ở cái này ba cái thế lực chu vi, giết chết một ít suất đến rèn luyện đệ tử dù sao Trung Châu trong thế lực khẳng định có thực lực tại ngươi bên trên cường giả. Ta có thể cam đoan trong vòng 3 năm, ta tuyệt đối sẽ làm cho này ba cái thế lực ở chính giữa châu biến mất, cho nên ngươi nhất định muốn tỉnh táo một chút. Long Văn Thạch nói ra, tộc trưởng, ngài yên tâm đi, ta không phải người không có đầu óc, lần này ta rời đi muốn dùng tìm kiếm Long Tộc còn lại huyết mạch làm chủ. Diệp Thần Phong nói ra, đúng rồi, Văn Thạch, người khi đó vì sao lại bị chân áp? có còn hay không còn lại long tộc chi người cùng ngươi đồng thời. Long văn thạch thở dài, nói ra tộc trưởng, ban đầu ở viễn cổ thời đại sơ kỳ, chúng ta long tộc do đỉnh phong đến xa sút do vạn tộc đứng đầu đến lui ra này mảnh võ đài của thế giới, theo nói chúng ta long tộc nhận lấy trời cao nguyền rủa trong long tộc cường giả dồn dập vẫn lạc. Vì tìm kiếm đến phá tan nguyền rủa phương thức, trong long tộc chuyên môn phái ra hai nhóm người phân công nhau ẩn cư, một bên ẩn cư, một bên thăm dò cái kia cái gọi là nguyền rùa. Tổ tiên của ta chính là trong đó một nhóm người bên trong, chúng ta cũng không biết mặt khác một nhóm người tin tức, chúng ta đều là từng người ẩn cư, từng người phát triển, từ viễn cổ thời đại sơ kỳ sau đó chúng ta liền cơ hồ không xuất hiện tại còn lại người tu luyện trong tầm mắt rồi, chúng ta một mực phi thường điệu thấp làm việc. Chúng ta mỗi một quãng thời gian đều sẽ đổi chỗ khác ẩn cư, chỗ bằng vào chúng ta cũng không hề cụ thể ẩn cư địa điểm, tại hơn 2.000 năm trước, chúng ta nhóm người này vừa vặn lại phải thay đổi một cái ẩn cư địa phương. Ở nửa đường thượng lúc nghỉ ngơi, ta muốn đi chung quanh một chút, sau đó bởi vì đủ loại bất ngờ, dĩ nhiên bị người phát hiện ta chính là long tộc người, long tộc đối với còn lại người tu luyện tới nói luôn luôn là phi thường thần bí. Kết quả là, rất nhiều người tu luyện đều muốn bắt ta, khi đó ta cũng biết chính mình xông ra mầm họa, người long tộc thực lực đã từ lâu không còn nữa viễn cổ thời đại sơ kỳ rồi. Ta không muốn cho long tộc những người còn lại mang đến phiền phức, cho nên ta một đường đem những người này dẫn ra rồi. Nhưng ai biết người tu luyện là đổ xô tới, ta căn bản không có thoát thân cơ hội. Cuối cùng tại ngữ linh tông, Thánh Ma Tông cùng Trung Châu Kim ra 10 tên thiên thần cảnh 7 tầng cường giả vây công dưới, ta bị bọn hắn bắt sống xuống, một cái chân áp liền đem ta chân áp hơn 2.000 năm, trong quá trình này, ta tự ngang ngửa cho bọn họ nuôi dã thú, bọn hắn bất cứ lúc nào có thể lấy ra máu tươi của ta cùng xương. Nghe xong Long Văn Thạch lời nói sau, Diệp Thần Phong trầm mặc một hồi sau đó hắn nói ra, nói như vậy tại bây giờ cái thời đại này Long Tộc còn sót lại hai nhóm huyết mạch, các ngươi một cái phê Long Tộc huyết mạch hẳn là ẩn cư trên trời huyền giới một nơi nào đó. Mà một nhóm khác Long Tộc huyết mạch theo lý tới nói cần phải cũng trên trời huyền giới. Long Văn Thạch gật đầu nói, tộc trưởng, suy đoán của ngươi đúng là không có sai, ta có thể khẳng định một điểm, chúng ta một cái phê long tộc huyết mạch hẳn là trên trời huyền giới, về phần một nhóm khác long tộc huyết mạch, bọn họ là chết. Hay sống, ta cũng không biết, ta có thể đi trước đã từng chúng ta ẩn cư qua địa điểm nhìn xem, hay là có thể tại những địa phương kia tìm tới một ít đầu mối. Diệp thần phong nói ra, được, vậy chính ngươi phải chú ý an toàn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta tiếp đó sẽ đi trước Huyền Châu, sau đó lại đến Trung Châu, ta là đi tham gia thiên huyền thịnh điển, các ngươi nếu như có chuyện muốn tìm ta, hẳn là sẽ không quá phiền toái. Long Văn Thạch nói ra, tộc trưởng, vậy chúng ta liền tạm thời phân biệt đi. Ngài là chúng ta Long tộc đời thứ ba tộc trưởng, ta tin tưởng Long tộc hội trong tay ngài tái hiện huy hoàng. Nghiêu lão cũng mở miệng nói, tộc trưởng, ta cũng rời khỏi, ta chờ ngươi tới chỗ ta ở, Đến lúc đó cha của ta bọn hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Diệp Thần Phong tại dặn dò hai người bọn họ tất cả phải cẩn thận sau đó Ngưu lão cùng Long Văn Thạch rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Đồng thời Diệp Thần Phong cũng ở trong lòng đã quyết định quyết định, hắn sớm muộn cũng có một ngày hội chấn chỉnh lại Long tộc. Bây giờ hắn hai cái mục tiêu lớn chính là đến sống mãi cùng chấn chỉnh lại Long tộc. Diệp Thần Phong cũng một lần nữa hướng về bên trong trang viên đi đến tại trở về thanh nguyệt tông sân lúc diệp thần phong nhìn thấy tiết huyền tình các loại tất cả mọi người vẫn là đứng trong sân hắn biết hiện tại nhất định muốn bắt tay xử lý chuyện nơi đây rồi dù sao thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt gốc vẫn có rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử hắn không thể đem những người này toàn bộ đưa vào bên trong tiểu thế giới chứ cho nên trước mắt nhất định muốn lập tức đi chữa trị xong tiêu vĩnh chiến như vậy bọn hắn thì có thể đi huyền châu thuận lợi tham gia thiên huyền thịnh điển rồi chỉ cần đi tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển, hẳn là sẽ không có người dám công khai đối với bọn họ động thủ. Chuyện tối hôm nay thuần túy là các loại bất ngờ bên dưới đưa đến, nếu như Tiêu Vĩnh Chiến không có hôn mê lời nói, như vậy cho Kim Khang Hồng 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Thanh Nguyệt Tông động thủ. Chương 1954, cái mạng này sẽ là của ngươi. Diệp Thần Phong trở về sân sau đó hắn trực tiếp nói thẳng ý nghĩ của mình. Ở đây Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá biết Diệp Thần Phong là tam phẩm luyện dược sư, mà Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân biết Diệp Thần Phong là ngũ phẩm luyện dược sư, về phần những người khác tạm thời đều còn không biết Diệp Thần Phong là luyện dược sư đây này. Bất quá, trước đó Diệp Thần Phong giúp Thanh Nguyệt Tông trưởng lão cùng đệ tử hóa giải huyết khô xương vỡ, Dương Hạo Thiên đám người tuy rằng còn không biết Diệp Thần Phong là luyện dược sư, nhưng bọn họ một lần lại một lần kiến thức qua Diệp Thần Phong thần kỳ. Bây giờ nghe nói Diệp Thần Phong muốn đi cứu trị Tiêu Vĩnh Chiến, Dương Hạo Thiên nói ra, Thần Phong, này ngược lại là một cái biện pháp không tệ, chỉ cần ngươi cứu chữa tốt Tiêu Vĩnh Chiến, như vậy ngươi chính là Tiêu Vĩnh Chiến ân nhân rồi, chuyện đêm nay hẳn là liền dễ làm rồi. Những người còn lại cũng dồn dập tán thành Diệp Thần Phong ý nghĩ này, bất quá, Tuyết Nguyệt Cốc Tông chủ Lâm An Tuyết, người do dự nói ra, Tiêu Vĩnh Chiến tình huống phi thường không ổn, người có tự tin trăm phần trăm cứu trị tốt hắn sao? nếu như chữa lợn lành thành lợn què sẽ không tốt. Lâm An Tuyết đối Diệp Thần Phong hiểu rõ là ít nhất, chẳng trách người sẽ đưa ra như vậy nghi vấn đến rồi, điều này cũng không có thể trách nàng. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, không thử một lần làm sao biết đâu này. Bây giờ Tiêu Vĩnh Chiến đã chuyển ra trang viên, lập tức đi thăm dò suốt Tiêu Vĩnh Chiến hiện tại chỗ ở địa phương, ta nhất định phải mau chóng cùng Tiêu Vĩnh Chiến gặp mặt một lần. Tuy nói bên trong trang viên tất cả đại tông môn người tu luyện đều đã bị chết, nhưng bên trong trang viên một ít hạ nhân chưa có tới tham gia trò vui, nhất định là có người biết Tiêu Vĩnh Chiến bây giờ chỗ ở địa phương. Khi nghe đến Diệp Thần Phong sau khi phân phó, Dương Hạo Thiên đám người lập tức ra ngoài dò xét, ước chừng nửa giờ sau, Dương Hạo Thiên bọn hắn sẽ trở lại rồi. Dương Hạo Thiên bọn hắn quả nhiên dò xét ra được Tiêu Vĩnh Chiến bây giờ nơi ở. Diệp thần phong tại biết vị trí cụ thể sau đó hắn nói ra, các người đều ở lại trong trang viên là được rồi, ta một người đi một chuyến. Tiêu Vĩnh Chiến bây giờ nơi ở tại Giao Long Thành Bắc mặt một chỗ an tĩnh trong trạch viện. Tại trạch viện bốn phía trên vách tường khắc họa từng cái từng cái tụ linh trận, linh khí chung quanh đều tại hướng về cái này trạch viện hội tụ. Ở cái này trong trạch viện trả trồng các loại linh thảo, nhàn nhạt, nhạt linh thảo mùi thơm ngát lượn lờ ở trong không khí. Tại Diệp Thần Phong đi tới chỗ ở cửa viện thời điểm, một vệt bóng người bỗng nhiên tại Diệp Thần Phong trước mặt hiện lên, này lau người bóng liền là phụ trách chăm non Tiêu Vĩnh Chiến địa thần cảnh lão giả. Tên này địa thần cảnh lão giả trực tiếp ngăn cản Diệp Thần Phong đường đi, mặt không thay đổi nói ra, nhanh chóng cho ta nhanh chóng rời đi. Nếu không phải đừng trách lão phu ta không khách khí. Diệp Thần Phong đại thể có thể suy đoán ra thân phận của tên lão giả này hắn trực tiếp nói, người thật sự không cho ta đi vào. Ta là tới trị liệu tiêu vĩnh chiến, hắn chỉ còn dư lại năm tháng mệnh, nếu như không có của ta cứu trị, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Địa thần cảnh lão giả nhìn xem diệp thần phong cực độ tự tin dáng dấp, thần sắc của hắn trở nên hồ nghi lên. Luyện dược sư vẫn không có chạy tới nơi này, tiêu vĩnh chiến một mực hôn mê bất tỉnh, trong lòng của hắn cũng phi thường sốt ruột nhưng hắn rõ ràng cảm thấy trước mặt người thanh niên này thực lực, đặc biệt là đối trên mặt chữ điền tự tin biểu lộ, này làm cho nội tâm của hắn có phần dao động, mà Diệp Thần Phong tiếp tục nói yên tâm, ta tuyệt đối không có ác ý, ta cũng là tới tham gia thiên huyền thịnh điển, ta là thanh nguyệt tông đệ tử. Tại nói ra thân phận của mình sau, địa thần cảnh lão giả nghi ngờ tiêu trừ mấy phần, cuối cùng hắn cắn răng một cái nói ra, người có thể đi vào cho thiếu gia thử trị liệu một cái, nhưng nếu như tại ngươi trị liệu xong, thiếu ra tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt, trái lại chuyển biến xấu rồi, như vậy người ứng với nên biết mình kết quả. Địa thần cảnh lão giả hiện tại không lo được nhiều như vậy, luyện dược sư chậm chạp các loại không đến, có hắn ở bên cạnh, hắn tuyệt đối có lòng tin bảo vệ tốt tiêu vĩnh chiến. Cho nên hắn dự định đánh cược một lần, dù sao Diệp Thần Phong biểu lộ ra hết thảy đều quá mức tự tin rồi. Diệp Thần Phong chỉ là gật gật đầu. Ở đằng kia danh địa thần cảnh lão giả dưới sự hướng dẫn, hắn bước chân vào trạch viện bên trong, không bao lâu thời gian, hắn liền đi vào trong một gian phòng. Ở trong phòng đốt một chiếc đèn, tiêu vĩnh chiến chính không nhúc nhích nằm, hắn trong lỗ mũi hô hấp phi thường suy yếu, cả người trạng thái cũng thập phần không tốt. Địa thần cảnh lão giả như tựa như đề phòng cướp đề phòng diệp thần phong, chỉ cần diệp thần phong có bất kỳ không ổn nào cử hành, chỉ sợ hắn hội lập tức đem diệp thần phong cho đánh chết tại chỗ. Diệp thần phong bình thản nói ra, ta hiện tại lập tức đem hắn cứu tỉnh, ta khả năng hội chạm vào thân thể của hắn, ta sẽ không nắm tính mạng của mình đùa giỡn. Địa thần cảnh lão giả khẽ gật đầu, tính là đồng ý Diệp Thần Phong tiến hành động tác kế tiếp rồi. Bất quá, tên này địa thần cảnh lão giả trong con ngươi lại tràn đầy ngạc nhiên, trước hắn tra xét qua tiêu vĩnh chiến thân thể, cũng cho tiêu vĩnh chiến phục dụng ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm đan dược, nhưng tiêu vĩnh chiến căn bản không tỉnh lại nữa xu thế. Tuy rằng địa thần cảnh lão giả trước đó để thành chủ vương lập nguyên đi mời tứ phẩm trở lên luyện dược sư rồi, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng lấy tiêu vĩnh chiến tình huống như thế, e sợ thất phẩm, thậm chí là bát phẩm luyện dược sư cũng không làm nên chuyện gì rồi. Trước đó sớm đã có bát phẩm luyện dược sư giúp tiêu vĩnh chiến nhìn rồi, dù sao Trung Châu tiêu ra cũng coi như là một cái không kém thế lực, Yếu mời luyện dược các bát phẩm luyện dược sư nhìn một chút ngược lại cũng có cái này mặt mũi. Diệp Thần Phong đương nhiên không biết thần cảnh lão giả ý nghĩ, lão Bạch cùng lão Hắc đã sớm cho hắn phân tích một lần Tiêu Vĩnh chiến tình huống rồi, đồng thời đem làm sao cứu tỉnh Tiêu Vĩnh chiến nói cho hắn. Diệp Thần Phong đi tới Tiêu Vĩnh chiến bên cạnh, ngón tay nhanh chóng đè xuống Tiêu Vĩnh chiến trái tim chu vi mấy cái huyệt vị, đem linh khí nhanh chóng truyền vào trong đó. Một bên địa thần cảnh lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái kia trái tim chung quanh mấy cái huyệt vị không phải là có thể ấn loạn, rất có thể sẽ dẫn đến Tiêu Vĩnh Chiến lập tức đi đời nhà ma, nhưng tại hắn muốn động thủ thời điểm. Phốc, một tiếng. Một cái dòng máu màu đen từ Tiêu Vĩnh Chiến trong miệng phun ra ngoài, sát theo đó, Tiêu Vĩnh Chiến dĩ nhiên từ từ mở mắt ra, hắn nghi hoặc nhìn trước mặt Diệp Thần Phong, cuối cùng đưa mắt như ngừng lại địa thần cảnh trên người ông lão tên kia địa thần cảnh lão giả hiện tại rốt cuộc tán đồng diệp thần phong rồi, hắn lập tức đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Tiêu Vĩnh Chiến nhìn xem diệp thần phong, nói ra, không nghĩ tới người còn có bản lãnh như vậy. Có thể đem ta cứu tỉnh đã tốt vô cùng, có thể là ông trời đối với ta bất mãn đi. Để cho ta cuối cùng rơi vào bộ dáng này. Diệp thần phong bình thản nói ra, không phải ông trời đối với người bất mãn, là người chúng độc, hơn nữa không phải phổ thông độc vừa vận kịch độc đã bế tắc tiêu vĩnh chiến tâm mạch rồi quan trọng nhất là loại kịch độc này trong tình huống bình thường căn bản vô pháp khiến người ta phát hiện liền chúng liền độc người tự thân cũng không phát hiện được mình là chúng độc hơn nữa loại kịch độc này phổ thông giải độc đan căn bản vô pháp hóa giải có thể hóa giải loại kịch độc này giải độc đan đã sớm trên trời huyền giới thất truyền loại kịch độc này cần phải cũng đã sớm biến mất ở thiên huyền giới được rồi cho nên bây giờ cái thời đại này luyện dược sư căn bản không phát hiện được tiêu vĩnh chiến là chúng độc. tiêu vĩnh chiến cao mày hỏi hắn người nói ta là chúng độc. tại tiêu vĩnh chiến trả chưa kịp phản ứng thời khắc diệp thần phong ánh mắt nhìn về phía tiêu vĩnh chiến hông của giữa trực tiếp đem bên hông hắn một cái túi thơm kéo xuống ngón tay vạch một cái từ túi thơm bên trong lập tức giải rác một loại màu xanh lục bột phấn này bột phấn có một loại tương tự hoa lan hương vị. Diệp thần phong không để ý đến tiêu vĩnh chiến trên mặt mơ hồ thần sắc tức giận, hắn trực tiếp nói, loại này bột phấn chính là thiên hương độc, đây là viễn cổ thời đại một loại kịch độc, tại bây giờ thiên huyền giới hẳn là đã sớm thất truyền rồi, có người chuyên môn vì ngươi thu thập đến loại kịch độc này, xem ra bọn hắn vì để cho ngươi chết, thật đúng là nhọc lòng rồi. Ngày như vậy hương độc nghe thấy thêm mấy ngày cơ hồ không sẽ trúng độc, nhưng nếu như mỗi ngày mỗi đêm đều phải văn lời nói, như vậy liền hội tại bên trong thân thể sản sinh một loại độc tố. Loại độc tố này không dễ bị người phát hiện, cho dù thân thể xảy ra vấn đề rồi, cũng cơ bản không sẽ cùng chúng độc liên lạc với đồng thời. Chúng độc người trên người sẽ không chút nào xuất hiện dấu hiệu chúng độc, chỉ là tình trạng cơ thể hội càng ngày càng kém. Người suy nghĩ kỹ một chút. Thân thể của ngươi phải hay không từ đeo cái này túi thơm sau mới chậm rãi bắt đầu xảy ra vấn đề nguyên bản đối với diệp thần phong hành vi tức giận tiêu vĩnh chiến trên mặt hắn vẫn nộ biến mất không còn chút nào thay vào đó là một vệt không dám tin tưởng hiện tại cẩn thận nghĩ đến đích thật là bởi vì đeo cái này túi thơm sau thân thể của hắn mới bắt đầu chậm rãi xuất hiện các loại tình hình mà cái này túi thơm chính là là thê tử của hắn đưa cho hắn tại sao lại như vậy thê tử của hắn tại sao phải hại hắn tiêu vĩnh chiến trong đầu không ngừng suy tư ở chính giữa châu tiêu gia bên trong, trừ hắn ra có hy vọng nhất trở thành kế tiếp nhiệm gia chủ ở ngoài, còn có thúc thúc hắn nhi tử tiêu cát phàm, thiên phú và hắn không phân cao thấp, này tiêu cát phàm cũng có khả năng sẽ trở thành kế tiếp nhiệm gia chủ. Hơn nữa lúc trước tiêu vĩnh chiến trong lúc vô tình đã được biết đến một cái buồn cười tin tức, đó chính là hắn thê tử đồn đãi cùng tiêu cát phàm đi rất gần, này làm cho ngay lúc đó tiêu vĩnh chiến chỉ là cười cười một chút. Nhưng bây giờ, Tiêu Vĩnh Chiến cảm giác mình giống như là một kẻ ngu ngốc, hắn con ngươi trong nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh, nguyên bản hắn trả lấy vì thân thể của mình là thiên tai, hiện tại biết rồi nguyên nhân sau đó trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm, hắn tuyệt đối không thể cứ thế mà chết đi, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hỏi, ngươi có thể cứu ta sao? Nếu như ngươi có thể cứu ta, như vậy từ nay về sau, ta Tiêu Vĩnh Chiến cái mạng này cũng là của ngươi chương 1955, trị liệu, cầu thả. Diệp thần phong muốn chính là tiêu vĩnh chiến câu nói này. Hắn ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, trong cơ thể hắn kịch. Độc phải như thế nào hóa giải? Lão bạch ngô phong dỗi rảnh hồi đáp, hóa giải loại này kịch. Độc giải độc đan, tuy nhiên tại bây giờ thiên huyền giới thất truyền, nhưng là ta trong tay liền có loại này giải độc đan đan phương. Bất quá, Loại này giải độc đan chính là thất phẩm đan dược, dùng ngươi bây giờ chế thuốc trình độ là tuyệt đối luyện chế không ra, còn nữa loại này giải độc đan cần linh thảo cực kỳ khó mà tìm được, cho nên ngươi trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng luyện chế ra loại này giải độc đan. Hiện tại ngươi chỉ có hai loại khác biện pháp, loại thứ nhất biện pháp yêu cầu bên trong cơ thể ngươi rất nhiều thần huyết, dựa vào thần huyết giúp hắn trừ đi độc trong người. Chay, dù sao hắn trúng độc đã lâu, độc chay đã sớm sâu tận xương tủy rồi, mức tiêu hao này bên trong cơ thể ngươi đại lượng thần huyết phương pháp xử lý, có thể làm cho hắn tại hai canh giờ bên trong liền khôi phục. Một biện pháp khác yêu cầu bên trong cơ thể người số ít thần huyết, sau đó còn cần 10 loại linh thảo, khiến hắn ngâm tại trong nước nóng, đem linh thảo dược lực trong nước nóng thôi phát, lại lợi dụng 77 chín căn ngân châm, đánh ở trên người hắn 49 cái huyệt vị bên trong, ở trong đó năm cái ngân châm bên trong dẫn vào năm giọt thần huyết. Dựa vào thần huyết, ngân châm cùng dược vật, đem trong cơ thể hắn độc. Chai toàn bộ dẫn dắt đi ra, bất quá, cái biện pháp này tốn thời gian tương đối dài, yêu cầu trọn vẹn 3 ngày 3 đêm ngâm, mới có thể đem trong cơ thể hắn độc. Chai toàn bộ dẫn dắt đi ra ngoài. Đang nghe Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh giải thích sau đó Diệp Thần Phong không chút do dự lựa chọn loại thứ hai, hắn cũng không muốn lãng phí trong cơ thể rất nhiều thần huyết dù sao chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi diệp thần phong nhìn vẻ mặt không cam lòng tiêu vĩnh chiến hắn hầu như có thể đoán được tiêu vĩnh chiến trên người túi thơm lai lịch nếu tiêu vĩnh chiến lao thẳng đến túi thơm tùy thân mang theo như vậy cái này túi thơm nhất định là sự âu yếm của hắn người đưa cho hắn thậm chí có thể là thê tử của hắn diệp thần phong gật đầu nói ta là có biện pháp cứu ngươi một mạng hắn nhìn ra được ngươi không phải là loại kia nói không giữ lời tiểu nhân, nhớ kỹ ngươi đã nói qua. Tiêu Vĩnh Chiến khi biết Diệp Thần Phong thật sự có biện pháp sau, hắn không chút do dự nói ra, tiểu huynh đệ, ta Tiêu Vĩnh Chiến chưa bao giờ hội thất tín với người, về sau chỉ cần ta Tiêu Vĩnh Chiến còn sống. Ta nguyện ý vì tiểu huynh đệ ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Một bên địa thần cảnh lão giả nhìn thấy trước mặt tình cảnh này, hắn nét mặt già nua là không ngừng co quắp. Hắn nhưng phi thường rõ ràng Tiêu Vĩnh Chiến tại Tiêu gia địa vị, chỉ là những năm này thân thể trạng thái càng ngày càng không xong, Tiêu Vĩnh Chiến mới chậm rãi chịu đến lạnh nhạt. Diệp Thần Phong tìm một tờ giấy trắng, trực tiếp bút lớn vung lên một cái. Ở trên giấy trắng viết 10 loại linh thảo danh xưng, đối với tên kia Địa Thần Cảnh lão giả, nói ra, lập tức thanh này 10 loại linh thảo tìm cho ta đến. Tiếp nhận giấy trắng Địa Thần Cảnh lão giả hắn nhìn một lần sau đó hắn từ chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong, lấy ra trên giấy trắng năm loại linh thảo, sau đó, Tiêu Vĩnh Chiến xem qua giấy trắng sau đó hắn cũng từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra bốn loại linh thảo. Bây giờ chỉ thiếu thiếu loại cuối cùng linh thảo rồi. Tên kia địa thần cảnh lão giả lập tức xuất đi tìm loại cuối cùng linh thảo rồi, dù sao tại giao long bên trong tòa long thành cũng là có rất nhiều buôn bán linh thảo cửa hàng. Trên đất thần cảnh lão giả đi tìm loại cuối cùng linh thảo thời điểm, Diệp Thần Phong tìm tới một cái rửa giấy dùng thùng gỗ lớn. Ở cái này trong thùng gỗ to tràn đầy nước nóng. Đang chờ sau mấy tiếng, sắc trời bên ngoài cũng đã sáng rồi. Tên kia địa thần cảnh lão giả thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trong phòng, đương nhiên hắn cũng là thuận lợi tìm đến cuối cùng một loại linh thảo. Cũng may Diệp Thần Phong cần những linh thảo này cũng không phải quá mức hiếm thấy. Tại 10 loại cần linh thảo đều đầy đủ hết sau. Diệp thần phong bàn tay phải đặt tại vải nước bên trên, bởi vì trong thùng gỗ nước nóng có chút nguội mất, cho nên diệp thần phong phải dùng linh khí đi đun nóng. Tại trị liệu trong quá trình này, trong thùng gỗ nước nóng nhất định muốn duy trì tại nhất định nhiệt độ. Hơn nữa không thể dùng hỏa diễm đun nóng, chỉ có thể dùng được linh khí đi đun nóng. Tại đem nước nóng đun nóng đã đến trình độ nhất định sau. Diệp thần phong đem 10 loại linh thảo hỗn hợp lại cùng nhau đập nát rồi, sau đó đem hỗn hợp đập nát 10 loại linh thảo để vào vải nước bên trong. Diệp thần phong bàn tay phải trước sau đặt tại vải nước bên trên, linh khí đều đều khi tiến vào trong thùng gỗ duy trì nước ấm, đương nhiên linh khí này ngoại trừ có duy trì nước ấm hiệu quả bên ngoài, còn có thôi phát linh thảo bên trong dược lực hiệu quả. Lại sau nửa giờ, 10 loại linh thảo dược lực hoàn toàn cùng thủy dung hợp lại cùng nhau. Diệp thần phong đối với tiêu vĩnh chiến nói ra, người có thể tiến vào vải nước bên trong rồi. Sau đó, hắn rồi hướng địa thần cảnh lão giả, nói ra, người đi bên ngoài thay chúng ta canh gác, lần này trị liệu thời gian yêu cầu 3 ngày 3 đêm, tại này 3 ngày 3 đêm bên trong, không thể có người bất luận người nào tới quấy giày. Tên kia địa thần cảnh lão giả đang nhìn đến tiêu vĩnh chiến gật đầu sau đó hắn lập tức cung kính thối lui ra khỏi gian phòng, sau đó đem cửa phòng đóng lại rồi. Tiêu vĩnh chiến nhìn xem trong thùng gỗ màu xanh ra trời nước, hắn không do dự liền tiến vào trong thùng gỗ, sau đó đem quần áo của mình cởi ra. Diệp thần phong tay phải không thể thoát ly vại nước, trong tay trái đột nhiên xuất hiện một cái châm cứu bao, hắn nói ra kế tiếp ba ngày ba đêm, ta sẽ đem người độc trong người. Chay cho dẫn dắt đi ra ngoài, này bài độc quá trình có thể có chút thống khổ, người nhất định phải nhẫn nhịn. Tiêu Vĩnh Chiến kiên định nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta Tiêu Vĩnh Chiến tốt xấu cũng là thiên thần cảnh cường giả, tại trên con đường tu luyện, ta nếm qua thống khổ nhiều lắm, ngươi liền yên tâm động thủ đi. Hiện tại Diệp Thần Phong chỉ có thể tay trái một tay ghim kim rồi, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh đã đem yêu cầu đâm vào huyệt vị toàn bộ nói cho hắn. Diệp Thần Phong tay trái nhanh chóng từ châm cứu trong bọc, rút ra một cái lại một cái ngân châm. Mỗi lần nắm một cái ngân châm, tại linh khí truyền vào ngân châm bên trong thời điểm, cả cây ngân châm liền sẽ trên không trung rung rung lên. Diệp thần phong châm cứu trình độ là không lời nói, 7749 căn ngân châm ở trong tay hắn là nước chảy mây trôi. Chỉ là trong chớp mắt, 49 căn ngân châm liền đâm vào tiêu vĩnh chiến 49 cái huyệt vị bên trong. Bởi tiêu vĩnh chiến là đưa lưng về phía Diệp thần phong, cho nên hắn không nhìn thấy Diệp thần phong nhất cử nhất động. Diệp thần phong đem tay trái mình ngón trỏ bị rạch rách rồi, bên trong thân thể vi vi đã vận hành lên thần huyết quyết một giọt lại một giọt màu vàng thần huyết, từ hắn ngón trỏ trong vết thương giọt đi ra. Năm giọt thần huyết nhỏ ở trong đó năm cái trên ngân châm, thông qua ngân châm, Diệp Thần Phong đem năm giọt thần huyết bước vào tiêu vĩnh chiến trong cơ thể. Tại năm giọt thần huyết tiến vào tiêu vĩnh chiến trong cơ thể sau đó hiện tại Diệp Thần Phong chỉ cần duy trì hảo thủy ôn, chờ thêm 3 ngày 3 đêm là được rồi. Mà ở Diệp Thần Phong cho tiêu vĩnh chiến trị liệu thiên hương độc thời điểm, Khoảng cách Giao Long Thành có 3 đến 4 ngày lộ trình một chỗ trong rừng cây. Một nam một nữ từ trong rừng cây đi ra, nam nhìn qua cùng Tiêu Vĩnh Chiến tuổi tác sắp xỉ, liền ngay cả tướng mạo cùng Tiêu Vĩnh Chiến cũng có một chút tương tự. Nữ thì còn lại là mặc một bộ màu xanh lam sợi tơ quần áo, dáng dấp khá là đẹp. Tươi đẹp động lòng người, nhất cử nhất động giữa đều tràn đầy thành thục ý nhị. Nam này chính là Tiêu Vĩnh Chiến thúc thúc nhi tử Tiêu Cát Phàm kế tiếp nhiệm gia chủ vị trí mạnh mẽ tranh cử nhân chi một, một thân thực lực tại thiên thần cảnh tầng 2 hậu kỳ. Nữ thì còn lại là tiêu vĩnh chiến thê tử liễu ngữ cầm, có thể trở thành tiêu vĩnh chiến thê tử, thiên phú của nàng cùng thực lực khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào, này liễu ngữ cầm thực lực trên đất thần cảnh năm tầng sơ kỳ. Liễu ngữ cầm trắng nón gò má thượng hiện ra đỏ ửng trong lỗ mũi khí tức cũng có chút hỗn loạn, xem ra vừa nãy tiêu cát phàm cùng liễu ngữ cầm tại trong rừng cây khẳng định đang làm gì cầu thả. Mà lại, sự tình, này tiêu cát phàm cùng liễu ngữ cầm đã sớm là lén lén lút lút cùng đi tới. Tiêu Vĩnh Chiến là một người tu luyện cuồng nhân, bình thường phần lớn thời gian đều dùng ở trên việc tu luyện, này liễu ngữ cầm lâu dần liền cô quạnh khó nhịn rồi, cuối cùng được này mặt người lòng thú tiêu cát phàm thừa cơ mà vào. Từ đó về sau, Liễu ngữ cầm là càng ngày càng không thể rời bỏ tiêu cắt phàm rồi, đối tiêu vĩnh chiến cảm tình được từ từ tiêu ma không còn chút nào. Tiêu vĩnh chiến trên người cái kia túi thơm chính là tiêu cắt phàm sai khiến liễu ngữ cầm đưa cho tiêu vĩnh chiến. Cho nên, tiêu cắt phàm đối với tiêu vĩnh chiến tình trạng cơ thể rõ như lòng bàn tay, lần này tiêu cắt phàm đoán chắc tiêu vĩnh chiến nên hôn mê bất tỉnh, thẳng đến 5 tháng sau hoàn toàn đi đời nhà ma. Tại trước đó tiêu vĩnh chiến rời đi Trung Châu, đi tới Linh Châu cùng ngày huyền thịnh biển xứ giả lúc, tiêu cát phàm cũng lén lút mang theo liễu ngữ cầm chạy đến Linh Châu, dọc theo đường đi hai người bọn họ là Du Sơn Ngoạn Thủy. Bọn hắn mục đích lần này mà cũng là giao long thành, bọn hắn vì tận mắt chứng kiến một cái tiêu vĩnh chiến hôn mê tình huống. chương 1956, trợn tròn mắt. Phàm ca, tiêu vĩnh chiến bây giờ có phải không thật sự hội một mực hôn mê bất tỉnh, thẳng đến 5 tháng sau tử vong đến. Liễu ngữ cầm vuốt vuốt có phần sốc xếch sợi tóc hỏi. Tiêu cắt phàm đem liễu ngữ cầm kéo vào trong lồng ngực, nói ra cầm nguội, yên tâm đi, thiên hương độc nhưng là viễn cổ thời đại kịch. Độc, loại này kịch, độc bây giờ cái thời đại này luyện dược sư căn bản không có đã gặp, ta cũng là hoa rất nhiều tâm huyết mới cho tới hôm nay hương độc. Liễu ngữ cầm có phần lo lắng nói ra, phàm ca, nếu như tiêu vĩnh chiến chết rồi, như vậy cuối cùng có thể hay không tra được trên người ta đến. Mấy năm qua tiêu vĩnh chiến tuy rằng càng ngày càng không chịu đến gia tộc coi trọng, nhưng hắn dù sao cũng là đã từng thiên tài. Tiêu cát phàm vuốt ve liễu ngữ cầm sau lưng, nói ra, e sợ trên trời huyền giới tìm không ra phần thứ hai thiên hương độc rồi, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta, chờ lần này chúng ta tại Giao Long Thành nhìn thấy tiêu vĩnh chiến thời điểm, hắn đã là một cái hoạt tử nhân rồi, duy nhất có thể chứng minh hắn còn sống, chỉ là hắn trong lỗ mũi hít thở, hắn căn bản không khả năng tại đã tỉnh lại. Tiêu cắt phàm miệng vi vi ngậm lấy liếu ngữ cầm lỗ tai, nói ra tiêu vĩnh chiến là người trên danh nghĩa nam nhân, lẽ nào ngươi cứ như vậy muốn để hắn chết. Liễu ngữ cầm hướng về tiêu cắt phàm trong lòng ngực chen lấn chen, nói ra ta còn không phải là vì ngươi, vì con của chúng ta ma. Tiêu vĩnh chiến một lòng chỉ có tu luyện, căn bản không nguyện ý rút ra thời gian đi theo ta, ta hiện tại cái này sao làm cũng là vì mình, cho nên hắn tiêu vĩnh chiến nhất định phải chết. Tiêu cát phàm ha ha bắt đầu cười lớn, nói ra tiêu vĩnh chiến đời này thực sự là thất bại tới cực điểm, không chỉ nữ nhân của hắn đã trở thành nữ nhân của ta. liền ngay cả hắn vô cùng thương nhi tử, kỳ thực cũng là của ta nhi tử, thực sự là quá sảng khoái rồi. Cầm nguội, chúng ta không cần phải gấp, một bên du lãm đi ngang qua phong cảnh, một bên chạy đi giao long thành là tốt rồi. Tại tiêu cắt phàm cùng liễu ngữ cầm du sơn ngoạn thủy từ từ tiếp cận giao long thành thời điểm. Giao long thành, tiêu vĩnh chiến trong phòng. Diệp thần phong bàn tay phải một mực đặt tại vại nước bên trên, cuồn cuộn không đoạn linh khí đều đều tràn vào trong thùng gỗ. Trong thùng gỗ trước sau duy trì cùng một cái nhiệt độ, sùng sục, sùng sục không ngừng có bọt khí từ trong đó bốc lên. 77-49 bảy bảy căn ngân châm vững vàng ghim tiêu vĩnh chiến sau lưng tại năm giọt thần huyết cùng trong thùng gỗ dược lực dưới ảnh hưởng. Tiêu Vĩnh Chiến bỗng nhiên có loại đau tận xương cốt cảm giác, dù sao thiên hương độc độc. Chai đã thâm nhập hắn cốt tủy, muốn đem trong cơ thể hắn kịch, độc toàn bộ sắp xếp ra đến, đương nhiên cũng bao quát hắn trong xương tủy độc. Chai được rồi. 7749 căn ngân châm tại Tiêu Vĩnh Chiến huyệt vị bên trong vi vi rung động, này từng cây từng cây ngân châm đang từ từ biến thành màu đen, đợi đến cả cây ngân châm đều biến thành màu đen thời điểm từ ngân châm phần sau tại nhỏ ra một giọt lại một giọt màu đen giọt nước này màu đen giọt nước toàn bộ tích nhập vải nước màu xanh lam trong nước đây mới là bài đọc bắt đầu đây hiện tại tiêu vĩnh chiến mới biết vừa nãy diệp thần phong tại sao phải nhắc nhở hắn thật sự là loại này bài độc quá trình thống khổ tới cực điểm coi như là đã từng lại gian tân tu luyện cũng không có hiện tại thống khổ như vậy thân thể ngâm tại trong thùng gỗ tiêu vĩnh chiến, hắn răng trên răng dưới răng thật chặt cắn, thậm chí có thể nghe được hắn hàm răng ma sát chít lạc, chít lạc thanh âm, trên trán của hắn nổi gân xanh, thân thể khẽ run. Ngực kịch liệt phập phồng, trong lỗ mũi hô hấp cực kỳ gấp gáp. Trong xương tủy đau nhức kích thích tiêu vĩnh chiến mỗi một tế bào cùng mỗi một cái thần kinh não bộ, hắn hai bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu. Ngón tay hoàn toàn lâm vào lòng bàn tay bên trong, máu tươi từ hắn lòng bàn tay trong vết thương không khô chảy mà ra. Bàn tay phải đặt tại vại nước thượng diệp thần phong, hắn nhìn thấy tiêu vĩnh chiến vẻ mặt sau, hắn nói ra, nhớ kỹ người bây giờ thống khổ đi. Khẽ cắn răng chịu đựng được là được rồi, thầm nghĩ trong lòng là ai đem ngươi hại thành bộ dáng này. Tương lai người nhất định phải làm cho bọn hắn triệt để hối hận. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, Tiêu Vĩnh Chiến cảm giác mình quá thất bại thời điểm này lại muốn một người trẻ tuổi đến an ủi mình, bất quá. Trong đầu hắn vẫn là không tự chủ hiện lên tiêu cát phàm cùng liễu ngữ cầm tướng mạo, đặc biệt là thê tử của hắn liễu ngữ cầm, hắn dám vỗ ngực của mình nói, hắn chưa từng làm bất kỳ có lỗi với liễu ngữ cầm sự tình, tại sao liễu ngữ cầm yếu đối với hắn như vậy? Tiêu Vĩnh Chiến đã từng tuy rằng thành phần lớn thời gian tiêu vào trên việc tu luyện, nhưng hắn vẫn là vô cùng yêu thê tử của mình Liễu Ngữ Cầm, chỉ cần hắn đạt được một ít thiên tài địa bảo, hắn tổng hội trước tiên phân cho Liễu Ngữ Cầm, chỉ cần hắn đạt được cao phẩm cấp đan dược, hắn cũng sẽ trước tiên phân cho Liễu Ngữ Cầm. Tiêu Vĩnh Chiến chỉ hy vọng là hắn và Liễu Ngữ Cầm có thể hết khả năng tăng cao thực lực, cao hơn thực lực đại biểu cao hơn tuổi thọ, như vậy bọn hắn tương lai ở chung với nhau thời gian liền khá. Nhưng hắn Tiêu Vĩnh Chiến âu yếm thê tử, không chỉ phản bội hắn, lại vẫn muốn xuống độc hại giết hắn này làm cho trong lòng của hắn một trăm, một ngàn cái, thậm chí là mười ngàn cái không muốn tin tưởng, nhưng sự thực liền bày ở trước mắt, hắn hiện tại không tin cũng không được rồi. Tiêu Vĩnh Chiến vẻ mặt trở nên càng thêm kiên nghị rồi, trong lòng của hắn không cam lòng dường như núi lửa giống như bạo phát ra, hắn dù như thế nào cũng không thể cứ thế mà chết đi, hắn biết tiêu cắt phàm tiếp cận thê tử của hắn, là vì tương lai ngồi trên gia chủ vị trí, như vậy hắn thì càng thêm không thể để tiêu cát phàm thực hiện được rồi. Chỉ là tiêu vĩnh chiến trong đầu không khỏi nghĩ tới hắn cái kia hai tuổi nhi tử, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi con trai của hắn là không phải là mình thân sinh. Nếu như không phải lời nói, như vậy này đối với hắn đã kích liền thực sự quá lớn, quá lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ba ngày ba đêm thời gian một cái chớp mắt đã trôi qua rồi. Bên ngoài phòng sắc trời sáng rõ, Bên trong gian phòng, ngồi ở trong thùng gỗ tiêu vĩnh chiến, tại này ba ngày ba đêm bên trong, hắn là thống khổ chết đi sống lại. Trong thùng gỗ nguyên bản màu lam nhạt nước, bây giờ đã hoàn toàn biến thành đen tuyền được rồi. Nhất cổ mùi hôi thối từ trong thùng gỗ tản mát ra, mà tiêu vĩnh chiến bên trong thân thể thống khổ cũng hầu như biến mất rồi, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt thần sắc nhẹ nhõm hắn rõ ràng cảm thấy bên trong thân thể mình tình huống nguyên bản bên trong thân thể một loạt tình hình, hôm nay là toàn bộ biến mất rồi. Tại này ba ngày ba đêm bên trong, Diệp Thần Phong là một bước cũng không hề rời đi, dù sao tay phải của hắn yếu một mực đặt tại vại nước thượng, đem linh khí cuồn cuộn không đoạn truyền đến vại nước bên trong. Tiêu Vĩnh Chiến bây giờ đối Diệp Thần Phong đúng là tràn đầy cảm kích. Đặc biệt là Diệp Thần Phong ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, chỉ là vì giúp hắn trừ đi độc trong người. Chay, trọng yếu nhất là Diệp Thần Phong thật sự làm được. Tiêu Vĩnh Chiến trước đó nhưng là có bát phẩm luyện dược sư cho hắn nhìn rồi. Nhưng kết quả vẫn là không cách nào trừ tận gốc trong cơ thể hắn tình hình, nhưng đối với một cái niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thanh niên trong tay, dĩ nhiên như kỳ tích nghinh nhận nhi giải. Chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi một điểm. Diệp thần phong thu hồi tay phải của mình bàn tay, tiếp lấy nhanh chóng đem 49 căn ngân châm, từ tiêu vĩnh chiến sau lưng thượng nhổ xuống sau đó hắn nói ra, trải qua này ba ngày ba đêm liên tục bài độc, bên trong cơ thể ngươi độc. Chay sắp xếp đi ra. Tiêu vĩnh chiến lập tức phát ra từ nội tâm cảm kích nói tiểu huynh đệ. Ta tiêu vĩnh chiến cái mạng này là ngươi cứu, ta trước đó nói tuyệt đối sẽ không đổi ý. Về sau của ta cái mạng này cũng là của ngươi. Diệp thần phong gật gật đầu, nói ra chính ngươi quản lý một chút đi. Ta đi ra ngoài trước đi ra khỏi phòng Diệp Thần Phong, hắn thoải mái vươn người một cái, hắn nghe được tại trạch viện ngoài cửa lớn có một ít ẩm ý. Hắn không khỏi hướng về trạch viện bên ngoài đi đến. Mấy ngày nay tên kia địa thần cảnh lão giả, hắn trực tiếp canh giữ ở trạch viện ngoài cửa lớn, đừng nói là khiến người ta tiến vào tiêu vĩnh chiến căn phòng rồi, liền ngay cả khiến người ta tiến vào trong trạch viện cũng không được. Tại trạch viện bên ngoài, tên kia địa thần cảnh lão giả ngăn một nam một nữ, hai người này không phải là tiêu cắt phàm cùng liễu ngữ cầm ma. Hai người bọn họ một đường nhàn nhã đi tới Giao Long Thành, bởi vì tiêu vĩnh chiến trên người có tiêu gia tín vật, tiêu cắt phàm đều là người của tiêu gia, trên người hắn cũng là có tiêu gia tín vật. Dựa vào tín vật ở giữa cảm ứng, bọn hắn thuận lợi tìm đến nơi này. Tên kia địa thần cảnh lão giả, nói ra, bên trong tại trị liệu. Hiện tại không thể để bất luận người nào quấy dày tên này địa thần cảnh lão giả chỉ là trong tiêu ra một tên trưởng lão, hắn chỉ là phụng mệnh trăm non tiêu vĩnh chiến, hắn đương nhiên cũng không dám đắc tội tiêu cát phàm cùng liếu ngữ cầm. Tuy rằng tên này địa thần cảnh lão giả, trước đó khi biết tiêu vĩnh chiến túi thơm có độc sau, trong lòng của hắn cũng suy đoán ra một ít chuyện, nhưng hắn chẳng qua chỉ là một gã trưởng lão mà thôi. Có một số việc không phải hắn có thể đủ quản được, hắn chỉ phải làm tốt ra gia chủ giao cho hắn sự tình là được rồi. Tiêu Cát Phàm được tên này địa thần cảnh lão giả ngăn. Trong lòng của hắn phi thường không sảng khoái, hắn nhìn thấy từ bên trong đi ra Diệp Thần Phong, hắn lập tức chất vấn, không phải nói bên trong tại trị liệu không. Tên tiểu tử này là ai? Hắn bằng cái gì có thể ra ra vào vào? Địa thần cảnh lão giả hồi đáp, hắn liền là phụ trách giúp vĩnh chiến thiếu ra trị liệu người. Khi nghe đến địa thần cảnh lời của lão giả sau, tiêu cắt phàm khuôn mặt lộ ra khinh thường, nhưng càng nhiều hơn chính là đắc ý, hắn cười nói, ngươi không có mù mắt chứ. Dĩ nhiên để một tiểu tử chưa ráo máu đầu cho tiêu vĩnh chiến trị liệu. Nếu như tiêu vĩnh chiến xảy ra vấn đề gì, vì ngươi là hỏi. Liễu ngữ cầm cũng vội vàng nói, ngươi làm sao có thể như thế làm ẩu. Vĩnh chiến vạn nhất có mệnh hệ gì, ta cần phải muốn hướng về trong gia tộc đòi một lời giải thích. Xem ra tiêu cắt phàm cùng liễu ngữ cầm vì dĩ vãng vạn nhất, Bọn hắn tạm thời lại đưa cái này Địa Thần cảnh lão giả cho rằng kẻ thế mạng rồi. Sau đó, không đợi Địa Thần cảnh lão giả nói chuyện, Tiêu Cắt Phàm khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, "Ta hôm nay tâm tình không tệ, ngươi cho ta lập tức tự phế tu vi, sau đó cút đi, như vậy ngươi vẫn có thể sống một mạng, chỉ bằng như ngươi vậy tiểu tử còn muốn đến giả danh lừa bịp." Chính lúc Tiêu Cắt Phàm cùng Liễu Ngữ cầm muốn nhanh chân bước vào trong nhà thời điểm, một đạo âm thanh uy nghiêm truyền tới, tiêu cắt phàm, nơi này e sợ còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ chứ. Vị tiểu huynh đệ này là ân nhân của ta, làm sao? Ngươi thật sự muốn khiến hắn tự phế tu vi. Thay đổi một thân quần áo tiêu vĩnh chiến sải bước ra ngoài, khi hắn xuất hiện tại tiêu cắt phàm cùng liễu ngữ cầm trong tầm mắt sau đó hai người bọn họ tại chỗ trợn tròn mắt, không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ. Cảm thuộc tiêu vĩnh chiến bên trong thân thể hùng hậu khí thế, này Tiêu Vĩnh Chiến căn bản không có bất kỳ khó chịu nào tình hình rồi. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Cát Phàm nhìn trời hương độc nhưng là giải rất nhiều, liền ngay cả bát phẩm luyện dược sư đều không thể phát hiện Tiêu Vĩnh Chiến trúng độc. Cho nên, Tiêu Cát Phàm mới khẳng định Tiêu Vĩnh Chiến là nhất định sẽ hôn mê bất tỉnh, thẳng đến 5 tháng sau đi đời nhà ma rồi. Nhưng hôm nay Tiêu Vĩnh Chiến không những tỉnh dậy, hơn nữa có vẻ như thân thể một loạt tình hình toàn bộ biến mất rồi. Nói cách khác Tiêu Vĩnh Chiến trong cơ thể Thiên Hương độc bị giải khai. Điều này sao có thể? Chương 1957 lại gây thù hằn. Trạch viện bên ngoài tính cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiêu Cát Phàm cùng Liễu Ngữ cầm tại trợn tròn mắt mấy giây sau đó hai người bọn họ lập tức tỉnh táo lại. Tiêu Cát Phàm đem khiếp sợ trong lòng áp chế xuống hắn khuôn mặt lộ ra một vệt vui sướng nụ cười, nói ra, vĩnh chiến, thân thể của ngươi thật sự khôi phục. Này thật sự quá tốt rồi, e sợ gia tộc người sau khi biết, khẳng định đều hội cao hứng vô cùng. Chị dâu một mực lo lắng trạng huống thân thể của ngươi, cho nên ta mới cùng nàng đến Linh Châu tới thăm ngươi một chút, không nghĩ tới hội biết được như vậy một cái tin vui, chúng ta bây giờ hẳn là liền lập tức thông báo gia tộc. Liễu ngữ cầm vẻ mặt cũng khôi phục tự nhiên, Người đi lên trước vài bước, một mặt quan tâm nói: "Vĩnh Chiến, ngươi có thể không có chuyện gì, ta an tâm, mọi người chúng ta đều làm lo lắng thân thể của ngươi." Đứng ở một bên Diệp Thần Phong, hắn là một bộ xem trò vui thái độ, hắn cũng không muốn lẫn vào Tiêu Vĩnh Chiến việc nhà bên trong đi. Tiêu Vĩnh Chiến nhìn xem phía trước mặt giả mù sa mưa tiêu cát phàm cùng Liễu Ngữ Cầm, đặc biệt là nhìn thấy Liễu Ngữ Cầm, trái tim của hắn liền một trận đâm nhói hắn mặt không thay đổi nói ra, tiêu cát phàm, ngươi vừa vặn phải hay không nói muốn để ân nhân của ta tự phế tu vi. Chuyện này lẽ nào ngươi không chuẩn bị cho ta một cách nói sao? Tiêu cát phàm nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, mà liễu ngữ cầm thì nói ra, vĩnh chiến, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu này. Cát phàm dọc theo con đường này theo ta đi tới Linh Châu, hắn cũng là làm lo lắng trạng huống thân thể của ngươi, vừa nãy chúng ta không biết vị tiểu huynh đệ này là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ha ha ha, tiêu vĩnh chiến cản rỡ bắt đầu cười lớn, bất quá, tiếng cười của hắn chi trong tràn đầy cay đắng. Hắn nhìn xem liễu ngữ cầm, nói ra, cho tới bây giờ, ngươi trả phải cho ta đến diễn kịch sao. Ngươi đưa cho ta túi thơm bên trong gia nhập thiên hương độc. Nếu không phải ta tiêu vĩnh chiến mệnh không có đến tuyệt lộ, e sợ đến chân chính tử vong một khắc đó, ta cũng sẽ không biết là ai tại hại ta. Khi nghe đến tiêu vĩnh chiến trực tiếp một chút phá âm mưu của bọn họ, liễu ngữ cầm cả người một cái run rẩy dưới chân bước chân không khỏi lui về phía sau ba bước, mà tiêu cát phàm sắc mặt là triệt để trở nên âm trầm. Tiêu cát Phạm trịnh trọng nói, tiêu vĩnh chiến, ngươi làm sao có thể hoài nghi chị dâu đâu này? Cái gì thiên hương độc, ta nhưng chưa từng nghe nói có loại này kịch. Độc, lẽ nào ngươi tình nguyện tin tưởng một người ngoài, cũng không muốn tin tưởng nữ nhân của ngươi sao. Tiêu Vĩnh Chiến cười đến càng thêm trào phúng rồi. Hắn phảng phất là tại từ ta cười nhạo bình thường nói ra, phải nói là nữ nhân của ngươi chứ. Tiêu Cát Phàm cần gì còn muốn che giấu đâu này. Ta Tiêu Vĩnh Chiến đầu không thành vấn đề, cái gì là sự thực ta vẫn là được chia tinh tường. Liễu ngữ cầm đã lùi tới Tiêu Cát Phàm bên cạnh, trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ phức tạp, đang trầm mặc một lát sau, trên mặt nàng biểu lộ trở nên kiên định lên nói ra tiêu vĩnh chiến nếu ngươi đã biết sự thật như vậy ta cũng không cần thiết ẩn giấu ngươi rồi ta đích xác cùng phàm ca ở cùng một chỗ ngươi bình thường trong đầu chỉ có tu luyện ngươi căn bản không có thời gian đi theo ta phàm ca đối với ta mới là thật tâm chân ý liễu ngữ cầm lời này vừa nói ra không khí bây giờ trở nên càng căng thẳng hơn rồi diệp thần phong lông mày cũng nhíu nhíu hắn ngược lại là có chút đáng thương tiêu vĩnh chiến rồi. Bất kỳ người đàn ông nào được đội nón xanh cho cắm sừng e sợ cũng sẽ không dễ chịu. Tiêu cắt phàm tại sừng sốt một giây sau đó hắn cũng thản nhiên ôm liễu ngữ cầm thon thả, nói ra tiêu vĩnh chiến, việc đã như thế, ta chính là cùng chị dâu ở cùng một chỗ, ngươi lại có thể bắt ta làm sao. Những năm gần đây, trạng huống thân thể của ngươi càng ngày càng không xong, gia tộc sớm liền bắt đầu chậm rãi từ bỏ ngươi rồi mà là đem trọng tâm chuyển đến trên người ta đến, trong gia tộc đã có rất nhiều trưởng lão, ủng hộ ta ngồi trên kế tiếp nhiệm gia chủ chỗ ngồi, người tiêu vĩnh chiến đã không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Tiêu vĩnh chiến bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu, trên mờ u bàn tay tráng kiện nổi gân xanh, hắn trong lỗ mũi khí tức cực kỳ hỗn loạn, ngực khó chịu lợi hại, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm liễu ngữ cầm, nói ra, lẽ nào ta đối với người còn chưa đủ được không? lẽ nào ngươi một điểm đều không có vì tương lai tính toán sao? Ta cố gắng như vậy tu luyện, còn không phải là vì ngươi sao? Tiêu Vĩnh Chiến cảm giác mình như tên hề như thế, hắn cắn răng nói ra, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, con của chúng ta có phải là của ta hay không? Ôm liễu ngữ cầm tiêu cắt phàm, hắn nói ra, tiêu Vĩnh Chiến, ở gia tộc bên trong, ngươi từ nhỏ thiên phú liền tốt hơn ta thượng một ít. Trong gia tộc tài nguyên ngươi đều là lấy được so với ta nhiều, Năm đó kỳ thực ta cũng nhìn chúng chị dâu, nhưng cuối cùng gia tộc lại đem chị dâu gả cho ngươi, này không công bằng, ta tiêu cát phàm dựa vào cái gì yếu một mực được ngươi Tiêu Vĩnh Chiến đẻ lên. Hiện tại tâm tình của ta khoan khoái hơn nhiều, nếu như ngươi muốn biết đáp án, như vậy không cần chị dâu đến nói cho ngươi biết, con trai của ngươi cũng không phải ngươi thân sinh, mà là con trai ruột của ta, đáp án này ngươi hài lòng không? Trong tròng mắt phần vẹn tia máu Tiêu Vĩnh Chiến ánh mắt của hắn vẫn là nhìn chằm chằm liễu ngữ cầm, hỏi đây là sự thực sao? Liễu ngữ cầm không chút do dự gật gật đầu. Phốc, một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp từ tiêu vĩnh chiến miệng bên trong phun ra tung tóe, hắn là trực tiếp bị tức nộ khí công tâm rồi, nhớ hắn tiêu vĩnh chiến đã từng là trong tiêu gia đệ nhất thiên tài, ái mộ hắn nữ tử nhiều không kể xiết, hắn cuối cùng lựa chọn cũng không phải xuất chúng nhất liễu ngữ cầm, nhưng kết quả lại đổi lấy liễu ngữ cầm phản bội. Quan trọng nhất là hắn một mực vô cùng thương nhi tử, dĩ nhiên thật không phải là hắn thân sinh. Tuy nhiên tại đoán được tiêu cắt phàm cùng liễu ngữ cầm quan hệ sau, hắn đã làm tốt một loạt chuẩn bị tâm tư, thế nhưng tại chính tai nghe được sự thực này sau, hắn vẫn không thể dễ dàng như vậy liền tiếp nhận. Tiêu vĩnh chiến lao lao khóe miệng vết máu, thời khắc này, trái tim hắn là hoàn toàn chết rồi, trên khuôn mặt của hắn mông thượng một tầng lạnh lẽo, hắn đem trên tay phải màu trắng ống tay áo cho xé xuống, sau đó hắn đem ngón tay của chính mình bị rạch rách rồi tại ống tay áo thượng là phấn thẳng tắp sách nửa phút sau lưu loát huyết thư xuất hiện tại tiêu vĩnh chiến trong tay hắn đem huyết thư trực tiếp ném cho liễu ngữ cầm nói ra đây là một phong thư bỏ vợ từ nay về sau ta tiêu vĩnh chiến cùng ngươi liễu ngữ cầm lại không nửa điểm liên quan người đi ngươi dương quan đạo ta đi của ta cầu độc mộc tiêu vĩnh chiến trên người sát khí dâng trào hắn tiếp tục nói các ngươi lập tức cút cho ta đi. Lần sau gặp mặt, giữa chúng ta không chết không thôi. Liễu ngữ cầm tiếp nhận tiêu vĩnh chiến thư bỏ vợ sau đó sắc mặt của nàng cũng trở nên rất khó coi, mà tiêu cắt phàm nhưng là nói ra tiêu vĩnh chiến, người bây giờ vẫn không rõ chính mình tình thế sao. Muốn cùng chúng ta không chết không thôi, được, ta ở chính giữa châu chờ ngươi. Sau khi nói xong, tiêu cát phàm có nhiều ý vị liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, trong con ngươi là không có che giấu sát ý, dù sao dưới cái nhìn của hắn kế hoạch của hắn đều là Diệp Thần Phong quấy dày, hắn đem Diệp Thần Phong dáng dấp vững vàng ghi ở trong lòng mặt. Diệp Thần Phong tại cảm thấy được tiêu cát phảm ánh mắt sau đó trong lòng của hắn cười khổ một hồi, xem ra tại trong lúc vô tình, hắn lại cho mình tạo một cái cường địch. Tiêu Vĩnh Chiến đang nhìn đến tiêu cát phàm cùng liễu ngữ cầm biến mất ở trong tầm mắt của mình sau. Phốc, 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 ba tiếng, Tiêu Vĩnh Chiến lại liên tục từ trong miệng hộc ra ba ngụm máu lớn, bên trong thân thể của hắn thật khí thế trở nên suy yếu rất nhiều. Dù sao Tiêu Vĩnh Chiến mới vừa vặn trừ đi trong cơ thể thiên hương độc, hắn lại bị Tiêu Cát Phàm cùng Liễu Ngữ cầm tức giận nộ khí công tâm, hắn vừa vặn vẫn là tại cưỡng chế bên trong thân thể lửa giận, chính là ép càng mạnh mẽ, đàn hồi liền càng lợi hại. Còn nữa, Tiêu Vĩnh Chiến thân thể mới vừa vặn khôi phục, hắn bây giờ căn bản không nắm chắc giết chết Tiêu Cát Phàm, nếu như ở nơi này động thủ, như vậy cuối cùng chết rất có thể sẽ là hắn. Tiêu Vĩnh Chiến nắm chắc lần cũng không nhịn được đều muốn động thủ rồi, nhưng hắn nhất định muốn vì Diệp Thần Phong cân nhắc, hắn tuyệt đối không thể để Diệp Thần Phong rơi vào hiểm cảnh, hắn Tiêu Vĩnh Chiến nhân sinh hay là làm thất bại, nhưng hắn tuyệt đối là một cái giảng nghĩa khí, hiểu được có ơn tất báo người. Khóe miệng nhiễm vết máu Tiêu Vĩnh Chiến, hắn một mặt xin lỗi đối với một bên Diệp Thần Phong, nói ra, tiểu huynh đệ, xin lỗi, ta thực lực bây giờ khả năng không phải là đối thủ của tiêu cắt phàm, ta mới vừa mới vừa rồi không có động thủ, các loại thân thể của ta triệt để khôi phục, ta tuyệt đối sẽ giết tiêu cắt phàm, sẽ không để cho tiêu cắt phàm cho tiểu huynh đệ ngươi rước lấy phiền phức. Diệp thần phong tùy ý khoát tay áo một cái, nói ra, không cần đối với ta nói xin lỗi, tiếp đó, ta có chuyện yếu ngươi làm, tại giao long bên trong tòa long thành xảy ra một ít chuyện, nhất định muốn do ngươi đến xử lý. Diệp thần phong nhìn xem tên kia địa thần cảnh lão giả, nói ra, người mấy ngày nay hẳn là cũng nghe nói chứ. Như vậy liền do ngươi tới cùng hắn nói một chút đi. chương 1958, bụi bậm lắng xuống. Tại Diệp Thần Phong cho Tiêu Vĩnh Chiến trị liệu này vài ngày thời gian bên trong. Giao Long bên trong tòa Long Thành là Phong Khởi Vân Dũng. Ngoại trừ Thanh Nguyệt Tông cùng viết Nguyệt Cốc ở ngoài, còn lại trước tới tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển Tông Môn, trong vòng một đêm toàn bộ chết hết rồi. Chuyện này đã sớm tại giao long bên trong tòa long thành truyền ra. Chả có buổi tối ngày hôm ấy rất nhiều người đều thấy được, có một cái thanh sắc cự long một đường chạy như bay đã đến trang viên trên bầu trời. Rất nhiều người đều suy đoán cái kia thanh long chính là trong truyền thuyết cái kia con giao long, mà cái kia 38 cái tông môn tông chủ, trưởng lão cùng đệ tử chết đi tuyệt đối cùng cái kia con giao long có quan hệ về phần thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt cốc người vì cái gì có thể sống sót. Này thì càng thêm lôi kéo người ta liên tưởng rồi. Từ khi Diệp Thần Phong đi cho tiêu vĩnh chiến trị liệu sau đó thanh nguyệt tông tiết huyền tình cùng tuyết nguyệt cốc lâm an tuyết đám người, bọn hắn toàn bộ chuyển ra trang viên, thập phần bí ẩn vào tiến vào giao long thành nơi nào đó bên trong khách sạn. Tại trong mấy ngày này, cái kia 38 cái trong tông môn lão tổ lục tục chạy tới giao long thành, bọn hắn tại nhìn thấy bên trong trang viên khắp nơi thi. Thể sau, bọn hắn mỗi một người đều lửa giận thiêu đốt, tại trong mấy ngày này bọn hắn một mực tại tìm hiểu ngày đó tình huống buổi tối. Bởi giao long bên trong tòa long thành có càng ngày càng nhiều tông môn lão tổ chạy đến, diệp thần phong lại không có tin tức chuyển đến, tiết huyền tình đám người dự định cùng đi xem xem tình huống, thế là, bọn hắn liền bí ẩn rời đi khách sạn, hướng về tiêu vĩnh chiến ở trạch viện đi đến mà đang ở tiết huyền tình đám người rời đi khách sạn thời điểm. Giao Long Thành bên trong trang viên nơi nào đó trong sân. 20 tên lão giả gặp nhau lại với nhau, những lão giả này chính là 38 cái trong tông môn. Trong đó 20 tông môn lão tổ rồi, thực lực của bọn họ đều tại địa thần cảnh tầng thứ. Về phần còn lại tông môn lão tổ, bởi tông môn khoảng cách Giao Long Thành khá xa. Liền coi như bọn họ dùng hết toàn lực, bọn hắn cũng vẫn không có chạy tới đây. Đi tới giao long thành tất cả đại tông môn lão tổ, bọn hắn đều lựa chọn tại bên trong trang viên tạm ở lại. Lúc này, này 20 tên tất cả đại tông môn lão tổ, trên mặt bọn họ đều tràn đầy lửa giận, trước tới tham gia Thiên Huyền thịnh điển đều là trong tông môn đệ tử thiên tài, vừa có tông chủ và số tên trưởng lão cùng đi. Bây giờ những người này toàn bộ lập tức tử vong, đối với tất cả đại tông môn tới nói tuyệt đối là đau đớn thê thảm đả kích tại đây 20 tên tất cả đại tông môn lão tổ bên trong. Thực lực mạnh nhất chính là thông thiên kiếm tông lão tổ ngũ giang cùng tuyệt mệnh cốc lão tổ ô nguyên, trong đó ngũ giang trên đất thần cảnh 7 tầng trung kỳ, ô nguyên trên đất thần cảnh 7 tầng sơ kỳ. Tại đây 20 tên tất cả đại tông môn lão tổ bên trong, rất rõ ràng là lấy ngũ giang cùng ô nguyên làm trung tâm. Ngũ giang nếp nhăn trên mặt đều tụ lại tại lên, bên trong thân thể của hắn tràn đầy vĩnh viễn lửa giận, hắn không chỉ là thông thiên kiếm tông lão tổ, hắn vẫn là thông thiên kiếm tông tông chủ ngũ vạn phong thái gia gia. bây giờ ván bối của hắn ngũ vạn phong cùng ngũ quang kỳ đều chết hết, hắn dù như thế nào cũng không cách nào nhịn được trong lòng cam giận mút trời. ngũ giang ngữ khí âm trầm nói, sự tình hiện tại đã rất rõ ràng, chúng ta tất cả đại tông môn nội tông chủ, trưởng lão cùng đệ tử chết đi, phải cùng cái kia thanh long không tránh khỏi có quan hệ, nhưng hôm nay cái kia thanh long đi hướng không rõ chúng ta trong thời gian ngắn căn bản không tìm được. Lần sau cái kia con dao long có thiên thần cảnh thực lực, không phải chúng ta tông môn có thể đối phó. Ô nguyên tâm tình cùng ngũ giang giống nhau như đúc, tuyệt mệnh khốc tông chủ ô bằng thành đồng dạng là vãn bối của hắn. Bị giết khí tràn ngập nói ra, trước tới tham gia thiên huyền thịnh điển tổng cộng có 40 tông môn, tại sao một mực thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt cốc có người sống? Đây căn bản không hợp lý, chuyện này hay là Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc cũng không tránh khỏi có quan hệ. Bằng không Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc người vì sao lại bí mật chuyển ra trang viên. Hơn nữa chúng ta căn bản không biết bọn hắn hiện tại ở nơi nào. Còn lại Tông Môn Lão Tổ, bọn hắn khi nghe đến Ngũ Giang cùng ô nguyên lời nói sau, bọn hắn cũng dồn dập mở miệng. Hiện tại việc cấp bách, chúng ta nhất định muốn tìm tới Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc người. Tiến vào giao long thành thanh nguyệt tông người ẩn giấu đi, không phải còn có giao long ngoài thành thanh nguyệt tông trưởng lão cùng đệ tử đâu sao. Những thanh nguyệt tông đó trưởng lão cùng đệ tử nhưng một mực ở lại. Giao long thành phía ngoài linh trên thuyền đây, chỉ cần chúng ta bắt bọn họ cho rằng nguy hiếp, ta cũng không tin thanh nguyệt tông tông chủ hội không hiện thân. Đúng vậy, dựa vào cái gì chúng ta tông môn tới tham gia thiên huyền thịnh điển người đều chết rồi, duy chỉ có thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt cốc còn có người còn sống ta xem rõ Nguyệt tông cùng Tuyết Nguyệt cốc không dùng tới tại Linh Châu tồn tại. Tại tất cả đại tông môn lão tổ ngươi một lời ta một lời thời điểm, một tên hóa thần cảnh người tu luyện vội vã đi vào. Từ khi biết được Thanh Nguyệt tông cùng Tuyết Nguyệt cốc người ẩn giấu đi sau đó cái này đại tông môn lão tổ liền phái người điều tra tiết huyền tình đám người tung tích, tên này hóa thần cảnh người tu luyện chính là đến bẩm báo tình huống. Hắn nói ra, các vị tiền bối, theo vừa vặn tin tức truyền đến, tại giao long bên trong tòa long thành xuất hiện thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt cốc người tung tích bọn hắn hướng về giao long thành mặt phía bắc tiến đến đang nghe xong tên này hóa thần cảnh người tu luyện bẩm báo sau đó ngũ giang cùng ô nguyên các loại 20 tên tông môn lão tổ bọn hắn không có bất kỳ phí lời bóng người trực tiếp biến mất ở trong sân bằng tốc độ nhanh nhất hướng về giao long thành mặt phía bắc truy đuổi mà đi rồi cùng lúc đó giao long thành bắc mặt tiêu vĩnh chiến tòa nhà trước Tiêu Vĩnh Chiến từ tên kia địa thần cảnh lão giả trong miệng, hiểu được mấy ngày nay phát sinh ở giao long bên trong tòa long thành sự tình. Tiêu Vĩnh Chiến trong lòng là hít vào một ngụm khí lạnh, tổng cộng tới tham gia Thiên Huyền Thịnh Biển chính là 40 tông môn, kết quả có 38 cái tông môn toàn quân bị diệt, càng làm cho trong lòng của hắn nghi ngờ là tại sao Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc hội không có chuyện gì. Hắn đương nhiên cũng biết chỉ có Tuyết Nguyệt Cốc là không có nhằm vào Thanh Nguyệt Tông những kia nhằm vào Thanh Nguyệt Tông tông môn, thành chủ cùng Kim Khang Hồng, lại đang trong vòng một đêm toàn bộ chết sạch, này không khỏi cũng quá trùng hợp một chút chứ. Tiêu Vĩnh Chiến là càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi, trong lòng của hắn không tin chuyện này cùng Diệp Thần Phong có quan hệ, nhưng trực giác nói cho hắn chuyện này chính là cùng Diệp Thần Phong có liên quan, còn có cái kia xuất hiện Thanh Long. Bất quá, Diệp Thần Phong là hắn Tiêu Vĩnh Chiến ân nhân cứu mạng nếu như không phải có diệp thần phong tại, như vậy hắn đem hội chết không nhắm mắt, hắn nói ra tiểu huynh đệ, người muốn ta làm sao làm. Diệp thần phong trực tiếp nói, đè xuống giao long thành sự tình, bây giờ nếu chỉ có ta thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt cốc rồi, như vậy để tuyết nguyệt cốc cũng đi tham gia huyền châu thiên huyền thịnh điển đi. Tiêu vĩnh chiến không hề do dự nói ra, được, chuyện này liền giao cho ta, ta bảo đảm cho tiểu huynh đệ một mình ngươi hài lòng trả lời đổi lại trước đó tiêu vĩnh chiến thân thể càng ngày càng không ít thời điểm hắn tuyệt đối không có phần này khí phách dù sao trong gia tộc không có ai hội chống đỡ hắn bây giờ thân thể của hắn có thể khôi phục hắn lúc trước khí phách lại trở về rồi này khu khu linh châu sự tình hắn vẫn có niềm tin xử lý tốt mà đang ở tiêu vĩnh chiến đáp ứng rồi diệp thần phong yêu cầu lúc tại tòa nhà cách đó không xa có một đám người tại trật vật hướng về bên này bạo hướng mà tới nhóm người này rõ ràng là tiết huyền tình bọn hắn, mà ở tiết huyền tình đám người phía sau, còn có mặt khác một nhóm người đuổi sát không buông, này một nhóm người chính là Ngũ Giang cùng ô Nguyên đám người. Ngũ Giang cùng ô Nguyên các loại 20 tên tông môn lão tổ, bọn hắn khi biết tiết huyền tình đám người hành tung sau đó bọn hắn liền bằng tốc độ nhanh nhất rất nhanh đuổi đi theo. Cũng còn tốt có triệu bá cùng lý bá không ngừng đọ sức, bằng không tiết huyền tình đám người là nhất định sẽ bị bắt rồi. Không đợi Diệp Thần Phong mở miệng, Tiêu Vĩnh Chiến lập tức nói ra, "Tiểu huynh đệ, tất cả giao cho ta xử lý." Tiêu Vĩnh Chiến thân ảnh nhanh chóng lướt tới, rất nhanh sẽ đem Ngũ giang cùng Ô Nguyên đám người cho cản lại, mà Diệp Thần Phong cũng lập tức xuất hiện tại Tiết Huyền Tình đám người bên cạnh. Tiết Huyền Tình đám người nhìn thấy Tiêu Vĩnh Chiến sau, bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, phảng phất là đang hỏi Diệp Thần Phong phải hay không đem Tiêu Vĩnh Chiến cứu chưa tốt. Diệp thần phong thuận miệng nói ra, yên tâm đi, không có chuyện gì. Khi nghe đến diệp thần phong đáp án sau, tiết huyền tình bọn người mới thở phào nhẹ nhõm. Ngũ Giang cùng ô nguyên đám người ngược lại cũng đúng là nhận ra tiêu vĩnh chiến, bọn hắn cũng biết lần này Trung Châu phái tới sứ giả chính là tiêu vĩnh chiến. Bất quá, nghe đồn tiêu vĩnh chiến thân thể càng ngày càng không xong, cơ hồ bị gia tộc cho buông tha cho. Cho nên, Ngũ Giang cùng ô nguyên đám người đối tiêu vĩnh chiến cung kính là mức độ lớn giảm xuống. Ngũ Giang nói ra, ta nghĩ tiêu sứ giả cũng nghe nói giao long thành sự tình đi nha. Ta cũng không nhiều lời, chuyện này khẳng định cùng Thanh Nguyệt Tông, Tuyết Nguyệt Cốc không tránh khỏi có quan hệ. Chúng ta nhất định muốn đối Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc nghiêm hình tra hỏi. Ô Nguyên cũng lập tức nói ra, đúng vậy, tiêu sứ giả, chúng ta bây giờ làm như vậy cũng không tính vì lật trời huyền thịnh biển quy tắc chứ còn lại tông môn lão tổ cũng chăm chú nhìn tiêu vĩnh chiến. Mà tiêu vĩnh chiến khóe miệng xẹt qua một nụ cười gần, bên trong thân thể thật khí thế bỗng nhiên tăng vọt, bóng người hướng về ngũ giang cùng ô nguyên nhoáng tới. Tuy nói tiêu vĩnh chiến thực lực không có khôi phục, nhưng hắn dù sao cũng là thiên thần cảnh tầng hai đỉnh phong người, địa thần cảnh ngũ giang cùng ô nguyên ở trước mặt hắn còn thật sự không đáng chú ý. Tại ngũ giang cùng ô nguyên chưa kịp phản ứng thời điểm, Tiêu Vĩnh Chiến tay trái xuyên thấu tiến vào Ngũ Giang ngực, tay phải xuyên thấu tiến vào Ô Nguyên ngực, trực tiếp đem hai người bọn họ trái tim đánh nát. Ngũ Giang cùng Ô Nguyên trong nháy mắt mất, mất mạng, căn bản liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Tiêu Vĩnh Chiến đây là vì giết gà dọa khỉ, hắn không nghĩ tại những người này trên người lãng phí thời gian, cái này cũng là hắn báo đáp Diệp Thần Phong một loại phương thức tại đem ngũ giang cùng ô nguyên giết sau đó tiêu vĩnh chiến nói ra, bây giờ còn có người có nghi vấn sao? Các ngươi tông môn tông chủ, trưởng lão cùng đệ tử chết đi, căn bản cùng thanh nguyệt tông, tuyết nguyệt cốc không có bất cứ quan hệ gì, ta tiêu vĩnh chiến nguyện ý vì hai cái này tông môn đảm bảo, ta không cho phép có người phá hủy thiên huyền thịnh biển quy tắc. Tiêu vĩnh chiến chỉ lấy mặt đất thượng ngũ giang cùng ô nguyên thi. Thể, nói ra, bằng không hai người bọn họ liền là kết cục của các ngươi. Ngoài ra ta tại tuyên bố một chuyện, trải qua lần này bất ngờ, đi huyền châu tham gia thiên huyền thịnh điển chính là thanh nguyệt tông cùng tuyết nguyệt cốc hai cái này tông môn, các ngươi có ý kiến gì không? Cái kia còn lại hơn 10 tên tông môn lão tổ, bọn hắn nhìn thấy tiêu vĩnh chiến không chút do dự giết ngũ giang cùng ô nguyên, bọn hắn đã sớm là bị sợ vỡ mật, đem cửu hận trực tiếp ném ra đến ngoài chín tầng mây, bọn hắn tại biểu thị không có ý kiến, đang cùng tiêu vĩnh chiến cung kính chào hỏi một tiếng sau, Bọn hắn từng cái nhanh chóng rời đi. Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển đã đến bây giờ cuối cùng là có một kết quả, xem như là Trần Ai Lạc Định. Chương 1959, đột phá, có thể đến sao? Đối với Tuyết Nguyệt cốc tông chủ Lâm An Tuyết tới nói, kinh nghỉ thực sự là tới quá nhanh rồi, bây giờ có Tiêu Vĩnh Chiến mở miệng, như vậy bọn hắn Tuyết Nguyệt cốc đi tham gia Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Tiết Huyền Tinh Triệu bá cùng lý Bá đám người, bọn hắn đều nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, tuy nói Diệp Thần Phong chữa trị xong tiêu vĩnh chiến, nhưng tiêu vĩnh chiến trực tiếp giết thông thiên kiếm tông cùng tuyệt mệnh cốc lão tổ, điều này cũng đầy đủ bọn hắn khiếp sợ rồi, dù sao thông thiên kiếm tông cùng tuyệt mệnh cốc chính là Linh Châu đứng đầu hai đại tông môn a hát. Tiết huyền tình đám người đương nhiên sẽ không biết, lần này Diệp Thần Phong đối với tiêu vĩnh chiến ân cứu mạng, căn bản không có ở bề ngoài đơn giản như vậy, nếu như không có Diệp Thần Phong lời nói, như vậy Tiêu Vĩnh Chiến đã đến sắp chết một khắc đó, hắn cũng không hội biết mình thê tử cho hắn đội nón xanh cho cắm sừng con trai mình căn bản không phải chính mình thân sinh, cái kia phải cỡ nào uất ức. Cho nên, Tiêu Vĩnh Chiến là từ trong đáy lòng cảm kích Diệp Thần Phong, còn nữa hắn là một cái nói lời giữ lời người, hắn đã nói nếu như Diệp Thần Phong có thể cứu hắn, như vậy hắn cái mạng này chính là Diệp Thần Phong, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời rồi. Ở đằng kia hơn 10 tên địa thần cảnh tông môn lão tổ sau khi rời đi, Tiêu Vĩnh Chiến đối Tiết Huyền Tình cực kỳ khách khí nói, Tiết Tông Chủ, các người thanh nguyệt tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử không phải tại Giao Long ngoài thành sao. Nếu như các người nguyện ý, về sau này Giao Long thành liền giao cho các người đến trưởng khống đi. Tiếp lấy, Tiêu Vĩnh Chiến vừa nhìn về phía Lâm An Tuyết, nói ra, Lâm Tông Chủ, các người tuyết nguyệt cốc cũng có thể chuyển tới Giao Long thành đến, E sở tại Linh Châu có mấy người hội đối với các người Tuyết Nguyệt Cốc nhìn chằm chằm. Tiết Huyền Tình cùng Lâm An Tuyết tự nhiên biết, Tiêu Vĩnh Chiến đối với các nàng khách khí như vậy, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần Phong quan hệ, Tiết Huyền Tình nói ra cái kia liền cảm ơn Tiêu Sứ giả rồi. Bây giờ có thể tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển chỉ có Tô Băng Vân rồi. Lâm An Tuyết hiện tại nhất định muốn lập tức từ Tuyết Nguyệt Cốc bên trong điều động đệ tử lại đây. Đồng dạng người cũng vui vẻ tiếp nhận rồi đề nghị của Tiêu Vĩnh Chiến, các nàng tông môn đơn độc ở lại chỗ cũ, khả năng này cũng không an toàn rồi, để Tuyết Nguyệt gốc di chuyển đến Giao Long thành đến, cái này cũng là một cái biện pháp không tệ. Lâm An Tuyết cũng nói, cảm tạ Tiêu sứ giả rồi. Tiêu Vĩnh Chiến khoát tay áo một cái, nói ra, phụ trách chủ trì Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển người, cũng đã phái người tới rồi Linh Châu đón các ngươi rồi, bất quá Huyền Châu cùng Linh Châu trong lúc đó có một khoảng cách, tối thiểu còn muốn chừng 10 ngày đây. Nghe được Tiêu Vĩnh Chiến lời nói sau, Lâm An Tuyết là càng thêm yên tâm, dù sao Thanh Tuyết Nguyệt cốc di chuyển đến Giao Long Thành đến. Tối thiểu cũng cần mười mấy ngày. Diệp Thần Phong nghe nói còn muốn tại Giao Long Thành chờ đợi người mấy ngày đây. Hắn nói ra, ta cần bế nhốt mấy ngày, tại trong vòng 10 ngày, ta nhất định sẽ xuất quan. Tiêu Vĩnh Chiến trực tiếp nói, tiểu huynh đệ Ngươi liền lưu ở chỗ này của ta bế quan đi. Nơi này vừa vặn cũng có mật thất tu luyện. Về phần các vị, các ngươi cũng ở lại chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tuy rằng Tiết Huyền Tình cùng Dương Hạo Thiên đám người có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi, thế nhưng Tiêu Vĩnh Chiến đều mở miệng, bọn hắn tự nhiên không thể phản đối, Tiêu Vĩnh Chiến là cho Diệp Thần phong mặt mũi, bọn hắn không phải là Tiêu Vĩnh Chiến ân nhân cứu mạng. Tiết Huyền Tình các loại người vẫn là tương đối thức thời có tiêu vĩnh chiến mang theo diệp thần phong tiến vào trong tu luyện mật thất. Tiết huyền tình đám người nhưng là do tên kia địa thần cảnh lão giả sắp xếp tạm thời ở lại. Tòa nhà mật thất tu luyện bên trong. Tiêu vĩnh chiến tại đem diệp thần phong mang tới cửa sau, hắn liền tự giác rời đi. Giờ khắc này, mật thất thạch cửa đóng chặt, diệp thần phong ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Hắn hai tay nắm hai viên từ khốn thú trong rừng rậm lấy được 60.000 năm hồn linh tím quả, Hắn không ngừng lấy ra hai viên hồn linh tím quả bên trong thần hồn chi lực. Nồng nặc thần hồn chi lực khi tiến vào diệp thần phong trong cơ thể sau đó toàn bộ hội tụ đến bên trong đan điền, được lão bạch cùng lão hắc điên cuồng hấp thu. Đối với lão bạch cùng lão hắc tới nói, bọn hắn cần thần hồn chi lực quả thực chính là một cái động không đáy. Âm, um, âm, um, hai tiếng. Chỉ chốc lát sau, hai viên 60 mươi ngàn năm hồn linh tím quả tại diệp thần phong trong tay bạo liệt ra lão bạch cùng lão hắc đem hồn linh tím quả thần hồn chi lực toàn bộ hấp thu hoàn tất rồi. Diệp thần phong ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, hai người các ngươi cảm giác thế nào rồi? Lão hắc giang vận thiên thuận miệng nói ra, tiểu tử. Còn sớm lắm, muốn để hai chúng ta đem tàn hồn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, ngươi còn cần đi không ngừng cho chúng ta tìm kiếm thần hồn loại thiên tài địa bảo. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh cười nói, bất quá, tiểu gia hỏa, tối thiểu chúng ta tàn hồn lực lượng lại bổ sung không ít, cơ hồ không sẽ tiến vào ngủ say, cho dù tình cờ ra tay giúp giúp người cũng là có thể được rồi. Diệp thần phong đã sớm quen thuộc lão bạch cùng lão hắc, một cái vai chính diện, một cái hát mặt đen được rồi. Hắn không lại đi để ý tới lão bạch cùng lão hắc, sớm tại trước đó khốn thú trong rừng rậm thời điểm, hắn liền cảm giác trong cơ thể mình linh khí có phần bất ổn rồi, có loại dấu hiệu muốn đột phá rồi hiện tại diệp thần phong trong lòng vẫn là rất chờ mong huyền châu cùng trung châu thiên huyền thịnh điển hắn hy vọng có thể gặp phải thiên huyền giới thiên tài chân chính đối với hắn như vậy rèn luyện mới mới có lợi diệp thần phong ngồi xếp bằng nhắm mắt thần huyết quyết mà thiên quyết cùng long thần quyết này ba loại vô thượng công pháp luân phiên ở trong cơ thể hắn vận chuyển hắn trong gân mạch ba cái linh khí dòng sông cũng luân phiên lao nhanh lưu động thời gian từng giây từng phút trôi qua trong nháy mắt, một giờ đi qua. Ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong, hắn khí thế trên người trong dây lát khuếch tán, từng luồng từng luồng từ trong cơ thể hắn tràn ra tới linh khí, như là sóng nước ở trong không khí nhộn nhạo ra. Oanh, một tiếng. Ngăn trở lại Diệp Thần Phong đột phá lá chắn được thuận lợi giải khai, hắn từ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, trực tiếp khóa nhập ngũ trọng thiên trung kỳ, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông, dù sao trước đó Diệp Thần Phong đã có dấu hiệu muốn đột phá rồi. Chỉ là Diệp Thần Phong trong lòng không khỏi một trận thất vọng, bởi vì tại bước vào niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ thời điểm, hắn căn bản cũng không có trải qua niết bàn, hắn bây giờ trả là ở vào cửu chuyển tầng thứ. Diệp Thần Phong thần niệm hơi động, hắn trực tiếp từ tiểu thế giới bên trong lấy ra một cái trăm ngàn năm linh trúc, cây này linh trúc bị hắn cho nhổ tận gốc, trăm ngàn năm linh trúc nước nhưng là đồ tốt, ẩn chứa trong đó linh khí nồng nặc cực kỳ. Hắn đã tại niết bàn cảnh dừng lại đã lâu rồi, hắn dự định lần này cho mình đến một phát hung ác, nhìn xem có thể hay không một lần đột phá niết bàn cảnh. Lão Bạch cùng Lão Hắc cảm giác được Diệp Thần phong cách làm sao, Lão Bạch ngô phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, người căn cơ xem như là vững như bàn thạch rồi, tình cờ điên cuồng như vậy một lần vẫn được, bằng không tuyệt đối sẽ đối tâm tính của người tạo thành ảnh hưởng, lần này ngươi liền điên cuồng một chút đi có ta cùng lão hắc chăm sóc người đâu. Nghe được lão bạch ngô phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp thần phong là càng thêm yên tâm, hắn phí sức sức của chín châu hai hổ, đem linh trúc cuối cùng một tiết cho đoạn lấy xuống. Này linh trúc nước đều là ẩn chứa tại linh trúc cuối cùng một tiết bên trong. Này đoạn lấy xuống cuối cùng một tiết linh trúc giống như một cái cái chén, bên trong chứa đầy màu trắng tinh linh trúc nước, linh khí nồng nặc sông vào mũi, Lần trước Diệp Thần Phong từ Niết bàn cảnh Tứ trọng thiên đỉnh phong, bước vào Niết bàn cảnh Ngũ trọng thiên sơ kỳ, nhưng là đã trải qua một lần niết bàn, cho nên nào sẽ dòng giá tiêu hao một chén trăm ngàn năm linh trúc nước, không trải qua niết bàn cùng trải qua niết bàn cần có linh khí tuyệt đối là bất đồng. Diệp Thần Phong đem một chén linh trúc nước uống tiến vào trong bụng, bây giờ thực lực của hắn làm sao cũng có niết bàn cảnh Ngũ trọng thiên trung kỳ rồi, một chén này linh trúc nước cũng còn là có thể thừa nhận được. Linh trúc nước phi thường lạnh lẽo, khi tiến vào Diệp Thần Phong trong dạ dày sau đó cuộn trào linh khí lập tức bao phủ Diệp Thần Phong toàn thân. Ba loại vô thượng công pháp lần nữa luân phiên vận chuyển. Diệp Thần Phong ở trong lòng đọc thầm nói, không nên đột phá, không nên đột phá. Bởi vì yêu cầu càng nhiều linh khí, như vậy chứng minh càng có niết bàn khả năng. Chỉ là để Diệp Thần Phong thất vọng sự tình lại một lần nữa xảy ra, theo thời gian không ngừng trôi qua, tại một chén linh trúc dưới nước đi sau đó trở ngại thực lực lá chắn lần thứ hai có buông lỏng rất rõ ràng lại muốn tiến hành đột phá một chén linh trúc nước đã đột phá nay liền nói rõ tuyệt đối không có khả năng trải qua niết bàn rồi quả thế một lát sau diệp thần phong khí thế trên người đột nhiên lần thứ hai dâng lên thực lực của hắn từ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ khóa nhập niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ diệp thần phong gương mặt phiền muộn nếu như khiến người khác thấy cảnh này, bọn hắn cần phải muốn thổ huyết không thể, lúc này mới không bao lâu thời gian, lại liên tục đột phá hai cái tiểu tầng thứ, Diệp Thần Phong lại vẫn hài lòng. Này trăm ngàn năm linh trúc nước, chỉ sợ coi như là Trung Châu thiên tài cũng không có phúc phận hưởng dụng. Tại Diệp Thần Phong đột phá đến ngũ trọng thiên hậu kỳ sau đó, lão Bạch cùng lão Hắc thở dài, bọn hắn che giấu Diệp Thần Phong, để Diệp Thần Phong không nghe được bọn hắn nói chuyện. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh nói ra, truyền thuyết tối đa cũng chỉ có thập truyền niết bàn mà thôi, hơn nữa từ viễn cổ thời đại sơ kỳ cho tới bây giờ, thật giống không có ai đến qua cao nhất thập truyền niết bàn, người nói tên tiểu tử này có thể đánh vỡ viễn cổ thời đại sơ kỳ cho tới bây giờ cái thời đại này niết bàn ghi chép sao? Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử này còn có một cái cơ hội cuối cùng, được hay không được liền muốn xem hắn vận mệnh của mình rồi chương 1960, trí tôn người chuyển. An tĩnh trong tu luyện mật thất. Diệp thần phong lông mày chăm chú nhíu lại, trong lòng của hắn có một loại uất ức cảm giác. Cảm thụ bên trong thân thể tăng lên thực lực, diệp thần phong trên mặt tràn đầy vẻ do dự. Hắn đột nhiên cảm giác được tay phải của mình trên cánh tay có loại nóng bỏng cảm giác, hắn lập tức đem chính mình trên cánh tay phải ống tay áo cho nhấc lên, chỉ thấy hắn trên cánh tay phải chín cái màu đỏ tơ máu, dĩ nhiên không giải thích được lấp lánh lên, này làm cho trong lòng của hắn nghi ngờ đồng thời, tràn đầy kinh hỉ. Hắn cũng không có đi chủ động thôi thúc trên cánh tay phải chín cái tơ máu, bây giờ chín cái màu đỏ tơ máu lại chủ động lấp lánh, cái này phải hay không mang ý nghĩa một cái thời cơ đột phá. Hơn nữa có thể làm cho hắn tiến một bước tiến hành niết bàn. Trong lòng nghĩ tới điểm này sau đó Diệp Thần Phong không do dự nữa rồi, hắn thần niệm hơi động, hắn trực tiếp từ tiểu thế giới trong, lấy ra hai cái trăm ngàn năm linh trúc. Hắn đem hai cái trăm ngàn năm linh trúc cuối cùng một tiết đoạn lấy xuống sau đó cảm thụ ẩn chứa linh khí nồng nặc linh trúc nước, hắn nhanh chóng đem bên trong một chén linh trúc nước uống vào trong bụng. Lạnh lẽo linh trúc nước khi tiến vào Diệp Thần Phong trong dạ dày sau đó không có giống trước đó như thế lập tức sản sinh cuồng bạo năng lượng, mà là an tĩnh gắn kết ở trong dạ dày của hắn, căn bản không có thả ra xu thế. Cảm giác được điểm này sau Diệp Thần Phong đối với lúc trước suy đoán là càng thêm khẳng định, muốn đến thập chuyển Niết Bàn, khẳng định so với cửu chuyển Niết Bàn chả phải gian nan. Lúc trước Diệp Thần Phong đến cửu chuyển Niết Bàn thời điểm, hắn nhưng là thiếu một chút không còn tính mạng, muốn mỗi đi lên Niết Bàn một lần, cần có linh khí sẽ trở thành lần gấp bội dâng lên. Diệp Thần Phong lại lập tức đem chén thứ hai linh trúc nước cho nuốt vào trong bụng. Nhưng chén thứ hai linh trúc trong nước năng lượng, vẫn cứ tụ tập tại trong dạ dày của hắn mặt. Đồng thời cực hạn sức mạnh thu liễm rất thẳng thắn. Đối thân thể của hắn căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Lão Bạch cùng lão Hắc cũng thời khắc chú ý Diệp Thần Phong nhất cử nhất động, vừa vận tại cảm giác được Diệp Thần Phong trên cánh tay phải chín cái tơ máu, không giải thích được tự chủ lấp lánh lúc, bọn hắn cũng cảm thấy một tia kỳ diệu, bây giờ đang nhìn đến Diệp Thần Phong liên tục uống hai chén linh trúc nước, lại không có một chút nào công hiệu, hai người bọn họ cũng biến thành kích động này liên tục không ngừng uống linh trúc nước. Linh trúc nước công hiệu nhất định sẽ có chỗ hạ xuống, nhưng cho dù như thế nào đi nữa hạ thấp cũng đều là trăm ngàn năm linh trúc nước. Trong đó năng lượng ẩn chứa so với rất nhiều thiên tài địa bảo đều phải nồng nặc. Quan trọng nhất là này linh trúc nước cùng linh trúc diệp, bình thường đối tượng linh mẫn thần cảnh bên dưới người tu luyện, về phần linh thần cảnh cùng với linh thần cảnh bên trên người tu luyện, bọn hắn dùng linh trúc nước cùng linh trúc diệp sau sẽ giảm bớt đi nhiều tại hai chén linh trúc dưới nước bụng chả không có phản ứng sau. Diệp thần phong vừa ngoan tâm, trực tiếp từ tiểu thế giới bên trong do lấy ra 5 cái trăm ngàn năm linh trúc. Năm chén linh trúc nước rất nhanh lại uống xong, Diệp thần phong tổng cộng đã uống 7 chén linh trúc nước. Nhưng 7 chén linh trúc nước năng lượng vẫn cứ cực hạn thu liếm tụ tập tại trong dạ dày của hắn mặt. Bất quá, Diệp thần phong trong dạ dày đã có chút bất đồng cảm giác, cái kia chính là quá lạnh như băng. Lập tức, lại từ tiểu thế giới bên trong lấy ra một cái trăm ngàn năm linh trúc, đang uống loại kém tám chén linh trúc nước trong nháy mắt. Diệp Thần Phong cặp mắt trong nháy mắt trừng lớn, hắn chỉ cảm giác trong dạ dày, trong nháy mắt được nhất cổ cực hạn lạnh lẽo bao phủ. Hắn toàn bộ dạ dày đều dường như muốn bị đông kết lên. Cho dù Diệp Thần Phong đã có một điểm chuẩn bị tâm tư, nhưng bất thình lình biến hóa, để trong cổ họng hắn mãnh liệt một trận ho khan. Từng miếng từng miếng máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Tại Diệp Thần Phong vẫn không có từ trong dạ dày cực hạn lạnh lẽo bên trong phản ứng đến đây thời điểm. Oanh, một tiếng. Dường như hồng thủy vậy năng lượng từ trong dạ dày của hắn khuếch tán đi ra, tám chén linh trúc nước năng lượng phảng phất như mãnh thú bình thường tại trong thân thể của hắn không ngừng trùng kích. Thân thể của hắn nhất thời ngã xuống trên mặt đất, cả người ngửa mặt mà nằm không chút kiêng kỵ năng lượng trùng kích ngũ tạng lục phủ của hắn. Trùng kích toàn thân của hắn trên dưới xương cốt. Tiên huyết không tự chủ từ trong miệng của hắn tràn ra tới. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt bắt đầu vỡ nứt ra, từng cái từng cái rậm rạp chẳng chịt vết máu che kín toàn thân của hắn. Bên trong thân thể mãnh thú y hệt năng lượng xung kích càng thêm lợi hại rồi. Ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ bị xung kích có phần vỡ vụn càng thảm hại hơn chính là khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương, được nguồn năng lượng này xung kích vỡ vụn. Cực hạn thống khổ cuốn sạch lấy Diệp Thần Phong mỗi một cái thần kinh não bộ, thân thể của hắn căn bản vô pháp nhúc nhích bất kỳ một chút, hắn trong con người vẻ mặt cũng đang trở nên trở nên trống rỗng, trên cánh tay phải không ngừng lập lòe chín cái màu đỏ tơ máu cũng tại ảm đạm xuống. Lão Bạch cùng Lão Hắc phát hiện điểm này sau đó bọn hắn đại cảm giác không ổn, bọn hắn suy đoán nếu như Diệp Thần Phong trên cánh tay chín cái tơ máu toàn bộ lờ mờ, như vậy Diệp Thần Phong có thể sẽ bởi vì thập chuyển niết bàn thất bại, mà từ đó biến thành một kẻ tàn phế, bọn hắn cũng không làm được trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong tiếp tục như vậy. Mà chính lúc Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên muốn yếu liều lĩnh nhắc nhở lúc, chỉ thấy Diệp Thần Phong trên cánh tay phải lờ mờ chín cái tơ máu, lại tại lần nữa khôi phục quang thải. Nằm ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn cắn răng thật chặt răng trong miệng hắn tự nói ta không thể mất đi chi giác ta tuyệt đối không thể mất đi chi giác ta còn có quá nhiều sự tình chưa hoàn thành đây diệp thần phong trực tiếp đem đầu lưỡi ta của mình cho cắn nát chỗ trồng ánh mắt cũng đang khôi phục thần thái rồi chỉ là ngũ tạng lục phủ vỡ vụn thêm vào cả người xương cốt nát tan này làm cho diệp thần phong mỗi một phút mỗi một giây đều sống ở tuyệt vọng trong thống khổ diệp thần phong cảm giác thân thể của mình phảng phất là được lớn vô cùng cao sơn đè nát bình thường. Cả người máu rầm rề Diệp Thần Phong, hắn cứ như vậy không ngừng kiên trì. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, Diệp Thần Phong nhưng vẫn là nằm trên mặt đất thượng, trừ hắn ra con mắt mở to, trong lỗ mũi còn có hô hấp bên ngoài, cả người hắn là vô cùng thê thảm, thậm chí so với người chết còn thê thảm hơn. Nếu như đổi lại những người khác lời nói, ba ngày nay dần vặt, tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn từ bỏ kiên trì, bởi vì cái này thực sự quá thống khổ rồi, mỗi một giây đồng hồ đều là thủy sinh lửa nóng. Trong chớp mắt, Diệp Thần Phong trong lỗ mũi khí tức đứt đoạn mất, trái tim của hắn cũng ngưng đập. Thế nhưng, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết máu lại đang nhanh chóng khép lại, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, làn da của hắn trở nên trắng nõn bóng loáng rồi, thật giống căn bản chưa từng xuất hiện vết máu bình thường. Sát theo đó, vỡ vụn ngũ tạng lục phủ cũng đang khép lại. Cuối cùng toàn thân nát bấy xương đồng dạng tại dùng một loại tốc độ kinh người khép lại. Tại một loạt toàn bộ khép lại sau đó Diệp Thần Phong trái tim lần thứ hai khôi phục nhảy lên, hắn trong lỗ mũi hô hấp do nhược đến mạnh, trong con người của hắn cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tại tất cả những thứ này đều khôi phục sau. Chỉ thấy Diệp Thần Phong khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, hơn nữa tăng vọt cực kỳ mãnh liệt, không gian chung quanh trở nên cực hạn vặn vẹo lên, không khí không ngừng cuồn cuộn sôi trào, bên trong thân thể của hắn ngũ trọng thiên hậu kỳ thật khí thế, trong giây lát sông đi lên đi, thế như trẻ che sông vào niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Nhất cổ cường hán huyết mạch chi lực, từ trên người diệp thần phong phóng lên trời. Xé tan, xé tan, xé tan. Diệp thần phong quần áo trên người trong nháy mắt biến thành nát tan tại nhảy vào ngũ trọng thiên đỉnh phong nháy mắt. Diệp thần phong trên cánh tay phải xuất hiện cây thứ 10 màu đỏ tơ máu, tại cây thứ 10 màu đỏ tơ máu xuất hiện sau đó hắn trên cánh tay phải 10 cái màu đỏ tơ máu, dĩ nhiên nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thành. Năm, người to bằng ngón tay màu đỏ tơ máu. 10 cái tơ máu ngưng tụ thành một cái, tơ máu này thô là gia tăng rồi gấp 10 lần, này ngưng tụ thành một cái tráng kiện tơ máu, chính là 10 cái so sánh mảnh huyết tuyến chắp phá lại với nhau. Diệp thần phong trên cánh tay phải cái kia tráng kiện màu đỏ tơ máu, lập lòe trói mắt hào quang màu đỏ. Lão Bạch cùng Lão Hắc hai người bọn họ đã sớm là không bình tĩnh rồi, Lão Bạch ngô phong dỗi rảnh trong miệng không ngừng từ ngữ nói thập chuyển niết bàn. Tên tiểu tử này dĩ nhiên thật sự đã tới trong truyền thuyết thập chuyển niết bàn. Này thập chuyển niết bàn nhưng là xưng là niết bàn cảnh bên trong trí tôn rồi, trí tôn thập chuyển, xem ra tên tiểu tử này tương lai thật sự có hy vọng đến sống mãi rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên nuốt nước, nước miếng, nói ra, trí tôn thập chuyển, chúng ta không có đến độ cao này, không nghĩ tới chúng ta bồi dưỡng ra được người lại đã tới, thực sự là tạo hóa trêu người A Hát. Bất quá, ta rất chờ mong tiểu tử này tương lai có thể đến độ cao, hắn thành tựu tương lai e sợ có thể rất xa hất ta ra nhóm rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cười nói, hay là đây là lên trời đối với chúng ta bồi thường đi để cho chúng ta có thể tự mình bồi dưỡng được một cái xa vượt xa chúng ta đỉnh cao cường giả đi ra. Audio điện tử võ tấn bền. Kết tập 98.